Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 104 đến tập 111. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 110. Biến hóa trên người Dương Bách Xuyên khiến Lục Yên Chi kinh ngạc hô lên, Thanh Ngưu và Thú Ngũ Hành giật mình, mọi người biết tâm ma đang bạo phát. Nhưng chỉ nghe Dương Bách Xuyên nói, mọi người đừng lo cho ta không sao, lực lượng tâm ma này không đồng hóa được ta. Dương Bách Xuyên bộc phát ma khí vì tức giận sau khi nhìn thấy người của năm thánh địa lớn. Thực sự quá không biết xấu hổ, vậy mà lại xuất mỗi nhà trăm người để đối phó với một tu sĩ độ kiếp như hắn, tất cả còn là độ kiếp đại viên mãn. Quá khinh người. Cho nên hắn quá tức, tâm ma bạo phát, nhưng sau khi tâm ma bị áp xuống đã bị hắn khống chế, Dương Bách Xuyên biết rõ điểm này. Khác ở chỗ, lúc này sát ý của Dương Bách Xuyên dày đặc. Phía sau là đám người Vạn Linh Thánh đang đuổi theo, phía trước là Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, bên trái là Bách Luyện Sơn Trang, bên phải là Thông Thiên Cung. Là năm thế lực lớn mà hắn đã đắc tội trong hành cung Thiên Yêu. Lúc trước vừa mới giải quyết U Linh Chi Đô, tiếp theo lại là năm thánh địa lớn. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, người của năm thánh địa lớn vô cùng bẩn thỉu. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện vừa không ngừng chạy, hắn biết không thể dừng lại. Nếu chỉ là một thánh địa, bọn họ có cơ hội giết, nhưng bây giờ lại cả năm thánh địa lớn, gần 500 tu sĩ độ kiếp kỳ. Cũng chỉ có những thánh địa kia mới có thể phái ra quy mô lực lượng như vậy, có lẽ đám người này chỉ là một góc của thánh địa. Yên Chi, mấy người cẩn thận, nói xong, Dương Bách Xuyên nắm chặt kiếm đồ long, thúc giục pháp tương, hóa thân thành người khổng lồ cao 100 mét. Hai đại mệnh tinh vận chuyển, chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô xuất hiện, mệnh tinh thần tượng thoáng hiện ở phía sau. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, ma khí vần quanh, một cỗ ma khí bùng lên, nhìn người của năm thánh địa lớn, sát ý bùng nổ. Đúng lúc này, người của năm thánh địa dừng lại, cách Dương Bách Xuyên 50 mét, hình thành thế bao vây, nhưng không tấn công. Lúc này, một nữ tử của Thông Thiên Cung nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, nói, người chính là Dương Bách Xuyên. Biết rõ còn hỏi, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Mồm mép rất cứng, nhưng không biết xương cốt của ngươi cứng hay không, không nhiều lời với ngươi nữa. Ta là Minh Nguyệt Tiên Tử của Thông Thiên Cung, vâng mệnh thánh chủ Thông Thiên Cung bắt người về Thông Thiên Cung trị tội. Giết sư muội Mai Hoa Tiên Tử và các đồng môn của ta, Dương Bách Xuyên, gan chó của ngươi rất lớn, mang theo mấy con yêu thú của ngươi đi theo ta, hôm nay ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Nữ tử tên là Minh Nguyệt Tiên Tử nói chuyện với giọng điệu khinh người, làm Dương Bách Xuyên đi theo nàng ta. Nhưng Dương Bách Xuyên lại quan sát được, lúc Minh Nguyệt Tiên Tử nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn ngé con, hai tròng mắt lóe lên, trong lòng hiểu ra. Lại nhìn bốn nhà khác, ánh mắt của bọn họ cũng đều tập trung trên người ngé con. Lần này Dương Bách Xuyên hiểu ra, ý đồ của năm thánh địa lớn là gì. Có lẽ đuổi giết chính mình chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là ngé con. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là thật, mỗi một nhà trong 9 thánh địa lớn đều là quái vật khổng lồ với số lượng đệ tử đông đảo, mỗi một nhà đều có 10 vạn đệ tử. Toàn bộ tu chân giới là một thế giới vô biên, dưới thế giới vô biên này lại có 3.000 tiểu thế giới giống như Sơn Hải giới. Cuối cùng 3.000 tiểu thế giới này hội tụ lại thế giới vô biên, 9 thánh địa lớn lại là tông môn cường đại nhất tu chân giới, có bao nhiêu người muốn gia nhập các thánh địa này? Chỉ có thể là rất nhiều. Cho nên mấy thánh địa này có rất nhiều đệ tử, nói không dễ nghe, chết mấy đệ tử cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa có một quy củ, sau khi đi vào Thái Hoang, đệ tử chết, ra bên ngoài sẽ không bị truy cứu. Lần này năm thánh địa lớn không cần mặt mũi, mỗi nhà phái ra 100 tên đệ tử độ kiếp đại viên mãn để đối phó một mình hắn. Điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Trừ khi có đủ lợi ích mới có thể làm các thánh địa vứt mặt mũi. Không biết xấu hổ điều động lực lượng đối phó với một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, còn chưa vượt qua đại thiên kiếp như hắn. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã biết, lợi ích này chính là ngé con. Năm thánh địa lớn hùng hổ xuất quân vì ngé con. Bởi vì ngé con là thần thú kỳ lân. Mặc dù hắn chưa nói thân phận của ngé con với bất cứ ai, nhưng mấy thánh địa này đều là thế lực cổ xưa, nên hiển nhiên có thể biết được ngé con là gì. Mặc dù ngé con không giống kỳ lân. Nhìn rất giống một con trâu yêu. Nhưng mấy thánh địa này có thể cho người đi vào hành cung Thiên Yêu tìm kiếm bảo tàng của chủ nhân Thiên Yêu,
chắc chắn sẽ vô cùng quen thuộc hành cung thiên yêu, biết được bí mật mà các tu sĩ bình thường không biết, ví dụ như chủ nhân thiên yêu là Kỳ Lân. Bây giờ Dương Bách Xuyên còn mang một con ngé ra từ hành cung thiên yêu, nếu đám thánh địa này có hiểu biết về hành cung thiên yêu, chắc chắn có thể biết được ngé con chính là thần thú Kỳ Lân. Ở tu chân giới, tất cả thần thú đều đã biến mất cùng năm tháng, bây giờ lại có một thần thú xuất hiện, còn là thần thú Kỳ Lân, đám thánh địa này có thể buông tha. Cho nên Dương Bách Xuyên biết, năm thánh địa lớn đến vì thần thú Kỳ Lân. Từ lời nói của Minh Nguyệt có thể nghe ra được, bắt hắn dẫn theo yêu thú đi đến Thông Thiên Cung lĩnh tội. Nếu là yêu thú tầm thường, Thông Thiên Cung sẽ để ý. Cho nên lúc này Dương Bách Xuyên suy nghĩ cẩn thận, ngé con mới là căn nguyên. Nếu năm thánh địa lớn có thể xuất động lực lượng như này, đã nói rõ tiềm lực của ngé con là vô hạn, Dương Bách Xuyên biết chính mình đã quá xem thường ngé con. Bây giờ nghĩ lại, ngé con là đồ tham ăn, một bữa có thể ăn luôn một đống thiên tài địa bảo to như núi, thực sự là kỳ thích, nếu đổi lại là yêu thú khác, đừng nói một đống thiên tài địa bảo, cho dù ăn một nửa cũng đã bị nổ tan xác. Ngược lại ngé con lại không bị căng chết, lại còn ăn không no, hơn nữa ngay cả mấy người Lục Yên Chi, Thanh Nhiêu cũng không nhìn ra được thủ đoạn giết chết 20 sát thủ U Linh của ngé con là gì, đủ để chứng minh tiềm lực của ngé con là vô hạn. Nếu đã như vậy, Dương Bách Xuyên càng không thể để người khác có được ngé con. Đối mặt với giọng điệu khinh thường của Minh Nguyệt Tiên Tử, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, Thông Thiên Cung thì sao? Ngươi là thứ gì, người giết được Dương Bách Xuyên này còn chưa sinh ra đâu, đến lượt ngươi bảo vệ tính mạng của ta. Ngươi, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, hôm nay giết chết người báo thù cho Mai Hoa sư muội và các đồng môn. Minh Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng nói, sau đó lớn tiếng, các đệ tử nghe lệnh. Ngoại trừ con trâu yêu kia, giết chết tất cả những người bên cạnh Dương Bách Xuyên, giết. Vâng, trăm tên đệ tử Thông Thiên Cung lên tiếng, sau đó lao về phía đám người Dương Bách Xuyên. Lúc này, bốn nhà còn lại cũng phất tay, ra hiệu cho đệ tử xông lên chém giết, đồng thời cũng phát ra mệnh lệnh giống như Minh Nguyệt Tiên Tử. Để lại trâu yêu bên cạnh Dương Bách Xuyên, giết chết những người còn lại. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên nhìn trăm người liều chết xông đến, cười to. Lẩm bẩm, thì ra đây là người thánh địa, đứng trước mặt ích lợi, khác gì tu sĩ tầm thường, thậm chí còn vô sỉ hơn, hôm nay ta muốn mở ra giết chóc, tạo giết chóc không phải điều ta mong muốn, nhưng cũng không phải loại người chờ bị bắt nạt, giết. Ma khí vờn quanh ánh sáng vàng, nhìn vô cùng tà khí, đột nhiên hắn gầm lên, bát hoang quy nhất, kim cương chí tôn, trường sinh chí tôn vấn đạo, thành đại, đại đạo. Một tay tung ra kiếm khí hắc liên. Một tay thi triển hai đại thần thông trong, đánh thẳng về phía đám người xung quanh, khí thế siêu phàm, thiên địa biến sắc. Phù văn màu vàng, ma khí màu đen, thần hồn cường đại, chân khí sau khi áp xúc, tất cả được tụ lại trong lòng bàn tay. Bộc phát sức mạnh, phù văn trên chuông đông hoàng chuyển động, mở ra tầng phòng ngự, cánh cửa u đô xoay tròn mở ra, hấp thu pháp lực của các đòn tấn công bay đến. Ầm ầm ầm. Sau khi Dương Bách Xuyên ra tay, cả đại địa đều chấn động, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, cát vàng bụi đất bay mù mịt, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Bách Xuyên điên cuồng tấn công, tạo thành tổn thương không nhỏ với đám người kia. Ở phía xa, sắc mặt Minh Nguyệt Tiên Tử rất xấu, nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ mạnh như vậy, lúc này người dẫn đầu thánh địa Vạn Linh lên tiếng, các vị, thủ đoạn thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt xa độ kiếp đại viên mãn, tấn công như vậy không hiệu quả, còn cần phải kết trận. Không biết các vị nghĩ thế nào. Ở trong mắt các đệ tử thánh địa, thực lực của Dương Bách Xuyên cũng rất mạnh, mặc dù năm nhà bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng theo tình huống hiện tại, sớm hay muộn gần 500 người cũng sẽ bị Dương Bách Xuyên diệt sạch. Cho nên người dẫn đầu thánh địa Vạn Linh đưa ra chủ ý kết trận vây giết. Bốn người khác nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ có hội tụ lực lượng lại mới có thể giảm thương vong xuống thấp nhất, hơn nữa 400-500 người tập kết lại. Sức mạnh này đủ để giết Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó mọi người nhất trí, bắt đầu ra lệnh kết trận. Lần này cả năm nhà đều biết rõ, mục đích thực sự là thần thú Kỳ Lân Châu Yêu bên cạnh Dương Bách Xuyên, mặc dù Dương Bách Xuyên là thiên tài, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tu chân giới rất lớn, chín thánh địa lớn không thiếu người tài, nhưng thần thú lại là giống loài khan hiếm, cần phải cướp về nhà. Trước mắt phải giết chết Dương Bách Xuyên, còn vấn đề thần thú. Bằng thủ đoạn tranh đoạt, đây cũng là ăn ý của mấy thánh địa từ trước đến nay. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã giết đỏ mắt, một tay cầm kiếm,
mỗi kiếm đều là sát chiêu, không có tu sĩ nào có thể đỡ được một kiếm của hắn. Một tay thành quyền một tay thành trưởng, vận chuyển thần thông thập nhị chí tôn đến cực hạn, pháp tướng cao trăm mét chiếm ưu thế trên chiến trường, bảo vệ đám người Lục Yên Chi ở đằng sau. Nhưng Lục Yên Chi, thú ngũ hành, chồn nhỏ, đả tiên thạch, nghe con cũng không phải ăn chay, chém giết cá lọt lưới mà Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu bỏ lỡ. Sau vài phút chém giết, Dương Bách Xuyên vung kiếm ra quyền thi triển thần thông, giết chết mười mấy tu sĩ, hơn nữa mấy người Lục Yên Chi và Thanh Ngưu hợp lực lại giết hơn 30 tu sĩ. Chiến tích như vậy cũng không tầm thường, bởi vì đệ tử của năm thánh địa kia đều là độ kiếp đại viên mãn, mặc dù bên bọn họ có Thanh Ngưu cấp tôn vương, nhưng lại đối mặt với 500 người. Đứng trước số lượng gấp trăm lần bọn họ, thực lực của tu sĩ cấp tôn vương cũng suy giảm. Dương Bách Xuyên dựa vào kiếm đồ long và thi triển thần thông thập nhị chí tôn, phát ra sức chiến đấu siêu cường, nhưng vẫn có chút cố hết sức. Dù hắn thúc giục kiếm đồ long hay thi triển thần thông thập nhị chí tôn, đều tiêu hao chân khí và thần hồn trong cơ thể. Sau đợt chém giết đầu tiên, đột nhiên Dương Bách Xuyên phát hiện người của năm thánh địa bắt đầu lùi ra sau, sau đó tụ lại, hợp thành đại trận năm khối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt hắn thay đổi, biết người của năm thánh địa muốn làm gì. Nếu phân tán tấn công, hắn và Thanh Ngưu đều có thể đối phó, nhưng bây giờ nếu ngưng kết thành trận, vậy lại khác, tương đương ngưng tụ lực lượng của 4-500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn lại, uy lực vô cùng khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa năm thánh địa kết trận thành đại trận năm phương, hình thành trận pháp ngũ hành tương khắc với ngũ hành. Làm sao bây giờ? Trận pháp của đối phương đã thành mắt trận, lúc này mạnh mẽ phá. Hiển nhiên không hiện thực, nhưng không thể chờ bị đánh. Tình thế cấp bách, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, hắn nhớ đến mình còn chưa sử dụng một đòn sát thủ, vừa lúc có thể áp dụng với chiến đấu quy mô lớn, nhưng cũng không biết có được hay không. Thấy trận pháp đã hình thành, đã bắt đầu dự trữ lực lượng chuẩn bị tấn công, Dương Bách Xuyên biết không có nhiều thời gian, có được hay không phải thử mới biết được. Dùng ý thức nói chuyện với Hắc Liên, Hắc Liên, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngay sau đó, Hắc Liên xuất hiện, hóa thành một nữ tử, không chờ Dương Bách Xuyên mở miệng, hỏi, ngươi muốn dùng Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ tại sao Hắc Liên lại biết, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tình hình khẩn cấp, ta phải dùng thử một lần, nhưng nơi này có sự áp chế của pháp tắc thái hoang, linh thức của ta cũng chỉ bao trùm được phạm vi trăm mét. Vẫn không đủ, cho nên ta cần ngươi giúp ta mở rộng linh thức. Hắc Liên lên tiếng, nơi này có pháp tắc thái hoàng, cũng có ảnh hưởng đến ta, cố gắng hết sức cũng chỉ mở rộng được gấp 3, không nhiều được. Dương Bách Xuyên nghĩ lại khoảng cách năm thánh địa đứng kết trận, dường như có chút miễn cưỡng, nhưng cũng có thể bao trùm một nửa bọn họ. Nếu thi triển thành công Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp, lần này có thể tiêu diệt một nửa số người của năm thánh địa, với hắn vậy là đủ rồi. Có thể. Dương Bách Xuyên gật đầu. Hắc Liên hơi do dự, cuối cùng cũng nói, Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp nhằm vào người cùng cảnh giới, hoặc nói cách khác chỉ có thể thi triển với người có thần hồn yếu hơn ngươi, nhưng ta lại cảm nhận được bên ngoài có 4-500 người, ngươi xác định muốn làm như vậy. Phải biết rằng mỗi một người trong số những người đó đều là độ kiếp đại viên mãn, tu vi cảnh giới cao hơn ngươi, nếu ngươi mạnh mẽ thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp, ngươi sẽ bị phản phệ, hậu quả nghiêm trọng, ngươi có thể tưởng tượng được không? Không phải nói, ta tự biết, tình huống xấu nhất cũng chỉ vậy, bắt đầu đi. Dương Bách Xuyên nói, được, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi mở rộng linh thức đến mức lớn nhất, có được hay không phải xem thần hồn của ngươi mạnh đến mức nào. Hắc Liên cũng không nhiều lời. Cảm ơn, nói xong, Dương Bách Xuyên ra khỏi ý thức, sau đó nói, sư phụ, con muốn chơi lớn, cần mượn dùng thần hồn của ngươi một chút. Tiểu tử thối, định làm gì, đừng có làm bậy. Đây là 500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, nếu có sai lầm con sẽ bị phản phệ, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì cũng chết, còn liên lụy đến ta, con đừng có làm bậy. Vân Thiên Tà cũng biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì, vội vàng lên tiếng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại chỉ nở nụ cười lạnh lùng, không còn nhiều thời gian, năm thánh địa khinh người quá đáng, không cho bọn họ một bài học, sẽ không chịu thua, hơn nữa với tình hình trước mắt, sư phụ, người có cách nào tốt hơn không? Không nói nhiều, con bắt đầu đây. Con, tiểu tử thối, con quá điên cuồng. Vân Thiên Tà mắng, nhưng ý thức của Dương Bách Xuyên đã đi vào không gian Hắc Liên. Đòn sát thủ của hắn chính là không gian Hắc Liên,
lúc trước sau khi tỉnh dậy, Hắc Liên đã truyền Hắc Liên đại pháp cho hắn, tức là lợi dụng thần hồn cường đại để nhiếp hồn. Linh thức cường đại bao phủ kẻ địch, sau đó nhiếp hồn kẻ địch vào trong không gian Hắc Liên. Việc hắn cần làm bây giờ là dùng linh thức đã được Hắc Liên tăng lên của mình bao phủ người của năm thánh địa lớn, sau đó thúc giục lực lượng thần hồn, kéo thần hồn của đám người thánh địa này vào trong không gian hắc ám, giết chết bọn họ. Tất nhiên nguyên thần của 500 tu sĩ độ kiếp kỳ dễ nhiếp hồn như vậy. Đừng nói 500, cho dù 50 chục, một độ kiếp sơ kỳ đi nhiếp hồn độ kiếp đại viên mãn cũng vô cùng mạo hiểm, chắc chắn hắn không có thần hồn cường đại như vậy. Cho nên hắn không cho sư phụ Vân Thiên Tà cơ hội, cũng không có thời gian khua môi múa mép với sư phụ, trực tiếp thi triển Hắc Liên đại pháp. Thực sự đây là một lần mạo hiểm, nếu không thành công, cả hắn và thần hồn của sư phụ sẽ bị thương nặng, nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng sư phụ sẽ không làm hắn thất vọng, dù sao cũng là thập nhị kiếp tán tiên, cho dù là tàn hồn, nhưng cũng là chí tôn. Mượn thần hồn cường đại của sư phụ đi tiêu diệt 500 độ kiếp đại viên mãn, lần mua bán này rất có lời. Hắc Liên đại pháp nhiếp hồn. Dương Bách Xuyên gầm lên, ý thức chấn giữ không gian hắc ám vô biên, không ngừng phóng linh thức ra ngoài. Trong thái hoang tu sĩ không thể sử dụng linh thức, nhưng linh thức của Dương Bách Xuyên lại có thể phóng xa trăm mét. Đối với bất kỳ tu sĩ độ kiếp nào mà nói, linh thức chỉ phóng xa trăm mét ngắn ngủi không là gì cả. Nhưng ở một nơi hạn chế linh thức như thế này, linh thức trăm mét lại là mấu chốt thắng lợi đối với người có thể sử dụng linh thức. Dương Bách Xuyên có thể thông qua không gian Hắc Liên để phóng linh thức xa trăm mét mà không bị pháp tắc thái hoang hạn chế. Đây là một phần thực lực của hắn. Trong tình huống bình thường, điều này đủ để hắn đối phó với hai tu sĩ độ kiếp, nhưng hiện giờ hắn phải đối mặt với 4-500 tu sĩ độ kiếp. Muốn thi triển thuật nhiếp hồn trong Hắc Liên đại pháp, dụ nguyên thần của 4-500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn vào không gian tối tăm vô tận rồi tiêu diệt thì linh thức trăm mét tuyệt đối không đủ. Hẳn là hiện tại người của năm thánh địa lớn đang cách Dương Bách Xuyên 4-500 mét, linh thức trăm mét ngắn ngủi còn lâu mới đủ. Nhưng nữ tử Hắc Liên và sư phụ đã lên tiếng, Dương Bách Xuyên cũng không nói thêm nghĩ thêm gì nữa. Mặc dù có vẻ mạo hiểm, nhưng đây cũng là một cách. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thành công. Vốn dĩ hắn có thể nhờ sư phụ nghĩ cách, nhưng hiện giờ hắn đã là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, không còn là tay mơ tu chân ngày xưa nữa. Lại càng không phải là quả hồng mềm. Thực chất tên họ Dương nào đó là một người kiêu ngạo. Và lại, cho dù nhờ sư phụ ra tay hay nghĩ cách, cho dù sư phụ có thể tiêu diệt người của năm thánh địa lớn phía trước đi chăng nữa, chưa chắc sư phụ có thể giải quyết một cách dễ dàng. Suy cho cùng thì sư phụ cũng đang ở trạng thái tàn hồn chứ không phải tán tiên chí tôn chân chính. Có lẽ sư phụ có cách giải quyết tình hình trước mắt, song Dương Bách Xuyên lo lắng sư phụ lại bị thương một lần nữa. Dù sao hắn cũng không thể gọi sư phụ ra mỗi khi gặp khó khăn được, như vậy thì có khác gì tên ăn bám mà người Trung Quốc thường nói đâu. Tên họ Dương nào đó không muốn làm vậy. Trước kia là do năng lực của hắn không đủ, bây giờ hắn không muốn làm liên lụy đến sư phụ. Nếu cứ dựa dẫm vào sư phụ, Dương Bách Xuyên sẽ cảm thấy mình là tên ăn bám. Sự việc quá nghiêm trọng thì nhờ sư phụ giúp thôi, đa phần vẫn phải dựa vào chính mình. Lần này đối mặt với quy mô 4-500 kẻ địch, đây là một thử thách đối với Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên thi triển Hắc Liên đại pháp, phóng linh thức ra xa trăm mét, đột nhiên hắn cảm thấy linh thức tiếp tục phóng xa. Hắn biết là nữ tử Hắc Liên ra tay. 100 mét, 200 mét, 300 mét, 400 mét. Linh thức phóng xa 467 mét thì dừng lại. Đồng thời, giọng nói run rẩy của nữ tử Hắc Liên cũng vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Ta cố gắng hết sức rồi. Đủ rồi, cảm ơn ngươi. Dương Bách Xuyên đáp. Phạm vi 167 mét tuy không bao phủ toàn bộ 436 người, nhưng cũng bao phủ 7-8 phần, tương đương có 380 người bị linh thức của hắn bao phủ. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, như vậy là đủ rồi. Nếu thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp thành công, hắn sẽ dụ nguyên thần của 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn vào không gian Hắc Liên của mình. Xa vào bóng tối vô tận. Bước tiếp theo là nhiếp hồn, cần tới sức mạnh thần hồn cường đại của hắn. Đây mới là thử thách thật sự. Nhưng Dương Bách Xuyên đã nói trước với sư phụ, tin rằng lúc quan trọng sư phụ sẽ trợ giúp hắn. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong đầu, thôi động nguyên thần. Nguyên thần trong biển ý thức bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, sau đó lan ra.
một luồng thần hồn minh mông bao phủ 380 người. Hắc Liên Nhiếp Hồn, thu. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tử và thủ lĩnh của bốn thánh địa khác đang đứng đằng xa nhìn mấy trăm tu sĩ độ kiếp đại viên mãn kết trận ngũ hành tấn công. Sức mạnh của tất cả mọi người tạo thành năm cột sáng có đường kính hơn 3 mét, lập tức ập tới đám người Dương Bách Xuyên. Nhìn từ xa giống như năm cây gậy phát sáng khổng lồ dài mấy trăm mét, cực kỳ hoành tráng. Uy lực của sóng khí được tạo thành khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ. Năm thủ lĩnh cùng nhếch môi cười. Bọn họ chờ đợt tấn công này phủ xuống sẽ chạy tới cướp thần thú Kỳ Lân. Ai cũng mang lòng riêng và đề phòng đối phương, ai cũng muốn cướp Kỳ Lân non. Lần này các thánh địa ra quân ồ ạt là vì Kỳ Lân non, chứ một tên Dương Bách Xuyên không đáng để năm thánh địa lớn huy động nhiều người như vậy. Thật ra ác thánh địa đều phái ra hàng trăm tu sĩ độ kiếp đại viên mãn đến đây chỉ vì thần thú Kỳ Lân mà thôi. Tuy nói các thánh địa có hàng trăm nghìn môn nhân đệ tử, một người người chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Nhưng, trên con đường tu chân, ngàn người cũng chẳng có nổi một người đạt đến độ kiếp. Tu luyện tới độ kiếp nào có dễ dàng như vậy. Vì thế, các thế lực thánh địa cũng không có nhiều đệ tử độ kiếp đại viên mãn, huống chi một lần huy động tới trăm người. Năm thánh địa lớn điều động hàng trăm đệ tử độ kiếp đại viên mãn đi đối phó với Dương Bách Xuyên quả là vô liêm sỉ, hơn nữa còn là hành vi cực kỳ vô liêm sỉ. Nhưng bọn họ phái môn hạ đệ tử tới đây cũng chứng tỏ thần thú Kỳ Lân quan trọng với năm thánh địa lớn cỡ nào. Vì một thần thú Kỳ Lân mà chẳng cần thể diện. Tất nhiên danh nghĩa là giết Dương Bách Xuyên để báo thù cho môn hạ đệ tử. Nếu không phải vì pháp tắc Thái Hoang hạn chế, thì e là bọn họ sẽ phái tu sĩ có tu vi cao hơn tới đây. Năm cột sáng phóng về phía Dương Bách Xuyên, năm người Minh Nguyệt đứng quan sát, sẵn sàng hành động. Chuẩn bị cướp Kỳ Lân con sau đợt tấn công của mấy trận pháp kết hợp này. Nhưng không ai ngờ được một cảnh tượng quái dị đã xảy ra. Chỉ thấy năm cột sáng khổng lồ từ năm hướng tụ lại, sắp rơi xuống đám người Dương Bách Xuyên thì đột nhiên dừng lại. Tựa như không gian dừng lại. Cột sáng đang bay tới vốn phải rơi xuống đám người Dương Bách Xuyên đã bất động. Sau đó, cột sáng vô cùng chói mắt bắt đầu mờ dần. Xảy ra chuyện gì thế? Minh Nguyệt Tiên Tử lên tiếng. Có gì đó không ổn. Hình như bọn họ cũng bất động. Không phải bất động, mà là khí tức của bọn họ đang tan biến. Lạ thật, sao lại thế này? Thủ lĩnh của năm thánh địa lớn đã phát hiện ra các đệ tử đã xảy ra chuyện. Tất nhiên cảnh tượng quỷ dị này là vì Dương Bách Xuyên đã thi triển Hắc Liên Nhiếp Hồn Đại Pháp thành công. Ban đầu Dương Bách Xuyên thôi động nguyên thần của mình bao phủ hơn 380 người. Trong lúc nhiếp hồn, hắn nhận thấy lực lượng không đủ, dù sao muốn khống chế nguyên thần của hơn 300 người tiến vào trong không gian Hắc Liên cũng rất khó. Sau khi hắn thôi động thần hồn kích hoạt sức mạnh của không gian Hắc Liên và thi triển thần thông, hơn 380 người thật sự là một số lượng lớn, khiến nguyên thần của hắn suýt tan rã. Nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, hắn không còn đường lui, cho dù nguyên thần tan rã hắn cũng phải dẫn dụ nguyên thần của 380 người này vào không gian Hắc Liên rồi giết chết. Hắn gầm lên trong lòng, thôi động thần hồn đang bất ổn, gia tăng sức mạnh thần hồn. Đúng lúc này, tiếng mắng chửi của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu hắn, thằng nhóc nhúi, con chán sống rồi à. Mặc dù sư phụ đang mắng, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được bình càn khôn trên cánh tay trái chợt nóng lên, có sức mạnh thần hồn cường đại truyền vào trong nguyên thần bất ổn của hắn. Cuối cùng thần hồn bất ổn đã ổn định lại. Mặt tái nhợt nhưng môi nở nụ cười, hắn biết là sư phụ đã ra tay truyền sức mạnh thần hồn cho mình. Dương Bách Xuyên thầm thở phào, tiếp tục hô trong lòng, nhiếp hồn cho ta. Lúc này có sức mạnh thần hồn mà sư phụ cho mượn, hắn không còn cảm thấy cố sức nữa. Một giây sau, thần thông Hắc Liên Đại Pháp vận hành đến cực hạn. Từng nguyên thần trên đỉnh đầu của 380 người bị linh thức của hắn bao phủ bất giác bị hắn dẫn dụ ra, kế đó tiến vào trong không gian Hắc Liên. Một khi nguyên thần của bọn họ tiến vào không gian Hắc Liên, trong bóng tối vô tận Dương Bách Xuyên chính là chúa tể, muốn chém muốn giết đều do một ý nghĩ của hắn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nguyên thần của 380 người bị Dương Bách Xuyên nhiếp hồn tiến vào không gian Hắc Liên. Sau đó, Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm, nổi sát ý. Nguyên thần của toàn bộ 380 người đều bị hắn giết chết trong không gian Hắc Liên vô biên. Người của năm thánh địa lớn tạo thành trận pháp ngũ hành tấn công, sau khi 380 người mất đi sự sống, trận pháp tự sụp đổ.
lực công kích của 5-60 người còn lại không đáng kể, trận pháp hoàn toàn bị phá giải. Bịch bịch bịch. Sau đó từng tiếng bịch vang lên, là âm thanh thi thể của 380 người bị Dương Bách Xuyên tiêu diệt nguyên thần ngã xuống đất. Thấy đồng môn ngã ra đất chết thẳng cẳng, 5-60 người còn lại sợ vỡ mật. Đối với người còn sống mà nói, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Bởi vì không ai biết vì sao các đồng môn bên cạnh lại tự dưng ngã xuống đất, mất đi sức sống. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, cột sáng công kích mà đám người vốn tràn đầy tự tin liên thủ tạo thành lập tức dừng lại rồi biến mất, tiếp đến là từng tiếng bịch bịch. Đó là âm thanh thi thể của đồng môn ngã xuống đất. Không có ai nhìn thấy đồng môn chết thế nào, vô cùng kỳ lạ. Trên người bọn họ không có vết thương nhưng cứ thế chết đi, không còn sự sống. Nếu nói là do kẻ địch thì cũng không đúng. Rõ ràng là đám người Dương Bách Xuyên vẫn bị bọn họ bao vây, cách trận pháp mà bọn họ tạo thành những mấy trăm mét. Mà bọn họ cũng không nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém ra một kiếm, vung ra một quyền về phía mình. Vì thế, 5-60 người còn sống bắt đầu hoảng loạn. Sau lưng túa mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay giết 380 người? Đó là 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn đấy. Tu sĩ cảnh giới phi thăng muốn giết gần 400 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn cũng không phải chuyện dễ. Không chỉ 5-60 người sống sót, ngay cả 5 thủ lĩnh Minh Nguyệt Tiên Tử cũng nhíu mày. Tình hình chiến trường xoay chuyển 360 độ, bất cứ ai cũng sởn tóc gáy. Nhất là trong tình huống không phát hiện ra bất kỳ điều gì, cảm giác sợ hãi càng khó bề tưởng tượng. 5 người Minh Nguyệt Tiên Tử cùng đổ dồn ánh mắt vào Dương Bách Xuyên. Bởi vì chỉ có mấy người Dương Bách Xuyên là kẻ địch, ở đây không còn bên thứ ba. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên hét to, còn kẻ nào không sợ chết thì cứ xông lên. Câu nói này cho thấy kẻ giết 380 người đúng là Dương Bách Xuyên. 5 người Minh Nguyệt Tiên Tử đều chấn động khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy. Quả nhiên là hắn. Sau giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, trong chiến trường phát ra một tiếng thét to. Không biết là ai trong số 5-60 người còn sống hét lên, ma. Ma quỷ. Sau tiếng hét tràn đầy sợ hãi này, có người xoay người chạy trốn. Có đôi khi nỗi sợ hãi có thể lây lan. Có người thứ nhất chạy trốn, nháy mắt 5-60 người đã chạy như ong vỡ tổ, không dám nán lại trong chiến trường nữa. 380 người chết một cách kỳ lạ, đây là một đòn đả kích nặng nề vào linh hồn những người còn sống. Lúc này làm gì còn ai nghĩ đến chuyện giết Dương Bách Xuyên nữa chứ, chạy trốn mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng bọn họ, không biết Dương Bách Xuyên dùng tà thuật gì mà có thể giết 380 người trong nháy mắt, còn lại 5-60 người bọn họ chẳng bỏ cho Dương Bách Xuyên nhét kẽ răng, lúc này mà không chạy thì chỉ có đường chết. Chúng ta rút thôi, Dương Bách Xuyên quá kỳ lạ, vẫn nên chờ địa tiên từ lá chắn pháp tắc đến bàn bạc thì hơn. Thủ lĩnh của Thiên Kiếm Sơn tái mét mặt mày nhìn Dương Bách Xuyên ở cách mình mấy trăm mét, không kìm được run rẩy nói. Phải đó, vẫn nên, chờ các trưởng lão địa tiên đến bàn bạc rồi tính tiếp. Đi thôi. Dương Bách Xuyên đúng là đại ma đầu. Suốt thôi. Năm thủ lĩnh run rẩy nói, rời đi không chút do dự, chỉ sợ mình chậm một bước sẽ bị Dương Bách Xuyên đuổi theo. Không sợ không được, thứ nhất, các đệ tử còn sống đã chạy rồi. Thứ hai. Không biết Dương Bách Xuyên đã dùng tà thuật gì mà có thể âm thầm giết chết 380 người, thủ đoạn kỳ lạ này không nhìn thấy sở không được. Rõ ràng là bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng cách mấy trăm mét không động đậy, vậy mà thoát cái đã giết 380 người. Đúng là năm thủ lĩnh bọn họ mạnh hơn đệ tử bình thường, nhưng có thể mạnh hơn hợp lực của 380 người được chắc. Vì vậy năm thủ lĩnh không có một ai ở lại. Bao gồm cả Minh Nguyệt Tiên Tử trước đó còn tỏ ra trịch thượng nhưng lúc này tâm lý đã sụp đổ. Nháy mắt 5 người đã biến mất. Thật sự là tình cảnh hiện tại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đồng môn đi cùng chết tới 9 phần, không biết phải ăn nói với tông môn thế nào. 5 người quyết định không đánh với tên ma đầu Dương Bách Xuyên này nữa, thủ đoạn của Dương Bách Xuyên đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ, cần phải chờ trưởng lão địa tiên tam chuyển mà 5 thánh địa phái đến quyết định. Các thành địa lớn phái ra 2 nhóm người, một nhóm là các đệ tử độ kiếp đại viên mãn bọn họ, nhóm còn lại là trưởng lão của các thánh địa. Có điều các trưởng lão muốn vào ngoại vực Thái Hoang thì bắt buộc phải xuyên qua lá chắn pháp tắc Thái Hoang, áp chế cảnh giới nên vẫn chưa đuổi tới mà thôi.
Hiện tại Dương Bách Xuyên nói còn kẻ nào xông lên tìm chết khiến người của năm thánh địa lớn sợ vỡ mật, ỉu xìu chạy biến. Người của năm thánh địa lớn rời đi, để lại thi thể chồng chất như núi. Chủ nhân ngầu quá, thú ngũ hành lập tức nịnh nọt. Dương đại ca, chúng ta thắng rồi, người của năm thánh địa lớn đã chạy trốn. Lục Yên Chi cũng lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Thật ra mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý liều mạng, vậy mà chớp mắt Dương Bách Xuyên đã lật tay làm mây úp tay làm mưa, tiêu diệt hơn 300 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn. Biến chuyển chớp nhoáng khiến Thanh Ngưu dùng mình trước vị chủ nhân Dương Bách Xuyên này. Thủ đoạn như vậy thật thần kỳ làm sao? Trong lúc đám thú ngũ hành vui mừng hớn hở, Dương Bách Xuyên nói với sắc mặt tái nhợt, đi trước đã, mau lên. Hắn vừa nói vừa kéo Lục Yên Chi nhảy lên lưng Thanh Ngưu, ra hiệu cho Thanh Ngưu đi nhanh lên. Vừa mới ngồi lên lưng Thanh Ngưu, Dương Bách Xuyên liền hộc máu. Đi thôi. Lúc này mọi người mới biết chủ nhân bị thương, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ai nấy đều hiểu không nên nán lại nơi này lâu. Mặc dù người của năm thánh địa lớn đã rời đi, nhưng nếu như bọn họ phát hiện Dương Bách Xuyên bị thương thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Tránh cho người của năm thánh địa lớn phát hiện. Thanh Ngưu lập tức chạy như bay. Lục Yên Chi phát hiện toàn thân Dương Bách Xuyên đều đang run rẩy, Dương đại ca. Nàng lo lắng cất lời. Quả thật Dương Bách Xuyên đã bị thương, cưỡng ép thôi động nguyên thần nhiếp hồn 380 người khiến hắn bị phản phệ nghiêm trọng, chẳng khác nào dùng sức mạnh quá mức. Không cần lo lắng, ta điều trị một lát là ổn thôi. Chặng đường kế tiếp phải dựa vào mọi người rồi. Giọng nói của Dương Bách Xuyên cũng suy yếu. Dương đại ca cứ yên tâm. Chủ nhân yên tâm, quãng đường không xa, tiếp theo ta có thể đối phó được. Thanh Ngưu đáp lời. Dương Bách Xuyên không nói gì thêm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục nguyên thần bị thương trên lưng Thanh Ngưu. Mặc dù có sư phụ và nữ tử Hắc Liên hỗ trợ thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp thành công, tiêu diệt được 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, nhưng người bị phản phệ chính vẫn là hắn. Hiện tại nguyên thần của hắn không được ổn định bởi vì sử dụng quá độ, vượt ngoài giới hạn vận hành. Nói là rách lỗ chỗ cũng không ngoa, giết chết 380 tu sĩ độ kiếp, sau đó hô kẻ nào không sợ chết thì xông lên. Thật ra là không thành kế. Nếu lúc đó thật sự có người xông lên thì Dương Bách Xuyên cũng bó tay hết cách. May mà xác của 380 người quá gây sốc, những người khác đều sợ hãi chạy trốn. Tóm lại là lần này hắn mạo hiểm coi như thành công. Khoe khoang chiến tích này ở tu chân giới cũng đủ kiêu ngạo. Nhưng cái giá bỏ ra cũng quá lớn, nguyên thần bất ổn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chữa trị nguyên thần trên lưng Thanh Ngưu là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Dương Bách Xuyên vừa mới nhắm mắt, giọng nói của nữ tử Hắc Liên vang lên trong đầu, có thể dùng sức mạnh thần hồn của 380 người trong không gian Hắc Liên để chữa trị nguyên thần của ngươi. Dương Bách Xuyên vốn định hỏi sư phụ có cách gì không? Nào ngờ nữ tử Hắc Liên đã nói cho hắn một cách. Nghe vậy Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, sau đó hoàn hồn, mừng như nhặt được vàng. Mặc dù không gian Hắc Liên là bóng tối vô cùng vô tận, nhưng cũng là không gian kín. Hắn đã dùng một ý nghĩ tiêu diệt nguyên thần của 380 người, nhưng nguyên thần của những người này sau khi bị tiêu diệt đã biến thành lực thần hồn khổng lồ lưu lại trong không gian Hắc Liên, vừa hay có thể giúp hắn khôi phục nguyên thần của mình. Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ trước đây nữ tử Hắc Liên từng nói thi triển Hắc Liên nhiếp hồn đại pháp có thể biến hóa lực thần hồn của đối phương cho bản thân sử dụng. Lần này mạo hiểm cũng đáng giá. Hắn lập tức tiến vào biển ý thức, chìm vào nguyên thần, động ý niệm ngồi xuống Hắc Liên. Ánh sáng đen tỏa ra, một luồng sức mạnh thần hồn bay ra, bị Dương Bách Xuyên hấp thu vào nguyên thần của mình. Thật ra không gian Hắc Liên là bên trong Hắc Liên nơi nguyên thần của hắn ngồi. Nói cách khác. Lực thần hồn tạo thành từ nguyên thần của 380 người sau khi tan biến đều ở trong Hắc Liên. Dương Bách Xuyên bắt đầu chữa trị nguyên thần, Thanh Ngưu dẫn mọi người chạy thục mạng suốt 5 ngày. 5 ngày sau, Thanh Ngưu đã đến một hàn đàm. Nơi này thuộc phạm vi vòng ngoài dãy núi Vạn Yêu, hàn đàm chính là cửa mật đạo mà Thanh Ngưu trốn ra năm xưa. Bởi vì Dương Bách Xuyên vẫn đang trong trạng thái tu luyện chưa tỉnh, đám Thanh Ngưu cũng dừng lại, đợi Dương Bách Xuyên tỉnh rồi quyết định. Dù sao thì nơi này cũng là ranh giới núi Vạn Yêu, Thanh Ngưu biết đầm hàn là một con đường nhưng lão đã rời khỏi nơi này hơn 3.000 năm, ai biết được có thay đổi gì không? Biết đâu đợi Dương Bách Xuyên tỉnh dậy sẽ có chủ kiến mới.
Mọi người quyết định ở bên hồ đợi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, may mà nơi hẻo lánh này cũng không có yêu thú gì xuất hiện, trong 5 ngày tới đây, trên đường cũng gặp phải một số thú dữ nhưng đều bị yêu khí cường đại trên người Thanh Nưu dọa chạy. Cũng xem như là hành trình suôn sẻ. Hiện tại cứ đợi Dương Bách Xuyên tỉnh rồi quyết định. 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên tỉnh lại trên lưng Thanh Nưu. Khi hắn tỉnh lại, hai mắt lóe lên ánh sáng, khí tức tỏa ra từ trên người Dương Bách Xuyên tản khắp nơi. Đây là báo hiệu tu vi của hắn đang tăng lên. Quả thật, sau khi Dương Bách Xuyên hấp thụ năng lượng thần hồn của 380 người, hắn không chỉ chữa trị nguyên thần mà còn khiến nguyên thần tăng thêm một bậc. Lúc này, Dương Bách Xuyên quan sát ý thức hải, nguyên thần của hắn dường như rõ ràng hơn, trước kia vốn rất mờ nhạt, nhưng hiện tại đã có thể nhìn rõ ngũ quan, đây chính là điểm riêng biệt của nguyên thần cường đại. Bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được. Cho dù nguyên thần thoát ly khỏi thể xác thì vẫn có sẽ tồn tại độc lập. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, nếu như nguyên thần rời khỏi cơ thể thì sẽ rất nguy hiểm. Chân khí trong tử phủ cũng trong trạng thái gần đầy, hiện tại nếu Dương Bách Xuyên ra khỏi thái hoang, hắn sẽ nắm chắc phần vượt qua được độ thiên kiếp. Hắn vừa nghĩ như vậy, trong đầu đã vang lên tiếng cười mỉa mai của lão đầu, thằng nhóc thối, vừa giết hơn 300 người đã đòi độ kiếp. Con còn kém xa lắm. Lão đầu chết tiệt, độ kiếp với giết người thì có liên quan gì, hơn nữa những người kia muốn giết con trước. Dương Bách Xuyên phản bác. Con biết cái gì, con nghĩ câu thiên đạo tuần hoàn, chỉ là nói chơi thôi sao, nói cho con biết, uy lực của đại thiên kiếp ngoài sức tưởng tượng, nếu dễ dàng vượt qua như vậy. Lần này, không đợi Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên đã ngắt lời, lão đầu chết tiệt, người đừng có mà lừa con, thiên kiếp không có đáng sợ như người nói. Nếu không thì ngũ đại thánh địa thoáng cái đã xuất hiện 4-500 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, người đừng có nói với con là bọn họ đều không độ qua thiên kiếp. Vân Thiên Tà cười lạnh, ngu dốt, nói thật với con, uy lực của đại thiên kiếp dựa vào thiên phú sát nghiệp khác nhau của mỗi người. Tư chất càng cao thì uy lực của thiên kiếp càng mạnh, sát nghiệp càng nặng thì thiên kiếp càng lớn, chưa nói tới con đã giết bao nhiêu người, chỉ riêng thành tựu kim đan thập toàn thập mỹ đã quyết định uy lực đại thiên kiếp của con sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nên ta mới nói, con trước tiên đừng ra khỏi thái hoang độ kiếp, tốt nhất vẫn nên tiếp tục tu luyện đi, con cho rằng chân khí trong tử phủ đạt tới sương mù thì có thể tiến hóa sao? Vi sư nói cho con biết, còn xa lắm, chân khí của người khác hóa thành sương mù, xác suất độ kiếp có lẽ là đủ, nhưng con thì còn chưa đủ, thiên chất kim đan thập toàn. Vi sư không biết thiên đạo sẽ đánh xuống thiên kiếp có uy lực như thế nào, nếu như con không chăm chỉ tu luyện thì sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Nghe đây, từ giờ con vẫn nên tiếp tục tu luyện, áp nén chân khí trong cơ thể, đạt tới trạng thái lỏng, đợi khi chân khí ở dạng lỏng đầy thì cũng chính là lúc con độ kiếp, nếu không thì cứ ngoan ngoãn ở thái hoang, đừng ra ngoài. Sau khi ra ngoài, một là bị thiên kiếp đánh chết, hai là bị ngũ đại thánh địa mà con đắc tội, à không đúng. Bây giờ cộng thêm U Linh Chi Đô thì phải là 6 thánh địa mới đúng, bị 6 thế lực đuổi giết. Chỉ khi con có căn cơ vững chắc mới có thể ra khỏi thái hoang, trước mắt thì núi Vạn Yêu là một lựa chọn không tồi, nếu tiểu tử con thật sự có bản lĩnh thì xây dựng thành tựu ở núi Vạn Yêu, ta thấy chủ ý của Thanh Nưu cũng được, có thể thử xem, thật ra trên con đường tu đạo, mỗi một bước đi đều là đang mạo hiểm. Thanh Nưu đưa đá Huyền Yêu để con bắt trước hơi thở của yêu tộc là rất chính xác, nhưng một khi chiến đấu con dùng tới chân khí thì sẽ bị bại lộ, vi sư truyền lại cho con bách biến chí tôn thần thông, con tự suy nghĩ, dùng pháp lực có thể hóa thành cơ thể yêu thú, cộng thêm đá huyễn yêu giúp con có thêm hơi thở, chân khí trong cơ thể cũng có thể biến đổi. Mặc dù, năm đó vi sư chỉ lấy được ngoại môn của bách biến chí tôn, không lấy được nội tu, nhưng, tốt xấu gì vi sư cũng là chí tôn, nghĩ ra một bộ công pháp tu luyện kết hợp bách biến chí tôn, thay đổi bắt trước chân khí chuyển hóa thành yêu khí. Mặc dù không được như bản thật nhưng cũng đủ cho con tiến vào dãy núi Vạn Yêu, bây giờ vi sư sẽ truyền thụ lại cho con. Sau khi nghe lão đầu nói xong, trong đầu Dương Bách Xuyên truyền tới một luồng tin tức, có lẽ là công pháp chuyển đổi chân khí. Xem qua một lượt, Dương Bách Xuyên mừng rõ, của lão đầu rất dễ tu luyện, hơn nữa theo như giới thiệu, bộ công pháp này không chỉ chuyển hóa chân khí thành yêu khí mà lực lượng ma khí cũng có thể thay đổi. Mặc dù đây chỉ là phương pháp hỗ trợ tu luyện nhưng cũng rất quan trọng với hắn trên con đường sau này. Dương Bách Xuyên rất bội phục lão đầu, không hổ là tán tiên chí tôn, tiện tay cũng có thể sáng tạo ra bộ công pháp như vậy. Lão đầu, người còn gì dặn dò nữa không?
Hắn biết sư phụ mình biết rất nhiều bí mật, một chút chỉ bảo cũng có lợi ích rất lớn. Vân Thiên Tà cân nhắc một lúc rồi nghiêm túc nói, cũng không có gì, nhưng không được để ấu thú kỳ lân đi theo con nữa, trước khi trải qua lần hóa thân đầu tiên thì cứ để nó ở trong không gian càn khôn đi. Dù sao thì những người muốn thần thú quá nhiều, nhân tộc thánh địa có thể nghe được tin tức, yêu tộc đương nhiên cũng có thể, còn chớ coi thường yêu tộc ở Thái Hoang, ở ngoại vực thì còn tốt, nội vực quả thật có một số yêu thú rất mạnh, không được coi thường, nếu như để lão quái vật biết được ấu thú kỳ lân, ha ha. Đến khi đó con sẽ gặp phiền phức lớn, hiện tại kỳ lân mới chỉ là ấu thú mới phá kén, vẫn chưa thức tỉnh truyền thừa huyết mạch, không có lực chiến đấu, thế nên để nó ở trong không gian càn khôn sẽ an toàn hơn. Còn nữa, con đừng dừng cho nó ăn, kỳ lân ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng không phải vô ích, đợi khi trong cơ thể tích lũy đủ năng lượng nhất định, huyết mạch kỳ lân sẽ thay đổi, hóa thành kỳ lân chân chính, tới khi đó tiểu tử con có thể tung hoành ngang dọc cả cái tu chân giới, thế nên đừng có keo kiệt. Nuôi dưỡng kỳ lân cho tốt, vi sư cũng muốn xem thử, sau khi kỳ lân biến hình sẽ trở thành thần thú như thế nào. Đương nhiên những chuyện này phải làm từng bước một, quan trọng là phải kiên trì, vi sư cần phải nghỉ ngơi, lần này con hành động quá điên cuồng, làm bao nhiêu sức mạnh thần hồn khó khăn lắm vi sư mới tích trữ được, toàn bộ đã đắp hết lên người con, tiểu tử con đúng là không phải người, không biết đau lòng cho sư phụ, không phải thời điểm đe dọa tới tính mạng thì đừng gọi ta, thế nhé. Câu cuối, Vân Thiên Tà như mắng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thấy tính tình cổ quái, lật mặt còn nhanh hơn lật sách của sư phụ mình thì cười khổ, vừa rồi còn đàng hoàng chững chạc, thoáng cái đã trực tiếp mắng người. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết sư phụ đối xử với mình rất tốt, mặc dù mỗi lần đều mắng hắn nhưng ở thời khắc nguy hiểm, ông đều dốc hết sức lực, dùng sức mạnh tàn hồn còn sót lại để giúp đỡ hắn. Dương Bách Xuyên hiểu, ngoài miệng lão đầu mắng hắn giống như không thèm quan tâm. Nhưng thực tế thì lần nào cũng hao tổn rất lớn. Cảm động một lúc, Dương Bách Xuyên nhảy từ trên lưng Thanh Ngưu xuống, dặn dò Đá Đả Thiên và Trồn Nhi canh gác ở xa, hắn chuẩn bị truyền thụ cho Lục Yên chi pháp lực hóa thân, thần thông thiên biến vạn hóa bách biến chí tôn và nguyên khí quyết. Dù sao thì lần này tiến vào núi Vạn Yêu, Lục Yên chi cũng đi theo cạnh hắn, không thể vào lại trong bình càn khôn, điều này không khác gì với việc nhốt Lục Yên chi lại, đây là điều mà hắn không mong muốn. Có hai loại công pháp tu luyện, bọn họ có thể bắt chước thành yêu thú, đủ để đi lại ở núi Vạn Yêu. Sau khi truyền lại công pháp cho Lục Yêu Chi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dẫn ngé con vào trong không gian càn khôn, sắp xếp xong cho ngé con, lão đầu nói đúng, mặc dù ngé con là thần thú nhưng cũng chỉ là ấu thú vừa mới phá kén, chưa lột xác huyết mạch, ở hang ổ của yêu thú như núi Vạn Yêu này, yêu thú nhắm tới ngé con quá nhiều. Khó tránh khỏi việc bị lão yêu quái biết được. Bắt ăn để gia tăng tu vi. Tìm được một gốc cây lớn, Dương Bách Xuyên dẫn ngé con vào trong, dặn Thanh Ngưu hộ pháp. Sau khi bản tôn của hắn tiến vào trong bình càn khôn sẽ lộ ra ngoài, không hộ pháp hắn sẽ không yên tâm. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên dẫn theo ngé con tiến vào trong bình. Thế nhưng vừa mở mắt, Dương Bách Xuyên đã trừng lớn, bên trong bình càn khôn đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu, bình càn khôn chỉ có đường kính 1.000 mét, mà bây giờ chu vi đã hơn 10 dặm. Hắn dùng linh thức đảo qua toàn bộ không gian càn khôn. Đương nhiên chỉ là không gian mở rộng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là sau khi bình càn khôn hấp thụ sức mạnh dung hợp thất tinh ở Thiên Yêu Hành Cung, lúc đó hắn cũng không có thời gian xem thử bình càn khôn có biến hóa gì không. Hiện tại nhìn thấy thay đổi lớn như vậy. Sức mạnh to lớn của dung hợp thất tinh bị bình càn khôn hấp thụ, không thay đổi mới lạ. Lúc này trông thấy, thay đổi này quả thật là rất lớn. Cùng tiến hóa với không gian càn khôn còn có hồ cá rồng, trước kia chỉ là một cái ao nhỏ có diện tích 3 mét vuông, sau nhiều lần tiến hóa đã biến thành một cái hồ rộng hơn 100 mét. Còn có một núi linh đào không cao mấy, vườn linh dược Dương Bách Xuyên tự tay trồng. Bây giờ Dương Bách Xuyên nhìn qua, toàn bộ không gian càn khôn đã tăng chu vi lên tới hơn 10 dặm, gấp rất nhiều lần. Cuối cùng, phía đông cũng xuất hiện một ngọn núi cao gần trăm trượng, ánh sáng mập mờ chớp động, cộng thêm núi linh đào, đây là ngọn núi thứ hai xuất hiện trong bình càn khôn, ngọn núi này rất lớn. Một ngọn núi thật sự, cao ngàn trượng xuyên thẳng tận mây xanh. Một thay đổi đặc biệt lớn là, Dương Bách Xuyên phát hiện không gian càn khôn xuất hiện sao trời, màu sắc trước kia của không gian này chỉ là một mảnh hỗn độn, nhưng hiện tại bên ngoài chu vi 10 dặm vẫn là sương mù dày đặc,
phía chân trời lại xuất hiện ngôi sao, chỉ thiếu mặt trời mặt trăng thì nơi này sẽ là một thế giới chân chính. Dương Bách Xuyên tin tưởng, lần thăng cấp tiếp theo, không gian càn khôn sẽ xuất hiện mặt trăng và mặt trời, đến khi đó thì hắn sẽ có một thế giới của riêng mình. Mặc dù hiện tại chỉ có sao, nhưng đây cũng là một điểm báo trước. Thế giới hoàn chỉnh có sự vận động theo chu kỳ, sau này không chừng không gian càn khôn sẽ trở thành một thế giới chân chính. Có tuần hoàn ngày đêm, tu luyện trong bình càn khôn sẽ ngộ ra tu luyện thiên đạo, tới lúc đó không gian này sẽ hóa thành cõi bồng lai để tu luyện. Bốn phía đông, tây, nam, bắc, hướng tây là núi Linh Đào, hướng đông đã xuất hiện ngọn núi mới cao cả nghìn mét, cứ theo tình hình này, có lẽ mai sau hướng nam, bắc cũng sẽ có núi lớn xuất hiện. Dương Bách Xuyên không biết sẽ xuất hiện bất ngờ gì, nhưng dù sao cũng là tín hiệu tốt. Linh khí ở không gian càn khôn vô cùng nồng đậm, đi trong vườn linh dược, Dương Bách Xuyên phát hiện cây mình trồng có tốc độ trưởng thành nhanh nhơn, nhiều linh dược đã có thể hái được, linh khí ngày càng mạnh. Trong lòng khẽ động, Dương Bách Xuyên xuất hiện ngay dưới chân núi ở phía đông. Điều khác biệt hoàn toàn với núi Linh Đào ở phía tây, ngọn núi này có màu đen tuyền, như thể bị lửa thiêu rụi, nhưng kỳ lạ thay, ngọn núi này mang lại cho hắn một loại sức sống thuần dương, rất kỳ quái. Trong sương mù dày đặc, Dương Bách Xuyên phát hiện trên đỉnh núi có ánh sáng tím như ẩn như hiện. Sau khi leo bộ lên, hắn trông thấy một gốc cây tỏa ra ánh sáng màu tím. Nhìn từ xa, ánh sáng tím được phát ra từ cái cây này. Đến gần hơn, hắn mới phát hiện ra đó là một cây linh thụ màu tím cao bằng người, toàn thân đều là màu tím. Vốn dĩ hắn cho rằng đây sẽ là một cây linh quả gì đó giống như linh đào. Nhìn kỹ mới phát hiện, trên cây không có lấy một quả, nhưng ở ngọn lại có 5 cái lá rất khác với những chiếc lá thông thường. Đứng cách 3 mét, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn 5 chiếc lá đặc biệt giống như một bông hoa màu tím đang nở rộ. Tổng cộng có 5 chiếc lá, mỗi chiếc lá lại có 5 đầu nhọn giống như bàn tay của con người, ở giữa lại có họa tiết như đám mây thêu trên lá. Từ thân cho tới lá đều tỏa ra ánh sáng màu tím, duy chỉ có ngọn lá là khác nhau, đám mây phía trên được hình thành bởi những đường màu vàng mỏng, hoa văn trên mỗi chiếc lá nhìn có vẻ giống nhưng thực chất đều khác nhau, nhìn kỹ hơn thì mỗi chiếc lá này có 5 loại hoa văn không giống. Dương Bách Xuyên tò mò, trong lòng hơi xao động, dựa theo những lần trước. Mỗi lần bình càn khôn hấp thụ năng lượng của thế giới bên ngoài để thăng cấp, bên trong đều sẽ xuất hiện một bảo vật. Đầu tiên là nước sinh mệnh, sau đó là cây linh đào trên núi Linh Đào, đương nhiên nước sinh mệnh của hắn đã tiến hóa 2 lần, bây giờ nước sinh mệnh đã hóa thành 3 giọt màu tím, nhưng sức sống ngày càng mãnh liệt, điều đặc biệt là nước sinh mệnh còn có tác dụng tiến hóa và biến hóa yêu thú, có thể khiến cho hắn khống chế được bọn chúng. Nhưng trên đỉnh núi đen như than vừa xuất hiện lại không có một ngọn cỏ nào mọc, ngoại trừ một cái cây màu tím. Dương Bách Xuyên chắc chắn, đây cũng là bảo vật sau khi bình càn khôn hấp thụ năng lượng thất tinh ở Thiên Yêu Hành Cung, cũng giống như nước sinh mệnh, cây linh đào. Mỗi quả trên cây linh đào tương đương với đan chân khí cao cấp, có thể nhanh chóng bổ sung chân khí bên trong cơ thể. Hiện tại Dương Bách Xuyên đang rất mong đợi cái cây màu tím này. Hoặc nói đúng hơn là 5 cái lá trên ngọn cây sẽ là bảo bối gì. Đây chính là món quà mà bình càn khôn ban cho. Đương nhiên sẽ không phải vật tầm thường. Dương Bách Xuyên rất kích động, không tự chủ đi về phía trước, đến trước gốc cây chạm tay 5 chiếc lá, hắn muốn biết 5 chiếc lá này rốt cuộc là thứ gì. Dựa theo lệ cũ, chỉ cần chạm vào thì hắn sẽ có được thông tin phản hồi. Sau khi Dương Bách Xuyên đưa tay chạm vào một trong 5 chiếc lá, những chuyện xảy ra tiếp theo làm Dương Bách Xuyên sợ chết khiếp, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Ầm ầm, đùng đoàng. Sấm sét cuồn cuộn, tia chớp nổ như pháo hoa vô cùng sáng chói, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên bị sấm đánh tới ù tai, hắn nhìn cây màu tím hay nói đúng hơn là sấm sét phát ra từ 5 chiếc lá kia. 5 chiếc lá to bằng lòng bàn tay em bé nổ ra sấm sét, tương tác qua lại với bầu trời trong không gian càn khôn, tiếng sấm rung trời. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng rằng sấm sét phát ra từ 5 chiếc lá, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngọn núi cao ngàn trượng. Sấm sét lan tràn xuống tới chân núi, cả ngọn núi bị sét đánh. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu, vì sao ngọn núi này lại giống như bị lửa thiêu, một cây cỏ cũng không có nhưng lại tỏa ra sức sống thuần dương như vậy. Hóa ra là bởi vì cái cây màu tím này, hoặc nói đúng hơn là bởi vì sấm sét. Sấm sét mạnh mẽ. Thuần dương nhưng cũng tượng trưng cho sức sống, vạn vật trên thế giới đều cần sấm sét thức tỉnh. Hóa ra là như vậy.
Mặc dù Dương Bách Xuyên bị dọa sợ nhưng hắn không cảm nhận được lực công kích của sấm sét. Hắn nghĩ có lẽ mình là chủ nhân của bình càn khôn, cũng là chủ nhân của không gian này, cây màu tím này phát ra sấm sét hung mãnh như vậy cũng là từ lực lượng của không gian càn khôn, sẽ không đả thương chủ nhân. Sau khi bị sấm sét cuồn cuộn dọa sợ, ngồi phịch xuống đất, toàn thân như bị điện giật, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn lại xuất hiện một tin tức. Thông tin liên quan tới cái cây và năm chiếc lá màu tím này. Hóa ra cây này gọi là Tử Vân Ngũ Lôi. Năm lá trên ngọn cây chính là lá ngũ lôi, lá cây mang năm loại thuộc tính sấm sét kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể phát nổ với sức mạnh cực lớn trong môi trường có đủ năm yếu tố. Ví dụ ở dưới nước sẽ có thể phát huy thủy lôi với uy lực mạnh nhất, trên rừng, núi đá, mặt đất. Dù sao thì chỉ cần trong môi trường thuộc tính ngũ hành thì sẽ phát huy được 5 loại sấm sét của lá tử vân. Một cây tử vân ngũ lôi chỉ có 5 cái lá, nếu hái xuống thì phải mất 5 tháng sau mới mọc lại, thời gian tái sinh chậm hơn rất nhiều so với nước sinh mệnh và linh đào. Mặc dù là tử vân mất tới 5 tháng nhưng lại có thể thu hoạch cùng một lúc. Đây cũng xem như là ưu điểm. Sau khi nắm được thông tin, Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần rồi cười lớn. Cây tử vân ngũ lôi xuất hiện trong không gian càn khôn lần này thực sự là một bảo bối. So với linh đào và nước sinh mệnh thì tử vân ngũ lôi là một bảo bối mang tính công kích. Đây là lần đầu tiên bình càn khôn xuất hiện bảo vận có thể tấn công, Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Hắn phất tay, cẩn thận hái 5 chiếc lá ngũ lôi, Dương Bách Xuyên đi xuống núi. Đợt tiếp theo phải chờ 5 tháng, nhưng lấy được 5 lá ngũ lôi này cũng đủ hài lòng rồi. Nhớ lại sấm sét phát ra từ cây tử vân ngũ lôi mà phát sợ, nếu như bản thân không phải chủ của bình càn khôn, Dương Bách Xuyên đoán mình sẽ bị trận sấm sét kia bổ thành từng khúc. Cầm 5 chiếc lá ngũ lôi trong tay, nghĩ đến cảnh tượng sau này 5 loại sấm sét đánh chết kẻ địch, Dương Bách Xuyên không khỏi cười đắc ý. Lần này không gian bình càn khôn xuất hiện bảo vật loại hình công kích như cây tử vân ngũ lôi cũng là nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, hắn càng cảm thán bình càn khôn thần kỳ, thần bí. Vậy mà còn có thể xuất hiện bảo thụ công kích như cây tử vân ngũ lôi, hắn đang nghĩ lần sau bình càn khôn thăng cấp không biết liệu có thể xuất hiện bảo vật công kích khác không. Tóm lại hắn càng ngày càng cảm thấy bình càn khôn thần bí, thật sự không biết là trọng bảo gì, trong lòng cũng ngày càng cảnh giác sau này không thể tùy tiện để lộ bí mật của bình càn khôn. Sau khi xuống núi, lúc này Dương Bách Xuyên mới nhớ ra còn có ngé con. Sau khi núi ngũ lôi xuất hiện, hắn đã làm lơ ngé con rồi. Dương Bách Xuyên không biết ngọn núi như than cốc này vốn có tên không, hoặc nó là núi gì, nhưng bây giờ hắn cảm thấy gọi là núi ngũ lôi rất hợp với tình hình. Linh thức quét qua phát hiện ngé con vậy mà đang ở ven bờ hồ cá rồng, nhưng lúc này ngé con lại nằm gục ở bờ hồ cá rồng, giống như đang ngủ say. Tên này đúng là tự tại không sợ người lạ, hắn lắc đầu tự nói, bước ra một bước xuất hiện ở bên cạnh ngé con. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại trợn to mắt. Địch. Ngé con. Dương Bách Xuyên đến ven bờ hồ cá rồng, không nhịn được văng tục. Hắn phát hiện nước sinh mệnh trên đá sinh mệnh ở đầu nguồn hồ cá rồng không còn một giọt. Rất rõ ràng là bị ngé con ăn rồi. 3 giọt nước sinh mệnh không còn lại một giọt, đã bị ngé con nuốt hết tất cả. Mặc dù hồ cá rồng có cá rồng và mai tỷ, nhưng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên chưa được sự cho phép của hắn, mai tỷ chưa từng động vào, cũng sẽ ràng buộc cá rồng. Hơn nữa Mai Tỷ vẫn luôn lo lắng vấn đề tiến hóa của cá rồng, theo cách nói của nàng ấy thì tương lai cá rồng đều có thể tiến hóa thành rồng. Cho nên mãi đến bây giờ nàng ấy đều đang hướng dẫn cá rồng tu luyện ở Long Cung đáy hồ cá rồng thời gian dài, hoàn toàn sẽ không lên trên. Rõ ràng là ngé con đã nuốt 3 giọt nước sinh mệnh. Hắn quan sát ngé con, lúc này cả người ngé con đều tỏa ra một dao động năng lượng mạnh mẽ, trông như đang ngủ say. Thực ra càng giống như tiến vào loại trạng thái tu luyện nào đó. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, có lẽ là sau khi ngé con nuốt nước sinh mệnh đã tiến vào trạng thái biến đổi huyết mạch. Lão đầu từng nói ngé con muốn có thiên phú của thần thú kỳ lân chân chính, thì phải biến đổi huyết mạch, cần lượng lớn thiên tài địa bảo nuôi dưỡng ngé con, bây giờ xem ra tạm thời không cần rồi. 3 giọt nước sinh mệnh nói ra thì ít, nhưng bản thân nước sinh mệnh lại có tác dụng lớn đối với việc tiến hóa huyết mạch của yêu tộc. Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy cũng tốt, nếu không để ngé con biến đổi huyết mạch, hắn còn phải đi tìm lượng lớn thiên tài địa bảo cho nó ăn, bây giờ lại có thể thở phào rồi. Lúc trước, cả đường đi ngé con đã ép sạch sẽ thiên tài địa bảo trên người hắn,
một linh thạch cũng không để lại cho hắn, đã đúng thật là bị nghé con ăn phá sản. Mặc dù lúc này trong nháy mắt nghé con đã nuốt cả ba giọt nước sinh mệnh, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ cho nghé con ăn nước sinh mệnh, nhưng cả đường đều bị người đuổi giết, trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ giữ lại nước sinh mệnh có thể trị thương cho mọi người, không thể để nghé con lãng phí. Bây giờ đã thoát được kẻ địch, ba giọt nước sinh mệnh bị nghé con ăn rồi thì ăn thôi, dù sao sớm muộn cũng định cho nghé con nước sinh mệnh. Cũng may nước sinh mệnh bây giờ cứ cách 9 ngày là sẽ lại xuất hiện một giọt, một tháng ba giọt nước sinh mệnh sẽ xuất hiện lại lần nữa, không phải vấn đề. Ngược lại nếu như ba giọt nước sinh mệnh có thể khiến nghé con biến đổi huyết mạch vậy thì vô cùng đáng giá. Nhìn nghé con tiến vào ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại, Dương Bách Xuyên không quản nó nữa, trong lòng chợt động, thoát ra khỏi bình càn khôn, xuất hiện ở động cây bên ngoài. Hắn chuẩn bị tu luyện quen thuộc nguyên khí quyết. Để chuẩn bị cho việc tiến vào thành Vạn Yêu của dãy núi Vạn Yêu sắp tới. 10 ngày sau, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi tu luyện thành công. Dựa vào thuật thiên biến vạn hóa của Bách Biến Chí Tôn có thể dùng pháp lực ngưng tụ thành thân thể yêu thú, Dương Bách Xuyên huyễn hóa thành một sơn dương bình thường, dựa vào nguyên khí quyết thúc dục chân khí chuyển hóa thành yêu lực. Cộng thêm có đá huyễn yêu thanh nghiêu cho, dù là khí tức hay là cơ thể, yêu lực đều đã thành yêu tộc. Như vậy cuối cùng cũng coi như giải quyết được vấn đề trà trộn vào thành Vạn Yêu, không cần lo lắng sẽ bị yêu thú của thành Vạn Yêu nhìn thấu. Hắn biến thành Sơn Dương, Lục Yên Chi thì biến hóa nhanh chóng cũng biến thành Sơn Dương, vừa hay là một cặp một đen một trắng với Dương Bách Xuyên. Biến thành thân thể yêu thú chính là phòng bị, Thanh Nghiêu từng nói ở thành Vạn Yêu có rất nhiều yêu thú đều biến thành hình người, bởi vì tất cả thành Vạn Yêu đều là mô phỏng nhân tộc. Sau khi hai người thành công, Dương Bách Xuyên biến thành Sơn Dương màu đen nói tiếng người, cười ha ha nói, được rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi, từ nay về sau làm yêu quái, ha ha. Ánh sáng xanh trên người Thanh Nghiêu chợt lóe lên biến thành một người trung niên mặc áo dài nam màu xanh. Nó vốn chính là yêu tộc ngược lại không cần lo lắng vấn đề yêu lực, điều duy nhất cần thay đổi chính là khí tức, bởi vì gia tộc của Thanh Nghiêu chính là chủ nhân của thành Vạn Yêu, khí tức của long trùng Thanh Nghiêu rất đặc biệt, nếu như không thay đổi khí tức. Thì rất dễ bị người ta nhận ra. Nhưng mà Thanh Nghiêu dùng đá huyễn yêu thay đổi khí tức của nó thành khí tức của một con gấu chó, chỉ cần không bị hiện ra bản thể, thì sẽ có ai biết nó là long trùng Thanh Nghiêu, phân biệt từ khí tức thì chính là một gấu chó yêu. Chủ nhân, bên dưới hàn đàm này chính là mật đạo tiến vào thành Vạn Yêu, là tiền bối tộc ta để lại. Năm đó ta chính là trốn ra thăng thiên từ chỗ này, tiến vào mật đạo đi khoảng 10 ngày, chúng ta sẽ có thể đến sông Thanh Nghiêu của thành Vạn Yêu. Sông Thanh Nghiêu là sân sau của nhà ta. Nhưng bây giờ, ai, nói đến phần sau, Thanh Nghiêu bắt đầu thở dài. Được rồi lão Nghiêu, ta đồng ý giúp ngươi cứu tộc nhân, nếu như có khả năng không chừng còn có thể khiến tộc long trùng Thanh Nghiêu ngươi lại trở thành chủ nhân của thành Vạn Yêu lần nữa. Đi thôi, vào thành Vạn Yêu trước rồi nói sau. Dương Bách Xuyên an ủi nói. Chủ nhân, không ổn rồi, ta cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ, chắc là ngũ đại thánh địa lần theo dấu vết đến rồi. Đá đà tiên và trồn nhỏ canh gác ở phía xa, lúc này vội vàng chạy qua báo cáo. Khoảng cách bao xa, Dương Bách Xuyên hỏi. Đá đà tiên hít hơi nói, ước chừng hơn 10 dặm. Đi mau, bây giờ người có thể lần theo dấu vết tới chắc chắn là cao thủ của ngũ đại thánh địa. Dứt lời, Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Thanh Nghiêu dẫn đường vào nước. Thanh Nghiêu lập tức dẫn nhóm thú ngũ hành nhảy vào trong nước. Dương Bách Xuyên lại chợt lách người đến chỗ mấy nghìn mét. Đánh một chưởng lên một ngọn núi nhỏ. Ầm ầm, cả đỉnh núi bị Dương Bách Xuyên phá sập, sau đó Dương Bách Xuyên mới nhanh chóng trở về cạnh hàn đàm nhảy vào hàm đàm, rời đi. Hắn làm như vậy cũng là để đảm bảo, sợ bị đuổi theo, phá sập một đỉnh núi chính là mê hoặc người, khiến người ta cho rằng bọn họ đã tiến vào dãy núi Vạn Yêu. Mặc dù tiến vào hàn đàm khí tức của bọn họ sẽ biến mất, nhưng cũng là để phòng vạn nhất. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên rời đi được mấy phút, có 7-8 khí tức đến nơi, nhao nhao đáp xuống đỉnh núi Dương Bách Xuyên phá sập. 7 người này chính là địa tiên tam chuyển của thất đại thánh địa, mỗi một người đều là từ chỗ màn chắn quy tắc đến. Thông Thiên Cung, Thánh Địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Núi Thiên Kiếm, Bách Luyện Sơn Trang, còn có Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện, cùng với một người của U Linh Chi Đô. Ngoài Hoàng Triều Hiên Viên và Thánh Địa Đao Chủng không có người đến. Có 7 trưởng lão trong cửu đại thánh địa đã đến. Đương nhiên trong 7 người này,
ngoài từ hữu đạo của Trường Sinh Điện ra, thì đều là đến đuổi giết Dương Bách Xuyên, hoặc nói là đến cướp đoạt ấu thú Kỳ Lân. Có điều trưởng lão của U Linh Chi Đô là ngoại lệ, mục tiêu của nàng ta là thần thông truyền thừa của Bách Biến Chí Tôn ở trên người Dương Bách Xuyên. Dù sao bảy người đều là trưởng lão của các đại thánh địa, tất cả đều là vì Dương Bách Xuyên. Trưởng lão của thất đại thánh địa chỉ có từ hữu đạo là đến bảo vệ Dương Bách Xuyên, sáu người còn lại có thể nói đều là kẻ địch bây giờ của Dương Bách Xuyên. Từ hữu đạo và Võ Văn Trạch tiến vào ngoại vực Thái Hoang khá sớm, hai người từng ra tay đánh nhau vì Dương Bách Xuyên, chỉ là không ai làm gì được ai, đành phải dừng tay, dù sao Dương Bách Xuyên cũng chạy trốn rồi. Còn năm người sau đến khá muộn, nhưng lại bị một tin tức của đệ tử trong môn làm cho kinh ngạc. Sau khi 50, 60 đệ tử còn sống của năm đại thánh địa tụ họp với trưởng lão của bọn họ, đã báo cáo tin tức Dương Bách Xuyên chém giết nguyên 380 độ kiếp đại viên mãn một cách quỷ dị. Thật sự khiến trưởng lão của mấy đại thánh địa đều khó có thể tin được, nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực, bởi vì bọn họ đều từng đến hiện trường xem, thi thể của hơn 300 đệ tử chất đống như núi ở đó. Trưởng lão của mấy đại thánh địa đều bị làm chấn động tâm linh, ngày càng cảm thấy hứng thú với Dương Bách Xuyên. Có điều bọn họ đều cho rằng sở dĩ Dương Bách Xuyên bỗng chốc có thể chém giết được hơn 300 đệ tử của ngũ đại thánh địa, chắc chắn là có thần thú Kỳ Lân ở bên cạnh giúp đỡ. Nếu không một tu sĩ độ kiếp nhỏ bé không có bản lĩnh đó. Điều này khiến trong lòng trưởng lão mấy đại thánh địa càng trở nên sốt ruột hơn. Theo trưởng lão mấy đại thánh địa, cho dù là những địa tiên như bọn họ cũng không thể một hơi xử lý hết 380 tu sĩ độ kiếp đại viên mãn trong thời gian ngắn. Có thể giết hơn 300 người chắc chắn là công lao của thần thú Kỳ Lân ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, cho dù không phải thì chắc chắn vẫn có liên quan. Dù sao trưởng lão của mấy đại thánh địa càng không tha cho Dương Bách Xuyên, hoặc có thể nói là không tha cho thần thú Kỳ Lân, bắt đầu lần theo dấu vết Dương Bách Xuyên. Trưởng lão của thánh địa Vạn Linh Võ Văn Trạch sử dụng dị trùng Thái Hoang, cuối cùng hôm qua đã tìm được tung tích của Dương Bách Xuyên, một mạch đuổi theo đến đây. Khí tức biến mất rồi, xem ra tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia đã tiến vào dãy núi Vạn Yêu, các vị thấy thế nào? Võ Văn Trạch phụ trách lần theo dấu vết Dương Bách Xuyên, đến nơi này. Khí tức của Dương Bách Xuyên đã biến mất, nhưng đã đến ranh giới dãy núi Vạn Yêu. Dãy núi Vạn Yêu quỷ dị, ai cũng biết gần như chắc chắn Dương Bách Xuyên đã vào trong. Ha ha, Võ Văn Trạch có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo vào đi. Từ Hữu Đạo cười to thành tiếng châm biếm Võ Văn Trạch. Hai người ai cũng không đánh lại đối phương, nhưng cũng không tiếp tục chém giết, bọn họ cảm thấy không đáng phải đi đến bước này, cũng không đến mức thật sự trở mặt. Sau khi trưởng lão của mấy nhà khác xuất hiện, Từ Hữu Đạo chỉ sợ Dương Bách Xuyên chịu thiệt nên cũng đi theo, ai ngờ tung tích của Dương Bách Xuyên vậy mà đã bước vào ranh giới của dãy núi Vạn Yêu rồi. Điều này khiến Từ Hữu Đạo thở phào trong lòng, mặt khác cũng thấy lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Dãy núi Vạn Yêu không phải chỗ tốt lành gì đối với nhân tộc. Thở phào là vì Dương Bách Xuyên chưa bị tìm thấy, có thể hiểu được nếu như bị trưởng lão của mấy thánh địa này đuổi kịp thì hắn sẽ có hậu quả thế nào. Mặc dù Từ Hữu Đạo cũng là cấp bậc trưởng lão địa tiên tam chuyển, nhưng bỗng chốc phải đối mặt với 5-6 người cùng cấp, rất khó bảo vệ Dương Bách Xuyên chu toàn. Còn lo lắng là Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vạn Yêu, vì sự khủng bố của dãy núi Vạn Yêu không hề kém hơn bị trưởng lão mấy thánh địa đuổi kịp. Cả dãy núi Vạn Yêu được xưng là bầy tộc Vạn Yêu, vạn ngọn núi, nghe nói mỗi một ngọn núi đều có một đại yêu thống lĩnh. Dãy núi Vạn Yêu chính là một sào huyệt của yêu tộc ngoại vực Thái Hoang. Thử nghĩ sau khi một nhân tộc tiến vào còn có thể sống sót không? Đáp án thì không cần nói cũng biết. Cho nên Từ Hữu Đạo lo lắng. Đối với sự châm biếm của Từ Hữu Đạo, Võ Văn Trạch lạnh lùng cười nói, họ Từ, tiểu tử kia tiến vào dãy núi Vạn Yêu, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có một con đường chết, người bảo vệ hắn, bây giờ ngươi có thể tiến vào bảo vệ, ha ha. Hừ, Từ Hữu Đạo lườm Võ Văn Trạch, lại híp mắt nhìn về phía dãy núi Vạn Yêu. Trong lòng ông biết rõ, nếu như Dương Bách Xuyên thật sự tiến vào dãy núi Vạn Yêu, vậy chỉ có một con đường chết. Hiện giờ ông cũng hết cách rồi, chỉ có thể canh chừng những người này. Ngay lúc Từ Hữu Đạo và Võ Văn Trạch cãi nhau, trưởng lão của núi Thiên Kiếm nhìn về phía trưởng lão của Thông Thiên Cung, nói, họa trưởng lão quyết định đi, có nên tiến vào dãy núi Vạn Yêu không? Ở ngoài mặt, Thông Thiên Cung mãi mãi chiếm vị trí lão đại ca. Cho nên trưởng lão của núi Thiên Kiếm đã lên tiếng bảo trưởng lão Thông Thiên Cung quyết định. Trưởng lão của Thông Thiên Cung là một mỹ phụ trung niên,
tên là Họa Phượng Lan. Nghe trưởng lão núi Thiên Kiếm nói, Họa Phượng Lan nhìn dãy núi Vạn Yêu mênh mông, thong thả nói, dãy núi Vạn Yêu có đại yêu cấp bậc tôn vương, hơn nữa chắc chắn không chỉ một con, bây giờ chúng ta bị lực quy tắc Thái Hoàng áp chế cảnh giới, tiến vào dãy núi Vạn Yêu không phải lựa chọn thông minh. Hơn nữa mục tiêu như chúng ta quá lớn, một khi xông vào dãy núi Vạn Yêu bị bầy yêu nhắm vào sẽ rất nguy hiểm. Ta nghĩ, Dương Bách Xuyên kia tiến vào dãy núi Vạn Yêu cũng sẽ không đi vào quá sâu, chỉ là cần trốn tránh chúng ta, nếu dưới tình huống bình thường, có thể hắn sẽ chờ chúng ta rời đi rồi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như chúng ta đuổi tiếp chắc hắn sẽ rất nguy hiểm, tiếp tục vào sâu trong dãy núi Vạn Yêu, đến lúc đó chúng ta đuổi theo thế nào cũng sẽ dẫn tới sự công kích của đại yêu, lợi bất cập hại. Cho nên chúng ta đợi ở ngoài dãy núi Vạn Yêu là được, không biết ý của các vị thế nào. Họa trưởng lão nói rất đúng. Đúng vậy, nói có lý. Trưởng lão mấy nhà đều đồng ý đề nghị của Họa Phượng Lan thuộc Thông Thiên Cung, quyết định ở bên ngoài dãy núi Vạn Yêu ôm cây đợi thỏ. Bọn họ đều cho rằng Dương Bách Xuyên chạy trốn vào dãy núi Vạn Yêu chắc chắn sẽ không đi sâu, đến lúc đó vẫn sẽ ra ngoài, chỉ là phải chờ sau khi bọn họ đi rồi mới ra ngoài. Nói cho cùng, Dương Bách Xuyên là nhân tộc, tiến vào dãy núi Vạn Yêu cho dù ở vòng ngoài cùng, sớm muộn vẫn sẽ bị yêu tộc phát hiện, đến lúc đó không thể không trốn ra ngoài. Chỉ cần Dương Bách Xuyên ra ngoài thì bọn họ sẽ có thể bắt được Dương Bách Xuyên. Sau khi bàn bạc, bọn họ đều trốn trong chỗ tối đợi Dương Bách Xuyên. Còn về người của Trường Sinh Điện là Từ Hữu Đạo thì bị làm lơ rồi, tất cả mọi người đều biết Từ Hữu Đạo đang giúp Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không tiến hành chém giết với Từ Hữu Đạo. Bởi vì người của Trường Sinh Điện không dễ chọc, hơn nữa Từ Hữu Đạo còn là trưởng lão của Trường Sinh Điện, không phải đệ tử bình thường. Nếu như là một đệ tử bình thường của Trường Sinh Điện, nói giết cũng dễ thôi, còn Từ Hữu Đạo là trưởng lão của Trường Sinh Điện, tu vi còn ngang bọn họ. Đương nhiên, nếu như mấy người bọn họ liên thủ lại vẫn có thể giết chết Từ Hữu Đạo. Nhưng mà điều này không cần thiết, mục tiêu của mọi người là Dương Bách Xuyên, không cần thật sự trở mặt với Trường Sinh Điện. Tất nhiên Từ Hữu Đạo sẽ không rời đi, chỉ là giữ khoảng cách với mấy người khác, ông phải canh chừng những người này, lỡ như Dương Bách Xuyên ra ngoài thì nhất định phải cứu. Dương Bách Xuyên không biết người của mấy đại thánh địa canh ở vòng ngoài dãy núi Vạn Yêu đợi hắn ra ngoài. Trưởng lão của mấy đại thánh địa cũng không ngờ tới Dương Bách Xuyên trực tiếp đến thẳng thành Vạn Yêu trung tâm của dãy núi Vạn Yêu thông qua mật đạo. Hơn nữa tính toán của hắn là sau khi tiến vào trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. 10 ngày sau, Thanh Ngưu dẫn nhóm Dương Bách Xuyên xuất hiện ở sông Thanh Ngưu. Theo lời Thanh Ngưu nói, sông Thanh Ngưu thông thẳng đến sân sau nhà bọn họ. Sau khi mấy người Dương Bách Xuyên đi theo Thanh Ngưu ngoi ra từ đáy nước, quả thật phát hiện một hậu hoa viên. Chỉ là đã mọc đầy cỏ dại trông vô cùng hoang vu, còn có thể nhìn thấy bóng dáng khu kiến trúc to lớn đổ nát ở phía xa. Cuối cùng cũng ra ngoài, ngộp chết ta rồi. Sau khi lên bờ, Thú Ngũ Hành nói. Dương Bách Xuyên cũng phun ra khí đục, quả thật sau khi tiến vào một mật đạo từ đầm hàn, mấy người bọn họ vẫn luôn đi trong lòng đất, thật sự đi 10 ngày mới ngoi ra khỏi con sông này. Trong lúc đó, cứ đi một đoạn đều sẽ có kết giới môn hộ. Thanh Ngưu thuần thục đánh ra pháp quyết mở cửa. Thời gian 10 ngày, Dương Bách Xuyên cũng không nhớ rõ Thanh Ngưu đã mở bao nhiêu kết giới môn hộ, nhưng nói ít cũng đến hơn 100 kết giới môn hộ. Mỗi một kết giới môn hộ đều là trận pháp yêu tộc mạnh mẽ phức tạp, nếu như không có pháp quyết tương ứng mở ra, tùy tiện chạm đến không chỉ sẽ bị trận pháp công kích, có lẽ còn bị nhốt ở bên trong. Cho nên Dương Bách Xuyên biết mật đạo này rất bí mật, chắc chắn rất khó bị phát hiện. Hắn cũng không lo lắng người của mấy đại thánh địa đuổi đến nữa. Sau khi lên bờ, Thanh Ngưu quỳ xuống với khu kiến trúc cách hơn mấy nghìn mét, nước mắt đầy mặt. Hơn 3.000 năm trước, tộc Long Chủng Thanh Ngưu mạnh mẽ có mấy nghìn tộc nhân đã chết ở đây. Mấy người Dương Bách Xuyên không quấy rầy Thanh Ngưu nhỏ giọng thút thít, chờ đợi hắn tưởng niệm. Một canh giờ sau, Thanh Ngưu mới đứng dậy lau nước mắt, nói, khiến chủ nhân chê cười rồi, chúng ta đi thôi, không thể đến khu kiến trúc. Ở đó chắc chắn có người của tứ đại yêu tôn Đông Nam Tây Bắc canh chừng. Từ nơi này đi đường vòng có động chuột đất, có thể ra ngoài, sau đó có thể đến đường phố. Dương Bách Xuyên vỗ vai Thanh Ngưu, nói, đừng buồn, ta từng nói ta sẽ giúp ngươi, cũng sẽ giúp ngươi giải cứu tộc nhân của ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tộc nhân của ngươi phải còn sống. Nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ trả thù giúp ngươi, là chủ nhân của ngươi,
ta vẫn nên chịu phần trách nhiệm này, đi thôi. Lão Ngưu cảm ơn chủ nhân, đợi chúng ta sắp xếp xong, ta sẽ đi tra tìm tung tích tộc nhân bị nhốt. Thanh Ngưu cảm ơn và đi trước dẫn đường. Đoàn người rẽ ngang rẽ dọc nửa canh giờ, đến một tường thành cũ kỹ cổ xưa, trên tường răng đầy phù văn, tản ra yêu khí mạnh mẽ. Theo lời Thanh Ngưu nói, bức tường là tường vây của nhà lão Ngưu bọn họ, phù văn trên tường là trận pháp, chắc do tứ đại yêu tôn bày ra để có thể đề phòng có người tới gần, dù sao nơi này cũng là nhà cũ của tộc Thanh Ngưu. Dưới cỏ dại cao hơn một người ở chân tường có một cái động đường kính 1 mét. Thú Ngũ Hành nhìn cái động ở chân tường, giận dữ nói, hay cho lão Ngưu ngươi, bắt bọn ta chui lỗ chó ra ngoài. Ngươi đặt chủ nhân, chủ mẫu ở đâu đấy? Mặt già của người trung niên Thanh Ngưu biến thành chợt đỏ, lắp bắp nói, là động chuột đất ta, cũng không còn cách khác, đi đường chính sẽ bị người của tứ đại yêu tôn phát hiện, trèo tường thì kích động trận pháp cũng sẽ bị phát hiện. Mà chúng ta lại lén lút vào thành. Tóm lại bổn vương không chui lỗ chó. Thú Ngũ Hành trợn mắt. Không phải lỗ chó, là hang động chuột đất yêu đào ra, ta nhớ lúc nhỏ phụ vương phạt ta không được ra ngoài, ta thường chui ra từ chỗ này, Thanh Ngưu đỏ mắt giải thích. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Thanh Ngưu, ngươi ra ngoài nhìn xem tình hình thế nào trước đi, bọn ta chờ ở đây. Dù sao thì ngươi cũng đã rời đi hơn 3.000 năm, ai biết thực hư ra sao, nếu không có việc gì thì chúng ta chui hang chuột đất cũng không sao, ai mà không có khi gặp nạn. Dương Bách Xuyên ngăn Thanh Ngưu cãi nhau với Thú Ngũ Hành, thật ra hắn biết trong lòng của chủ nhân cũ noi này là Thanh Ngưu mới khó chịu nhất, dù sao thì về nhà nhưng không thể đi cổng chính, phải lén lút chui hang chuột đất, hẳn Thanh Ngưu vô cùng đau khổ. Từ điểm này có thể thấy được, việc cả tộc Long Chủng Thanh Ngưu bị tứ đại yêu tôn diệt môn đã để lại trong lòng bóng ma lớn thế nào, khiến đường đường đại yêu cấp vương như nó phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà ngẫm lại thì vậy cũng tốt. Dù sao bọn họ cũng vào thành bằng cách nhập cư trái phép, hơn nữa hắn và Lục Yên Chi là nhân tộc, hiện giờ đang ở trung tâm núi Vạn Yêu, xào huyệt của Vạn Yêu cẩn thận không bao giờ sai. Thành Vạn Yêu là địa bàn của gia tộc Thanh Ngưu, nó vô cùng quen thuộc với nơi này, để nó ra ngoài tìm hiểu hoàn cảnh là thích hợp nhất. Về phần cơn oán giận của Thú Ngũ Hành, chỉ cần một câu của Dương Bách Xuyên đã dập tắt. Dương Bách Xuyên đã nói ai cũng có lúc gặp nạn, nó đành chấp nhận chui hang chó. À không là hang chuột đất, thật ra thì cũng chẳng khác gì hang chó. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chui, Thú Ngũ Hành có thể từ chối ư. Nhắc tới gặp nạn, thật ra bọn họ cũng đang gặp nạn, bị người của Ngũ Đại Thánh Địa đuổi giết, phải trốn vào thành Vạn Yêu. Mặc dù Dương Mỗ làm vậy vì mục đích khác nhưng khắp Thái Hoang rộng lớn đâu đâu cũng có người của Ngũ Đại Thánh Địa, bọn họ dám chạy loạn à? Tất nhiên là không dám rồi. Đệ tử bình thường thì không sao. Bọn họ có năng lực đối phó, thế nhưng nếu là địa tiên tam chuyển thì sao? Tuy mấy lão bất tử kia đã áp chế tu vi cảnh giới xuống do pháp tắc hạn chế nhưng thực lực vẫn vô cùng cường đại, Dương Bách Xuyên biết bọn họ không thể địch nổi. Một Võ Văn Trạch đã bày ra thực lực và thủ đoạn trấn áp, nếu không có Trường Sinh Điện tương trợ, chưa chắc mấy người Dương Bách Xuyên đã qua được kiếp nạn đó. Huống hồ hiện tại Ngũ Đại Thánh Địa lại phái hơn 400 tên đệ tử đến chém giết bọn họ. Hắn nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng cử lão bất tử đến thôi, để giết hắn hoặc cướp nghé con. Trước mắt, lựa chọn tiến vào thành Vạn Yêu nhìn như mạo hiểm nhưng thật ra là lựa chọn hợp lý nhằm tránh mũi nhọn. Với hắn tu luyện hòng tích lũy thực lực, ở nơi nào cũng giống nhau. Huống hồ Thanh Ngưu nói thành Vạn Yêu còn có bảo khố mà tộc Long Chủng Thanh Ngưu lưu lại. Mặt khác, Thanh Ngưu còn muốn tìm kiếm tộc nhân và cấp dưới của phụ vương bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc giam giữ. Đối với Dương Mỗ xưa nay luôn trọng tình nghĩa, có thể giúp đỡ Thanh Ngưu thì sẽ giúp, ai bảo giờ Thanh Ngưu là tiểu đệ của hắn chứ. Lần này tiến vào xào huyệt yêu quái là thành Vạn Yêu, Dương Mỗ đang định quậy một trận tung trời. Muốn đối kháng với mấy đại thánh địa, hắn nghĩ nhất định phải thành lập một thế lực siêu cấp không thua kém gì cửu đại thánh địa mới được, mà dựa vào hắn khai tông lập phái hay thậm chí là rời toàn bộ vân môn đến Sơn Hải Giới, ở trước mặt bất cứ thánh địa nào đều không khác gì lấy trứng chọi đá. Vậy nên hắn cần chọn một con đường không giống người thường, có thể sáng lập ra một thế lực ngang ngửa thánh địa trong thời gian ngắn nhất. Núi Vạn Yêu có vô số yêu tộc, bên ngoài lại thêm 4 tôn đại yêu cấp vương, còn có vô số thuộc hạ có thể so với tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, trong mắt Dương Bách Xuyên, đây toàn là những đối tượng hắn muốn săn bắt. Cái ý tưởng này thật sự rất điên cuồng nhưng lại không phải không có khả năng thực hiện.
Bởi vì hắn sở hữu nước sinh mệnh có thể khống chế yêu thú, mặc kệ là yêu thú cường đại cỡ nào, chỉ cần dùng nước sinh mệnh thì phải chịu sự sai khiến của hắn, sinh tử đều nằm trên tay hắn. Cho nên dã tâm lớn nhất của Dương Mỗ khi tới thành Vạn Yêu chính là thu phục bầy yêu để mình sử dụng, sáng tạo ra một thế lực còn siêu việt hơn cả cửu đại thánh địa của tu chân giới. Chuyện này hoàn toàn có khả năng, quan trọng là xem hắn sẽ làm như thế nào thôi. Hiện tại Dương Bách Xuyên đủ điều kiện. Đầu tiên, hắn tu luyện thần thông bách biến chí tôn thiên biến vạn hóa, có thể sử dụng pháp lực biến ảo yêu thân, lại thêm nguyên khí quyết mà sư phụ ban tặng giúp biến đổi chân khí thành yêu khí. Ngoài ra còn có thanh ngưu và đá đà tiên có thể bắt chước khí tức của yêu thú, cũng nhờ thế mà hắn không bị yêu tộc phát hiện là nhân loại khi du tẩu ở thành Vạn Yêu. Thứ hai, có địa đầu xà thanh ngưu ở đây, hiểu biết của hắn về yêu vương và yêu tộc sẽ được củng cố rất nhiều. Còn có điều kiện cuối cùng, dựa theo thanh ngưu nói, đan dược rất được ưa chuộng ở thành Vạn Yêu hay còn nói luyện đan sư rất được hoan nghênh. Yêu tộc cũng có luyện đan sư nhưng do điều kiện bẩm sinh mà không thể đạt được thành tựu cao. Phẩm chất đan dược họ luyện chế ra cũng không tốt bằng luyện đan sư của nhân tộc. Nhưng cho dù như thế, yêu tộc hiểu thuật luyện đan đều sẽ được các yêu vương chiêu mộ dưới trướng, không lo không thể lăn lộn. Đối với việc phải triển khai kế hoạch hành động ở thành Vạn Yêu như thế nào, Dương Bách Xuyên đã soạn sẵn một bản nháp trong lòng rồi, chỉ còn thực hiện mà thôi. Chờ đợi đúng là dày vò, tuy sắc trời ở Thái Hoang tối tăm không thể phân rõ ngày và đêm nhưng vẫn có thể ước tính được thời gian. Tầm một ngày sau, thanh ngưu mới chui vào qua hang chuột đất. Dương Bách Xuyên còn chưa mở miệng, thú ngũ hành đã đôm đốp, ta nói này lão ngưu, người có ý gì? Định một đi không trở lại hả, bắt chủ nhân chờ lâu như vậy, trong mắt người còn có chủ nhân, chủ mẫu không? Nghe được thú ngũ hành của trách, Dương Bách Xuyên thẳng trợn trắng mắt, tên này khoác da hổ vào thì lá gan cũng phình ra, lúc của trách thanh ngưu còn không quên nhân danh hắn, khiến thanh ngưu không dám nổi giận với nó. Đường đường là long chủng thanh ngưu cấp vương có thể sánh ngang tu sĩ đại thừa, lại bị thú ngũ hành tương đương tu sĩ độ kiếp của trách, thanh ngưu tức đến mức tay chân ngứa ngáy nhưng do thú ngũ hành nhắc tới Dương Bách Xuyên nên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn trợn mắt nói, thành Vạn Yêu quá lớn, ta rời đi hơn 3.000 năm, dù sao cũng phải đi khắp nơi nhìn xem chứ, song xuôi đã nhanh chóng chạy về đây, dọc đường không dám chậm trễ một giây nào hết. Ngươi còn nói lý, thú ngũ hành trừng mắt. Tiểu ngũ, nếu ngươi còn ồn ào, bị lão ngưu đánh thì ta mặc kệ đấy. Dương Bách Xuyên chậm chậm nói, việc chính còn chưa bàn xong, nó đã trách móc thanh ngưu, hay là nói hắn làm chủ nhân còn chưa lên tiếng thì thú ngũ hành đã mở miệng. Không xem hắn ra gì hết mà, Dương Bách Xuyên rất khó chịu với hành động này của thú ngũ hành. Quả nhiên Dương Bách Xuyên vừa cất lời, ánh mắt thanh ngưu lập tức sáng lên, hung ác nhìn chằm chằm thú ngũ hành. Nếu không phải kiêng kỵ Dương Bách Xuyên, thanh ngưu đã thẳng tay tẩn thú ngũ hành một trận nên thân rồi. Thú ngũ hành rụt cổ, đến lúc này nó mới nhận ra mình cướp mất sự nổi bật của chủ nhân, thế là cười hì hì, ta chỉ nói thế thôi, lão ngưu đừng nóng giận nhá. Thú ngũ hành biết một khi đánh nhau, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của thanh ngưu, ngay sau đó nó cười làm lành với Dương Bách Xuyên rồi trốn ra sau lưng Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, lúc này mới quay sang hỏi thanh ngưu, người nói tình hình thế nào? Thanh Ngưu trầm ngâm, chủ nhân, là như thế này, kiến trúc của thành Vạn Yêu không có gì thay đổi nhưng từ lúc tộc Thanh Ngưu bị diệt, thành Vạn Yêu đã bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc chiếm cứ và phân bổ địa bàn rồi, mỗi người thống lĩnh một phương. Hiện tại chúng ta đang ở trên địa bàn của yêu tôn phương Đông, độc nhãn giao long, đương nhiên tứ đại yêu tôn đều ở đạo tràng của chính mình, sẽ không tới thành Vạn Yêu, nơi này chỉ là địa phương bọn họ dùng để giao dịch thiên tài địa bảo thôi. Kẻ quản lý địa bàn phía đông của thành Vạn Yêu là một cấp dưới của độc nhãn giao long, một đầu hoa ban xả yêu. Hiện tại vấn đề nằm ở sau khi rời khỏi đây, chúng ta không có thân phận, muốn đi từ phía đông đến phía bắc hoặc hai phương khác đều phải có yêu điệp chứng minh thân phận mới được. Bằng không, chúng ta chỉ có thể hoạt động ở phía đông, hơn nữa cũng không phải kế lâu dài, mỗi ngày phủ đệ của hoa ban xả yêu đều có người tuần tra, chúng ta không có yêu điệp, sớm muộn gì cũng bị xem thành thiếu hộ khẩu mà bắt lại. Vậy nên việc quan trọng trước mắt là cần phải có yêu điệp. Cái yêu điệp này rất khó làm à? Dương Bách Xuyên hỏi. Thanh Ngưu đáp, nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ. Vào trọng điểm đi, Dương Bách Xuyên nhăn mặt. Thanh Ngưu khẽ run, thật ra cũng đơn giản thôi,
chỉ cần phủ hoa ban xả yêu cấp cho chúng ta chứng minh sinh sống ở thành Đông là được. Nhưng ngặt nỗi không biết người ta có chịu cấp hay không, chẳng qua ta hỏi thăm, người chuyên xử lý yêu điệp trong phủ xả yêu là một quản gia loài TT tên Giáp Toàn Phong. Gã này tham tài thích rượu, ngày nào cũng mò đến tửu lầu uống rượu, mình có nên dùng tiền mua chuộc Giáp Toàn Phong, bắt gã cấp yêu điệp cho chúng ta không? Dương Bách Xuyên nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là thành của yêu tộc à, sao lại có thú vui của nhân tộc thế? Trong yêu tộc cũng có loại tham tài thích rượu á? Nghe chẳng khác gì nhân tộc hết nhỉ? Trước sự kinh ngạc của Dương Bách Xuyên, Thanh Nghiêu giải thích, chủ nhân có điều không biết, thành vạn yêu tồn tại đã lâu, nhờ tộc Long Chủng Thanh Nghiêu mà từng có liên hệ với nhân tộc. Bí điển gia tộc ghi lại tổ tiên ta từng có người bái sư nhân tộc nên từ chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thành vạn yêu. Vị tiền bối tổ tiên kia đam mê nền văn minh của nhân tộc, lúc thành lập thành vạn yêu đã lấy kiến trúc của nhân tộc làm khuôn mẫu xây dựng, thậm chí còn mời cao thủ nhân tộc đến quản lý. Vậy nên hiện tại khắp thành vạn yêu đều có bóng dáng của nhân tộc. Yêu tộc lăn lộn ở thành vạn yêu đều bị nền văn hóa của con người thay đổi trong vô hình, có yêu tộc ham mê quyền lực, có tham tài háo sắc, có thích bài bạc như mạng, nghiện rượu như mạng. Dù sao thì từng mét vuông trong thành vạn yêu đều tồn tại văn minh của nhân tộc nên chủ nhân yên tâm, chắc hẳn chuyện yêu điệp sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Dương Bách Xuyên nghe Thanh Nghiêu giải thích xong, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh sự giao thoa văn hóa giữa yêu tộc và nhân tộc, nó càng thích hợp với tâm tình tự do phóng khoáng của tu chân giả hơn là quy định của con người, trong lòng hắn không khỏi có chút mong đợi. Đương nhiên dựa theo lời Thanh Nghiêu, chứng minh thân phận cũng chính là yêu điệp vẫn rất quan trọng. Có yêu điệp trong người mới có thể lăn lộn ở thành vạn yêu. Nếu không sớm muộn gì cũng chuốc lấy rắc rối. Tựa như Thanh Nghiêu nói, hiện tại thành vạn yêu bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc phân chia quản lý, bọn họ hiện đang đứng ở thành Đông, trên địa bàn của đại yêu tôn Độc Nhãn Giao Long, người xử lý yêu điệp chính là một tay cấp dưới của đối phương, Hoa Ban Xả Yêu. Hoa Ban Xả Yêu có phủ đệ ở thành Đông, rộng lớn gần bằng trung tâm hành chính, xử lý yêu điệp chỉ là việc nhỏ. Tìm quản gia TT trong phủ là có thể xử lý. Nhưng tiền đề là phải cho con TT này chỗ tốt, hay còn nói thu mua vị quản gia này. Nếu dựa theo lời Thanh Nghiêu, hiện tại bầy yêu trong thành vạn yêu đều có tham niệm, ngược lại là chuyện tốt với Dương Bách Xuyên. Cuối cùng mấy người định trước ra ngoài tìm cái khách điếm ở lại đã, xong xuôi mới tính đến chuyện thứ nhất là làm được yêu điệp. Có yêu điệp mới có thể đi lại ở thành vạn yêu, nếu không bị đội tuần tra bắt được thì rắc rối lớn. Lục Yên Chi hỏi, theo lời Thanh Nghiêu thì chẳng phải ở khách điếm cũng yêu cầu yêu điệp để đăng ký à, chúng ta không có yêu điệp thì sao mà ở. Chủ mẫu yên tâm, ở khách điếm không quy định nghiêm khắc lắm, dùng yêu tinh tệ là được rồi, chỉ cần thành vạn yêu không xảy ra chuyện lớn, mấy địa phương như khách điếm sẽ không bị kiểm tra. Thanh Nghiêu giải thích, Dương Bách Xuyên lại nghe được một cụm từ mấu chốt, yêu tinh tệ. Tuy đoán được đây là tiền của yêu tộc nhưng hắn vẫn hỏi, yêu tinh tệ là gì? Thanh Nghiêu giải đáp, chủ nhân, yêu tinh tệ là loại tiền đang được lưu thông ở yêu tộc, giống với linh thạch của nhân tộc nhưng nó đa dạng hóa hơn. Vì sao thế? Dương Bách Xuyên tò mò. Tương tự linh thạch của nhân tộc lấy từ thiên nhiên, yêu tinh tệ của yêu tộc cũng được khai quật từ những dãy núi chứa nhiều linh khí, cũng có loại lấy từ kết tinh của cây cối hoặc thủy tinh dưới đáy ao hồ, còn cả kỳ thạch tinh luyện ra nữa, nói chung là hoa hòe loè loẹt. Nhưng tác dụng của chúng đều giống nhau. Kết tinh của linh khí, bên trong chứa một nguồn yêu lực khổng lồ, sở dĩ yêu tộc ham tiền là do hoàn cảnh địa lý, bất cứ thiên tài địa bảo nào cũng xuất phát từ trên núi hết. Dãy núi vạn yêu trải dài vạn dặm, lại được trời yêu ái ban cho sản vật phong phú, các đàn tộc đều có thể tìm ra kết tinh sâu trong núi non địa hình phức tạp để tinh luyện thành yêu tinh tệ, rồi lưu thông giữa các đàn tộc. Tiếc nuối duy nhất là yêu tộc không khéo léo như nhân tộc, có thể gia công các loại thiên tài địa bảo thành vật phẩm bản thân sử dụng. Chỉ có thể dùng ở hình thái nguyên thủy nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà các đời tổ tiên của ta đã kiên trì quản lý thành vạn yêu theo phương pháp của nhân tộc. Đồng thời thiết lập thông thương với các thương hội nhân tộc ở tu chân giới, trao đổi sản vật thô của yêu tộc với thành phẩm tinh xảo của nhân tộc, làm thành vạn yêu phồn hoa lên, vì thế mà dẫn tới tứ đại yêu tôn đỏ mắt, khiến tộc ta gặp phải tai ương ngập đầu. Thanh Nghiêu cô đơn nói. Dương Bách Xuyên nghe hiểu. Cái gọi là yêu tinh tệ của yêu tộc thật ra chính là kết tinh của các loại thiên tài địa bảo. Nếu thật là như thế, hắn cảm giác mình vừa tiến vào một tòa bảo khố thiên nhiên. Ngẫm lại đã thấy cả người hừng hực. Dương Bách Xuyên cười phá lên,
mượn câu nói của Thái Tổ, thành vạn yêu rộng lớn thiếu gì đất dụng võ. Sau đó, Thanh Ngưu dẫn cả đoàn chui hang chuột đất ra ngoài. Ra tới nơi mới phát hiện nơi này đã bị tàn phá, Thanh Ngưu kể năm đó tứ đại yêu tôn tấn công tộc bọn họ, nơi đây cách nhà hắn quá gần, hơn nữa hiện tại tộc Thanh Ngưu là điều cấm kỵ ở thành vạn yêu nên không tu sửa lại. Theo sau Thanh Ngưu dẫn đường rẽ trái rẽ phải, rời khỏi khu vực bị tàn phá, tiến vào một cái hẻm nhỏ, đi hết là tới một con đường lát đá xanh rộng chừng 30 mét. Vô số tiếng hô, tiếng chào giá ngay lập tức ập tới. Huyết linh thảo chữa bệnh thiếu máu giảm giá sập sàn đây, chỉ cần 3 viên yêu tinh tệ hạ phẩm. Hắc mang thạch 8 yêu tinh tệ mại rô. Bách linh tử. Bát bửu linh kê. Từng tiếng hô vang dội đập thẳng vào mặt mấy người Dương Bách Xuyên vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi quan sát xung quanh, không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Nơi này mà là yêu tộc cái gì, rõ ràng chính là khung cảnh đường phố tấp nập của nhân tộc, liếc mắt không thấy điểm cuối, hai bên đều là các kiến trúc cao vời vợi như chọc thẳng vào mây, phía dưới là đường rộng lát đá xanh sạch sẽ. Đường phố tràn ngập yêu khí, người qua lại như mắc cửi, có thể miêu tả bằng hai từ biển người, đương nhiên những người này đều là yêu tộc biến thành. Tuy có rất nhiều yêu đã biến thành người nhưng vẫn còn lưu lại một ít điểm đặc thù của yêu tộc, ví dụ như rõ ràng nhìn qua chỉ là công tử ca chừng 20 tuổi tay cầm quạt lông ăn mặc như thư sinh nhưng cố tình sau mông lại là một cái đuôi thô tráng, nhìn qua chẳng ra giống ôn gì hết nhưng người ta vẫn rất ung dung dạo phố. Lại như nữ tử như hoa như ngọc kia, trên đầu lại là một cặp sừng phân nhánh rác, là lộc yêu. Còn có tráng hán trên mặt chỉ có một con mắt thật lớn, lão thái thái không có lỗ tai. Tiểu hài tử đi đường bằng tay chân, đại nương có tay là đại đao. Toàn bộ đều đang qua lại trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi được mở mang tầm mắt. Đúng là một cái thế giới thần kỳ. Từ hình ảnh cửa hàng san sát nhau, các hàng quán vỉa hè hét lớn vẫy gọi khách, nếu không phải biết nơi này là thành vạn yêu, Dương Bách Xuyên thật sự sẽ cho rằng hắn vừa tới một thành lớn của nhân tộc. Toàn bộ con đường dài đằng đẵng liếc mắt không đến điểm cuối toàn là người do yêu tộc hóa hình, đương nhiên cũng có yêu thú không hóa hình mà dùng bản thể. Có điều hình như không ai chú ý, mọi người đều rất bình thường. Dù sao thì đây cũng là tòa thành yêu tộc. Như Thanh Như nói, yêu thú ở thành vạn yêu đều xem việc hóa hình là kiêu ngạo nhưng yêu tộc không có hóa hình, tu vi không đủ để hóa hình hoặc không muốn hóa hình, giữ nguyên bản thể lăn lộn cũng không bị lời ra tiếng vào. Dù sao thì cứ nghe theo Thanh Ngưu, xem mình là người ở đây rồi cử xử bình thường thôi. Dương Bách Xuyên trợn mắt, mẹ nó chúng ta đúng là người thật mà. Đương nhiên hắn không dám nói mình là nhân tộc rồi, nhân tộc xuất hiện ở đây, nhất định sẽ trở thành điểm tâm của thành vạn yêu. Tuy rằng thành vạn yêu bắt trước thành trì nhân tộc nhưng nơi này vẫn luôn là cấm kỵ của nhân tộc, không ai dám bén mảng tới. Chẳng qua cũng có ngoại lệ, ví dụ như nói mấy thương hội cường đại của nhân tộc. Thanh Ngưu nói thương hội cường đại của nhân tộc có thể đến thành vạn yêu, đương nhiên cần lệnh thông hành do đại yêu tôn cấp. Trước kia lúc phụ vương hắn còn sống chỉ cần một cái lệnh thông hành là đủ rồi, hiện tại tứ đại yêu tôn mỗi người cấp một cái mới được. Hằng năm thương hội nhân tộc chỉ có thể tới thành vạn yêu 4 lần để giao dịch, bọn họ mang theo đan dược, pháp khí. Do nhân tộc luyện chế, tới trao đổi với thiên tài địa bảo ở thành vạn yêu. Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng. Thương hội nhân tộc có thể giao dịch với thành vạn yêu sẽ kiếm được khoản lợi cách xù thế nào? Hắn vừa đi vừa hỏi Thanh Ngưu, người biết hiện giờ thương hội nhân tộc nào đang giao dịch với thành vạn yêu không? Thanh Ngưu im lặng một lúc, nói, trước kia là thương hội của mấy thánh địa lớn và tu chân giới dẫn đầu, hiện tại không biết, nhưng có lẽ vẫn là những thương hội đó, lát nữa ta đi hỏi lại. Dương Bách Xuyên nheo mắt, nói, đi hỏi thăm cũng được, nếu là thương hội của mấy thánh địa lớn. Vậy chúng ta không khách khí. Chủ nhân, người muốn cướp sinh ý của bọn họ, cuối cùng thú ngũ hành cũng chen vào được. Cũng không phải không thể, Dương Bách Xuyên nói. Bọn họ đi đến trước một tòa nhà có quy mô không nhỏ, dừng lại. Thanh Ngưu nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngày nào con tê tê cũng đến uống rượu ở đây, chúng ta vào đây đi. Dương Bách Xuyên đánh giá nơi này, quán rượu này có 6 tầng, diện tích rộng lớn, rất không tồi. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Lão Ngưu, chúng ta không có yêu tinh tệ. Dương Bách Xuyên kêu khổ, thiên tài địa bảo trên người hắn bị ngé con ăn hết, hiện tại rất nghèo. Nếu muốn dừng chân phải có tiền mới được. Trên người ta còn có chút yêu tinh tệ,
Lúc ngươi thoát khỏi thành yêu tinh có mang theo 1000 yêu tinh tệ thượng phẩm, trốn trong hành cung thiên yêu tham sống sợ chết không tiêu, tổng lại vẫn có chút tác dụng. Dương Bách Xuyên cười nói. Lão Ngưu, người vậy là không được, có yêu tinh tệ nhưng không nộp lên cho chủ nhân, đừng quên ngươi cũng là tiểu đệ của chủ nhân. Thú Ngũ Hành lại lên tiếng. Thanh Ngưu bị Thú Ngũ Hành lừa dối, đen mặt nhìn chằm chằm Thú Ngũ Hành, sắc mặt rất xấu, chủ nhân đã cảnh cáo hắn ta đừng lắm miệng, còn con mẹ nó nói nhiều, thật sự tức chết. Rất không vừa lòng với Thú Ngũ Hành, Thanh Ngưu còn tưởng rằng chủ nhân sẽ lên tiếng dạy dỗ Thú Ngũ Hành, nhưng đợi nửa ngày cũng chưa thấy chủ nhân lên tiếng. Ngẩng đầu phát hiện Dương Bách Xuyên đang cười tủm tỉm nhìn hắn ta, làm cho Thanh Ngưu run lên, sau khi lấy lại phản ứng, vội vàng nói, chủ nhân, lát nữa ta đưa yêu tinh tệ cho ngài. Không vội, đưa một nửa là được, còn lại ngươi cứ giữ lại. Người đó nào mặt không đỏ tim không đập nói. Cuối cùng Thanh Ngưu cũng hiểu, ở phương diện tiền tài, chủ nhân rất giống chồn nhỏ, nhưng cũng may chỉ lấy một nửa. Vâng vâng vâng, ta hiểu rồi, để lại một nửa cho ta là đủ rồi. Của ta cũng là của chủ nhân. Thanh Ngưu nói. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng, nhếch miệng cười hỏi, một yêu tinh tệ thượng phẩm bằng bao nhiêu hạ phẩm? Bẩm chủ nhân, một yêu tinh tệ thượng phẩm bằng 1000 hạ phẩm, 100 trung phẩm, chúng ta có 1000 thượng phẩm, tạm thời đủ dùng. Thanh Ngưu thành thật trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, được, tìm chỗ ở đã, đi thôi. Sau đó, Thanh Ngưu dẫn đường đi vào quán rượu đại vương của yêu tộc. Dương Bách Xuyên dẫn Lục Yên Chi, Chồn Nhỏ, Thú Ngũ Hành, Đả Tiên Thạch chờ ở một bên, Thanh Ngưu đi xử lý thủ tục. Vài phút sau, Thanh Ngưu cầm 2 thẻ phòng trở về, đau lòng mắng, quá đắt. Thú Ngũ Hành nhìn thấy chỉ có 2 thẻ phòng, khó chịu nói, lão Ngưu, người quá keo kiệt đó, chỉ có 2 phòng ở kiểu gì. Thanh Ngưu trừng mắt nhìn Thú Ngũ Hành, nói, chắp vá đi, chủ nhân và chủ mẫu một phòng, mấy người chúng ta một phòng. Hai phòng này tiêu hết 200 yêu tinh tệ thượng phẩm, những đồ khác sẽ tính phí khác, nhưng ngươi yên tâm, phòng ở yêu tộc đủ lớn, mấy người chúng ta ở một phòng cũng đủ rộng. Nhiều như vậy, mặc dù Dương Bách Xuyên không biết trình độ tiêu phí ở thành vạn yêu, nhưng tiêu 200 yêu tinh tệ thượng phẩm, thảo nào Thanh Ngưu đau lòng như vậy. Thanh Ngưu chua xót nói, vốn dĩ hai phòng chỉ tốn 20 yêu tinh tệ thượng phẩm, nhưng chúng ta không có đĩa yêu nên phải trả gấp 10 lần. Dương Bách Xuyên gật đầu. Nói, xem ra phải nhanh chóng thu xếp xong việc đĩa yêu, nếu không ngay cả khách điếm cũng không ở nổi, đi thôi, đi lên tầng rồi bàn bạc tiếp. Sau đó mọi người đi lên tầng, quán rượu đại vương có tổng 6 tầng, phòng bọn họ ở tầng 6, tầng 5 tầng 6 là nơi nghỉ ngơi, tầng 2 tầng 3 là nhà ăn. Bước vào phòng, căn phòng rất lớn, đúng như những gì Thanh Ngưu nói, phòng này chế tạo cho yêu tu, suy xét đến việc sẽ có lúc yêu tộc dùng bản thể đi vào. Cho nên căn phòng được thiết kế rất lớn, cao khoảng 6 mét, diện tích khoảng 100 mét vuông, đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng với việc Thanh Ngưu thuê 2 phòng vì hắn và Lục Yên Chi. Sau khi Thú Ngũ Hành vào nhìn cũng không nhiều lời, dù sao Thú Ngũ Hành không hóa hình, không cần giường, đối với tu sĩ, đả tọa chính là nghỉ ngơi, thậm chí không cần ngủ, một phòng cũng đủ Thú Ngũ Hành, Thanh Ngưu và Đả Tiên Thạch ở. Sau khi đóng cửa phòng lại, đoàn người ngồi xuống, Dương Bách Xuyên lấy ra dụng cụ pha trà từ trong hồ càn khôn, bảo Lục Yên Chi pha trà, còn bọn họ bàn việc đĩa yêu. Lão Ngưu, hôm nay con tê tê kia có về không? Dương Bách Xuyên hỏi. Chủ nhân, ta đã hỏi tiểu nhị, ngày nào con tê tê cũng đến, hôm nay còn chưa đến, lát nữa ta đi xem. Thanh Ngưu trả lời. Sau đó Thanh Ngưu vung tay lên, 800 yêu tinh tệ còn lại xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, chủ nhân. Hiện tại chỉ có 800 yêu tinh tệ, muốn hối lộ con tê tê, ta cảm thấy bằng này còn chưa đủ, hay là mua rượu, ta nghe nói con tê tê thích rượu như mạng, chắc có thể. Người cứ cất yêu tinh tệ đi đã, chúng ta giải quyết đĩa yêu trước, còn phải tìm nơi ở lâu dài, không thể tiêu xài phung phí, ta sẽ có cách làm con tê tê ngoan ngoãn xử lý đĩa yêu cho chúng ta. Thanh Ngưu còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên muốn dùng sức mạnh, lo lắng nói, chủ nhân, sợ rằng dùng sức mạnh không phải cách hay. Trong Đông Thành có đội tuần tra, cấp trên của con tê tê là rắn hoa đốm, cũng là cấp tôn vương, ta sợ rằng động tay động chân, chúng ta sẽ bị thiệt. Không phải ngươi nói dãy núi Vạn Yêu chỉ có 4 đại yêu cấp tôn vương, Đông Tây Nam Bắc thôi sao? Sao bây giờ lại lòi ra một rắn hoa đốm giống ngươi? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nói. À, chủ nhân, ta nói 4 đại yêu Đông Tây Nam Bắc cấp tôn vương,
là những kẻ có tu vi cao nhất trong cấp tôn vương, dưới trướng bốn đại yêu còn có rất nhiều thuộc hạ tu vi cấp tôn vương sơ cấp, rắn hoa đốm kia chỉ là một trong số những kẻ đó. Thanh Nhiêu giải thích. Nghe đến đây, mặt của Dương Bách Xuyên đen kịt lại, em gái nhà ngươi, sao không nói sớm? Ban đầu hắn cho rằng dãy núi Vạn Yêu chỉ có bốn đại yêu Đông Tây Nam Bắc có cấp bậc tôn vương, còn nghĩ cho dù bại lộ thân phận hoặc xảy ra biến cố gì đó, lúc chạy trốn cũng có thể đối phó được, bây giờ xem ra Thanh Nhiêu chưa nói rõ, làm hắn cũng nghĩ sai. À, chủ nhân, ta không có muội muội ruột, nhưng trong tộc có mấy người, nếu bọn họ còn sống, ta giới thiệu mấy người cho chủ nhân. Thanh Nhiêu không hiểu câu em gái ngươi là đang mắng hắn ta, còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên muốn nạp thiếp. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên đen như đáy nồi, ta, ngươi. Phụt, Lục Yên Chi nhìn ra những lời này của Dương Bách Xuyên tuyệt đối không phải lời hay, mà là đang mắng Thanh Nhiêu, không nhịn được bật cười. Hai, thôi, đến đây hay đến đó, đi một bước tính một bước, theo lời của ngươi, dưới trướng của bốn đại yêu Đông Tây Nam Bắc không chỉ có một đại yêu cấp tôn vương. Dương Bách Xuyên nói. Thanh Nhiêu vội vàng nói, chủ nhân, trên thực tế, đại yêu cấp bậc tôn vương cũng phân mạnh yếu, cũng phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, bốn đại yêu Đông Tây Nam Bắc của dãy núi Vạn Yêu và phụ vương của ta đều là tôn vương đỉnh cấp. Thuộc hạ của mỗi một đại yêu đỉnh cấp đều là tôn vương sơ cấp, trung cấp, thậm chí có cả cao cấp. Thực lực của bốn đại yêu Đông Tây Nam Bắc rất mạnh, nên mỗi một đại yêu sẽ có khoảng 10 tôn vương, thậm chí còn nhiều hơn. Nghe Thanh Nhiêu nói xong, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất vô lực, nhiều yêu thú cấp tôn vương tồn tại trong dãy núi Vạn Yêu như vậy, hiện tại hắn còn xuất hiện trực tiếp ở trung tâm thành Vạn Yêu của dãy núi Vạn Yêu, sơ suất một cái, chắc chắn sẽ bị đám yêu vương này nuốt sống. Ban đầu hắn còn định lấy hạt rẻ trong lò lửa, hiện tại xem ra hạt rẻ này không dễ lấy. Nhưng đến cũng đến rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, nhưng phải vô cùng cẩn thận. Trừng mắt nhìn Thanh Nhiêu, nói. Đi hỏi thăm rõ ràng cho ta, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu có bao nhiêu yêu vương? Có bao nhiêu đại yêu cấp tôn vương, cút đi. Thanh Nhiêu run lên, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn ta cũng biết chủ nhân tức giận, nhưng, hắn ta không cố ý giấu giếm, Dương Bách Xuyên lại không hỏi, chỉ hỏi thế lực của bốn yêu vương, cũng không hỏi có bao nhiêu đại yêu cấp tôn vương. Đại yêu cấp tôn vương cũng phân cấp bậc mà đúng không, không thể trách ta. Vài phút sau, Thanh Nhiêu quay lại. Dương Bách Xuyên nói, nhanh như vậy ngươi đã hỏi được rồi. Không phải, chủ nhân, ta đến thông báo con tê tê đã đến. Thanh Nhiêu vội vàng nói. Đi xuống xem, Yên Chi, nàng và mọi người nghỉ ngơi đi, ta và Lão Nhiêu đi xem là được. Dương Bách Xuyên nói. Dương đại ca, huynh phải cẩn thận. Lục Yên Chi lo lắng nói, mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng dù sao bọn họ cũng là nhân tộc, đi vào địa bản của yêu tộc, nói không lo lắng là giả. Dương Bách Xuyên cười nói, yên tâm, sẽ không sao, chờ ta. Dương Bách Xuyên và Thanh Nhiêu đi xuống tầng, đi đến cửa, Thanh Nhiêu chỉ về phía một cái bàn dài dựa gần cửa sổ, chủ nhân, đó là con tê tê, một trong các tổng quản ở phủ của rắn hoa đốm. Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của Thanh Nhiêu, thấy con tê tê ngồi một mình một bàn, bên ngoài ghế dài có hai tên yêu tu cao to đứng gác, có lẽ là người hầu. Dương Bách Xuyên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của con tê tê. Có bộ dáng một thiếu niên đầu trọc, rất gầy. Tìm được người cũng không tùy tiện xông lên, phải động não nghĩ cách. Con tê tê là một trong số những tổng quản ở phủ của rắn hoa đốm, có mang theo tùy tùng, là người có lực ảnh hưởng, hiện tại bọn họ không hộ khẩu, tùy tiện xông lên sẽ chết. Cho nên Dương Bách Xuyên nhanh chóng động não nghĩ cách đối phó, nhớ đến sở thích của con tê tê, lập tức Dương Bách Xuyên có cách. Ngồi xuống bàn cạnh bàn của con tê tê, khoảng cách rất gần. Chỉ cách một tấm vách. Thanh Nhiêu truyền âm nói, chủ nhân, ta đi qua đó mời con tê tê uống rượu được không? Dương Bách Xuyên lắc đầu, không cần, Khương Thái Công câu cá, kẻ nào muốn sẽ cắn câu, ta tính sẵn rồi, lát nữa ngươi gọi một bàn đồ ăn, cố gắng tiêu pha chút, giả vờ làm nhà giàu. Nhà giàu là sao? Thanh Nhiêu truyền âm hỏi. Nghĩa là lát nữa ngươi gọi một bàn đồ ăn đắt tiền, 800 yêu tinh tệ thượng phẩm đủ một bàn đồ ngon đúng không? À, rượu thì không cần gọi. Dương Bách Xuyên truyền âm nói. À, Thanh Nhiêu hít sâu. Hắn ta rất muốn hỏi một câu, có phải chủ nhân điên rồi không? 800 yêu tinh tệ thượng phẩm chứ không phải 800 yêu tinh tệ hạ phẩm. Một tộc đàn bình thường trong yêu tộc tích lũy 10 năm cũng chưa chắc có thể có được 1000 yêu tinh tệ thượng phẩm.
một bữa cơm tiêu hết 800. Nuốt nước bọt, nói, chủ nhân, toàn bộ tài sản của ta chỉ có 800 yêu tinh tệ, hơn nữa cho dù ăn một bàn đồ ăn 300 yêu tinh tệ cũng đủ mà. Đừng vô nghĩa, bảo ngươi gọi thì ngươi cứ gọi đi, ta không quan tâm 800 yêu tinh tệ hay như nào, ta chỉ muốn lôi kéo lực chú ý của con tê tê kia, hiểu không? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Thanh Ngưu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, vậy ta hiểu rồi, chủ nhân yên tâm, không gọi rượu, vậy tiêu 300-400 yêu tinh tệ là đủ rồi. Dù nói vậy nhưng Thanh Ngưu vẫn thầm mắng Dương Bách Xuyên phá của. Hai chủ tớ đang truyền âm nói chuyện, tiểu nhị đi đến, mỉm cười chào hỏi, hai vị khách quý muốn gọi món gì? Rượu gì? Thanh Ngưu vô thức nhìn về phía Dương Bách Xuyên, dù sao Dương Bách Xuyên cũng là chủ nhân, nhưng Dương Bách Xuyên lại truyền âm nói, ngươi gọi đi, ngươi từng là chủ nhân của thành Vạn Yêu, đừng hỏi ta ăn đồ gì, đạt được hiệu quả ta muốn là được. Nghe vậy, Thanh Ngưu yên tâm, nhìn tiểu nhị, nói, chủ tử nhà ta rất kén ăn, từng thử qua rất nhiều đồ hiếm quý trên thế gian, nghe cho kỹ, bổn vương chỉ nói một lần. Tiểu nhị chỉ là một tiểu yêu hợp thể cảnh, không nhìn ra tu vi của Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu, nhưng trà trộn nhiều năm ở quán rượu, cộng thêm hơi thở khủng bố của Thanh Ngưu, không dám chậm trễ, vội vàng khom lưng nói, đại vương, mời nói. Sau đó Thanh Ngưu nói, một mâm linh quả bạch miêu sơn miêu nhãn cao 3 tấc, 10 con cá lam thủy hà lam, không cần thịt chỉ cần mắt, một tiểu hỏa long hỏa diễm cốc. Dương Bách Xuyên nhìn mỗi lần Thanh Ngưu gọi một món, ánh mắt của tiểu nhị càng thêm cung kính, thằng nhãi này còn cố ý nói lớn, người xung quanh đều nghe thấy các món hắn ta gọi, đều rất ngạc nhiên, xung quanh nổi lên tiếng nói khe khẽ, đều thắc mắc Thanh Ngưu là quý tộc từ đâu đến. Dương Bách Xuyên hơi buồn cười, nhưng nói đi nói lại, Thanh Ngưu thật sự là quý tộc, chẳng qua là quý tộc nghèo túng. Ở trong mắt các yêu tộc xung quanh, mỗi món đồ ăn và cách làm món đó mà Thanh Ngưu nói đều là phong thái của quý tộc. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng, bằng này cũng đủ để thu hút sự chú ý của con tê tê. Sau khi gọi 8 món, Thanh Ngưu vẫy tay, nói, đi đi, chuẩn bị nhanh lên, đừng để bổn đại vương chờ lâu. Tiểu nhị cúi đầu nói, vâng, đại vương yên tâm, rất nhanh sẽ được chuẩn bị xong, không biết hai vị đại vương có muốn gọi rượu không, tiệm ăn có đủ các loại rượu. Lần này Dương Bách Xuyên ngắt lời tiểu nhị, không cần rượu, chúng ta mang theo rượu, chúng ta không quen uống rượu của các ngươi, đi xuống đi. Người xung quanh nghe vậy, biết bọn họ đang chướng mắt rượu của quán rượu. À, vâng, hai vị đại vương, đồ ăn lập tức được bưng lên. Tiểu nhị không nhiều lời, nhưng vẫn chưa đi, mỉm cười nói, đại vương, tiệm ăn có quy củ tính tiền trước, tổng của hai vị hết 430 yêu tinh tệ thượng phẩm. Lão Ngưu, cho hắn 450, nhiều đem 20 coi như khen thưởng. Dương Bách Xuyên nói. Thanh Ngưu nói thầm, chủ nhân, người đúng là, phá của. Tất nhiên Thanh Ngưu không dám nói ra, nhưng lại chửi thầm trong lòng, ai bảo hắn là chủ nhân chứ. Dù vậy, hắn ta vẫn vùng tay, 450 yêu tinh tệ xuất hiện trong tay tiểu nhị. Cảm ơn đại vương ban thưởng, cảm ơn đại vương ban thưởng. Tiểu nhị vô cùng vui sướng, hiếm khi gặp được vài vị khách giàu, vui sướng hài lòng rời đi. Sau khi tiểu nhị rời đi, Thanh Ngưu truyền âm nói, chủ nhân, tiếp theo phải làm gì? Uống rượu. Dương Bách Xuyên nói, vung tay lên, hai bình rượu ngon xuất hiện trên bàn, đóng gói trong thùng giấy, bên trên có ghi Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Đây là đồ tồn kho đặt trong hồ Càn Khôn sau khi Dương Bách Xuyên rời khỏi địa cầu, vẫn chưa động vào, đến bây giờ vẫn còn 10 mấy dương. Hắn lớn tiếng nói, Lão Ngưu, mở rượu, đây là lọ rượu chân quý nhất của ta, cả tu chân giới chưa tìm ra loại thứ hai đâu. Thanh Ngưu biết chủ nhân cố ý nói cho con tê tê bên cạnh nghe. Hiểu ý, phối hợp với lời nói của Dương Bách Xuyên, mở ra một lọ Mao Đài, một mùi rượu thơm lan tỏa, Thanh Ngưu không nhịn được hô lên, rượu ngon, thật muốn. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui, tất nhiên là rượu ngon, đã hơn 100 năm kể từ lúc rời khỏi địa cầu, cũng được coi là rượu lâu năm. Để ta uống thử, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mao Đài và Ngũ Lương Dịch, nhìn vật cũng nhớ nhòa, hơn 100 năm trôi qua, cũng không biết địa cầu đã thay đổi như thế nào. Không biết bây giờ vợ Âu Dương của hắn ở lại địa cầu sao rồi. Năm đó nàng nhờ nhị đồ đệ Vương Tông Nhân mang về một video, trong video nói đã sinh cho mình một đứa trẻ trên địa cầu, cũng không biết bây giờ hai mẫu tử đã đến Sơn Hải giới hay chưa. Cố thơm, rượu ngon say lòng người, không biết hai vị đại vương tên là gì, tiểu đệ là con tê tê,
Tổng quản trong phủ của Hoa Đốm đại nhân ở khu thành đông, muốn thử một ly rượu ngon, không biết hai vị đại vương có thể. Trong lúc suy nghĩ của Dương Bách Xuyên đang bay đến địa cầu, một âm thanh bén nhọn vang lên, ngắt suy nghĩ của hắn. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy con tê tê, cười thầm trong lòng, nghĩ thầm, con cá cắn câu tương đương. Dương Bách Xuyên bảo Thanh Ngưu diễn trò, giờ lại lấy ra hai vò rượu quê hương là để dụ con cá Xuyên Sơn Giáp cắn câu. Nghe thấy Xuyên Sơn Giáp nói chuyện, Dương Bách Xuyên thầm buồn cười. Mọi người đều nói yêu tộc thẳng tính xem ra là sự thật, yêu tộc có tâm tư phức tạp thế nào cũng không lắm chiêu trò như nhân tộc. Xuyên Sơn Giáp vừa tới đã xin rượu uống, tuy có che giấu nhưng đã bộc lộ sự thẳng thắn của yêu tộc, ít nhất là thẳng thắn hơn nhân tộc, không hàm xúc chút nào. Dương Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Thanh Ngưu nhường chỗ, còn bản thân vẫn ngồi bất động, tỏ vẻ đại gia. Đây cũng là cố ý. Thanh Ngưu không ngốc, giữa chủ tớ có khế ước thần hồn nên tên họ Dương nào đó nghĩ gì Thanh Ngưu đều nhanh chóng hiểu được. Thanh Ngưu mỉm cười đứng dậy, sau đó nói với Xuyên Sơn Giáp, xem ra vị đại vương này cũng là đạo hữu mê rượu, uống rượu mà gặp tri kỷ thì ngàn ly vẫn còn ít, rượu ngon kết bạn khắp bốn phương. Nếu vị đại vương này cũng là bạn rượu thì ngồi xuống uống cùng chúng ta một ly đi. Nói xong Thanh Ngưu nhường ra một vị trí, sau đó nói tiếp, ta tên Đại Hùng, đây là chủ nhân nhà ta. Thanh Ngưu thuận miệng bịa tên cho mình, tiếp đó giới thiệu Dương Bách Xuyên nhưng không biết lấy tên gì cho Dương Bách Xuyên, bèn kéo dài giọng nói. Lúc này Dương Bách Xuyên biết là mình cần tiếp lời. Lão Ngưu nói ra mấy câu cổ văn sứt sẹo về rượu đã đủ rồi. Hắn nhìn Xuyên Sơn Giáp, khẽ mỉm cười cất lời, tại hạ là Dương Bách Xuyên, sao? Người tới là khách, vị đại vương này không chê thì hãy ngồi xuống cùng uống một ly rượu nhạt. E là khắp tu chân giới chẳng có nhiều loại rượu này đâu, uống một vò thì ít đi một vò. Sao, Dương Bách Xuyên lấy họ giả đồng âm khác nghĩa? Họ giả là Yang, nghĩa là dê, họ thật là Yang, nghĩa là cây dương liễu. Tên họ Dương nào đó cố ý tâng bốc bản thân và rượu là vì hắn đã nhìn ra Xuyên Sơn Giáp thật sự mê rượu, nếu không đối phương sẽ không bị thu hút đến đây nhanh như vậy. Xuyên Sơn Giáp cũng đang đánh giá Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu. Ban đầu hắn bị tiếng gọi món của Thanh Ngưu thu hút. Nghe thấy Thanh Ngưu gọi tên từng món ăn, thậm chí còn đưa ra yêu cầu chế biến, Xuyên Sơn Giáp biết ngay Thanh Ngưu là người của gia tộc lớn hoặc là quý tộc. Yêu quái bình thường không thể có yêu cầu kén chọn đối với món ăn gần như soi mói như vậy, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe bao giờ. Tóm lại, Thanh Ngưu gọi món đã thành công thu hút sự chú ý của Xuyên Sơn Giáp, nhưng hắn ta không để tâm. Dù sao Xuyên Sơn Giáp cũng là một tiểu đầu mục dưới trướng Giao Long một mắt một trong bốn thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu. Cấp trên trực tiếp của Xuyên Sơn Giáp là Hoa Ban Xà, một trong 10 yêu tướng dưới trướng Độc Nhãn Giao Long. Hắn ta là tiểu đầu mục dưới trướng Hoa Ban Xà, còn là một trong những tổng quản của phủ đệ khu Đông Thành Vạn Yêu, cũng được coi là yêu vật một phương, có chút thể diện ở thành Vạn Yêu, là tấm chiếu đã trải đời. Tất nhiên Xuyên Sơn Giáp đều đã ăn những món Thanh Ngưu gọi, hắn ta không để ý lắm. Nhưng sau khi hương rượu từ bên cạnh bay sang, hắn ta không thể ngồi yên được nữa. Xuyên Sơn Giáp tham tiền thích rượu, cực kỳ mê rượu. Vì vậy khi ngửi thấy mùi rượu, hắn ta không kìm được bèn đứng dậy đi đến bàn của Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu. Khi đến nơi, Xuyên Sơn Giáp phát hiện Thanh Ngưu là đại yêu cấp bậc tôn vương. Hắn ta lập thầm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mặc dù đại yêu cấp bậc tôn vương không nhiều nhưng cũng chẳng ít, phóng mắt nhìn khắp dãy núi Vạn Yêu sẽ thấy không ít đại yêu tôn vương sơ cấp như Thanh Ngưu. Huống chi Xuyên Sơn Giáp cũng có tu vi tôn vương sơ cấp, mà cấp trên của hắn tức Hoa Ban Xà là tu vi tôn vương trung cấp đỉnh phong. Trong phủ đệ khu thành đông có chính yêu tu tôn vương sơ cấp, cộng thêm Hoa Ban Xà là có tròn 10 tôn vương cả thảy. Vì vậy, Xuyên Sơn Giáp không ngạc nhiên lắm. Điều khiến hắn kinh ngạc là Thanh Ngưu tự giới thiệu mình là nô bộc của tu sĩ nhỏ phía đối diện. Tất nhiên tu sĩ nhỏ này chính là Dương Bách Xuyên. Chẳng qua trong mắt Xuyên Sơn Giáp, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ cấp bậc tiểu yêu vương, tương đương cảnh giới độ kiếp của nhân tộc mà thôi. Ở thành Vạn Yêu, tu sĩ tiểu yêu vương có cả đống. Ở dãy núi Vạn Yêu, yêu tu tôn vương sơ cấp như Thanh Ngưu bét nhất cũng là đại yêu vương độc chiếm một ngọn núi, nhưng đối phương lại cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho tiểu yêu vương tự xưng Dương Bách Xuyên. Thật sự khiến Xuyên Sơn Giáp tò mò. Khi Thanh Ngưu đứng dậy giới thiệu, Dương Bách Xuyên chỉ ngồi im bất động. Thậm chí khi tiếp lời Thanh Ngưu tự giới thiệu bản thân và nói chuyện với Xuyên Sơn Giáp,
hắn cũng không nhúc nhích, không hành lễ với Xuyên Sơn Giáp. Điều này khiến Xuyên Sơn Giáp đã hành lễ vô cùng khó chịu. Nhưng nghe thấy Dương Bách Xuyên mời uống rượu, hắn ta vẫn nhẫn nhịn. Mặt khác, hắn ta còn nghĩ người có thể khiến Đại Yêu Tôn Vương sơ cấp cúi đầu xưng thần tuyệt đối không đơn giản. Lẽ nào tên Dương Bách Xuyên này là người của đại tộc nào đó? Xuyên Sơn Giáp ôm suy đoán này nên không dám nổi giận, mà vẫy tay ra hiệu cho hai tùy tùng đi ra ngoài đứng. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, hắn ta mới chắp tay ngồi xuống, cảm ơn hai vị chiêu đãi, ta cũng là một yêu mê rượu, ha ha. Xuyên Sơn Giáp cười ha ha nói sang chuyện khác, đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và hỏi, trông hai vị đại vương khá lạ mặt, chẳng hay quê quán ở đâu. Làm nghề gì, bản thể của ta là Xuyên Sơn Giáp, ta xin mạo muội hỏi thăm bản thể của hai vị đại vương là gì. Xuyên Sơn Giáp hỏi mấy câu liền, mặt thì tươi cười xong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dù sao hắn ta cũng đã sinh sống ở thành Vạn Yêu mấy nghìn năm, không dám nói mình biết hết mấy triệu yêu tộc nhưng cũng từng nghe, từng gặp một số đại yêu cấp bậc tôn vương có tiếng. Đại Ngưu và Dương Bách Xuyên này đều lạ mặt, hắn ta không thể không đề cao cảnh giác. Giữa bốn thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu tồn tại tranh đấu gay gắt, không thể không phòng bị. Đối mặt với câu hỏi của Xuyên Sơn Giáp, Thanh Ngưu bất giác hơi căng thẳng. Bởi vì dù sao hắn ta cũng là Dương Nhiệt tộc Long chủng Thanh Ngưu, là đối tượng bị truy nã trên khắp dãy núi Vạn Yêu. Mặc dù hắn ta đã dùng đá huyễn yêu biến khí thức của mình thành gấu chó, nhưng vẫn thiếu tự tin. Dương Bách Xuyên thì lại nở nụ cười khẽ, vô cùng bình tĩnh. Hắn truyền âm cho Thanh Ngưu, đừng căng thẳng, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta, đừng để lộ tâm trạng căng thẳng. Câu hỏi của Xuyên Sơn Giáp nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, đối phương không hỏi gì mới lạ đó. May mà hắn đã nghĩ sẵn lời giải thích. Sau khi truyền âm cho Thanh Ngưu, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói với Ích Xuyên Sơn Giáp, hai. Nói ra thật xấu hổ, tổ tiên nhà ta là tộc Linh Dương ở dãy núi Vạn Yêu, bị tộc Dã Lang tiêu diệt. Hồi nhỏ tại hạ được gia tộc đưa đến một gia tộc lớn bái sư, không tiện tiết lộ tên húy của gia sư. Nhờ vậy mà tại hạ may mắn thoát nạn. Ta biết tin tộc Linh Dương bị diệt, vì quá buồn bã đau lòng nên ta chưa từng trở về. Mấy ngày trước gia sư rời Thái Hoang, ta học hành đã có chút thành tựu. Sau khi xuống núi, ta nhớ quê, muốn về thăm chốn xưa của gia tộc. Xuyên Sơn Đại Vương à, ta đi theo sư phụ hành tẩu khắp thế gian, cuối cùng phát hiện ra dãy núi Vạn Yêu chúng ta vẫn thoải mái nhất. Ta nghĩ hay là dứt khoát đến thành Vạn Yêu định cư, tìm kế sinh nhai, sau này không đi đâu nữa, tập trung nghiên cứu tuyệt học của sư môn, cầu đạo chứng đạo. Xuyên Sơn Giáp nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, sau đó hắn ta truyền âm nói với một tên thuộc hạ. Đi điều tra xem dãy núi Vạn Yêu có tộc Linh Dương bị diệt không. Dãy núi Vạn Yêu mênh mông, có hàng ngàn hàng vạn ngọn núi, không phải ngọn núi nào cũng có tên. Xuyên Sơn Giáp biết điều này, nhưng thấy Dương Bách Xuyên nói hợp tình hợp lý, hắn ta không khỏi tin vài phần. Nhất là Dương Bách Xuyên nói ra chuyện bái sư khiến Xuyên Sơn Giáp không dám manh động. Ở dãy núi Vạn Yêu và Thái Hoang có một số đại yêu vô thượng thần bí độc lai độc vãng. Chưa biết chừng Dương Bách Xuyên chính là đệ tử của một đại yêu vô thượng nào đó. Trong lúc đợi thuộc hạ đi điều tra, Xuyên Sơn Giáp hỏi với vẻ nghi ngờ, ồ. Nói vậy thì ngươi thuộc tộc Linh Dương? Cũng không phải, hiện giờ cả tộc chỉ còn mỗi mình ta, không biết ở dãy núi Vạn Yêu này còn tộc nhân nào sống sót hay không, chắc là không còn đâu. Dương Bách Xuyên cố ý giả bộ bi thương, đồng thời dùng đá huyễn yêu phóng ra khí tức của Linh Dương. Thanh Ngưu cũng phóng ra khí tức của gấu chó yêu để xóa tan nghi ngờ của Xuyên Sơn Giáp. Hai người cứ tưởng mình phóng ra khí tức sẽ lừa được Xuyên Sơn Giáp, nào ngờ Xuyên Sơn Giáp không hề buông lỏng cảnh giác, mà hữu ý vô ý cười híp mắt hỏi, Dương Bách Xuyên. Dương Đại Vương à, tên của ngươi không giống yêu tộc mà giống tên nhân tộc, ngươi có thể giải thích không? Xuyên Sơn Giáp tỏ vẻ tò mò, song hai mắt đã dán chặt vào Dương Bách Xuyên. Cõi lòng Dương Bách Xuyên nặng nề. Thầm mắng tên chó má này đa nghi thật, xem ra hắn phải đánh giá lại chỉ số thông minh của yêu tộc. Đối mặt với lòng nghi ngờ cao độ của Xuyên Sơn Giáp, nét mặt Dương Bách Xuyên không chút dao động, Xuyên Sơn Đại Vương liệu sự như thần, đúng là tên của ta có liên quan đến nhân tộc. Dương Bách Xuyên nói đến đây, Thanh Ngưu căng thẳng ngẩng phát đầu, rất sợ chủ nhân thừa nhận mình là nhân tộc, e là đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn. Hai mắt Xuyên Sơn Giáp lóe lên tia sáng. Khí tức lơ đãng khóa chặt lấy Thanh Ngưu và Dương Bách Xuyên. Hắn híp mắt nói, ồ, xin rửa tai lắng nghe.
Dương Đại Vương đừng nói ngươi là nhân tộc nhé. Trước đây ở thành Vạn Yêu có rất nhiều nhân tộc giả mạo yêu tộc, kết cục đều rất thảm. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên bỗng cười to, sau đó nói, Xuyên Sơn Đại Vương nói gì vậy? Ngươi nhìn ta giống nhân tộc sao? Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, đầu của hắn biến thành đầu dê đen, toàn thân cũng phát ra yêu khí, khí tức bùng nổ, hoàn toàn là yêu khí thuần túy. Xuyên Sơn Đại Vương thấy ta giống nhân tộc sao? Nói xong Dương Bách Xuyên liền thu lại khí tức toàn thân, khôi phục hình người. Hắn biết Xuyên Sơn Giáp muốn nhìn thấy bản thể của mình thì mới yên tâm, vậy thì cho xem thôi, dù sao hắn cũng có lòng tin với thuật thiên biến vạn hóa của Bách Biến Chí Tôn, cũng có lòng tin với nguyên khí quyết của sư phụ, huống chi còn có đá huyễn yêu thay đổi khí tức. Ha ha, tộc linh dương quả nhiên phi phàm. Xuyên Sơn Giáp cười ha hả, nhưng vẫn nói, đạo hữu vẫn chưa nói cho ta nghe chuyện về tên của ngươi. Nét mặt không hề thay đổi, Dương Bách Xuyên chậm rãi cất lời, không có gì đáng nói. Thật ra gia sư từng vân du hoàng triều Hiên Viên thánh địa của nhân tộc học thuật y đạo. Năm xưa ta bái sư đúng lúc gia sư từ chỗ nhân tộc nghiên cứu thuật y đạo trở về, ngài thuận miệng lấy cho ta một cái tên nhân tộc mà thôi. Ồ, vậy tức là Dương Đại Vương tinh thông y đạo. Xuyên Sơn Giáp tiếp tục hỏi. Hiểu biết sơ sơ, ta định sau này mở một hiệu thuốc ở thành Vạn Yêu để kiếm sống. Không biết Xuyên Sơn Đại Vương thấy sao? Dương Bách Xuyên thuận miệng bịa đặt, dù sao thuật y đạo cũng không làm khó được hắn. Lúc này, tên thuộc hạ bị Xuyên Sơn Giáp phái đi đã trở lại, tới bên cạnh Xuyên Sơn Giáp nói khẽ. Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đều biết chắc chắn trước đó Xuyên Sơn Giáp đã sai người đi điều tra, cho nên hai người không khỏi căng thẳng. Thậm chí Thanh Ngưu cắn răng truyền âm nói, chủ nhân, cùng lắm thì chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế. Giết chết Xuyên Sơn Giáp rồi chạy trốn. Tên chó má này quá đa nghi, không dễ mua chuộc. Dương Bách Xuyên biết chuyện tộc Linh Dương bị tộc Dã Lang tiêu diệt hoàn toàn là bịa đặt, Xuyên Sơn Giáp sai người đi điều tra thật sự khiến hắn lo lắng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, ai mà ngờ được Xuyên Sơn Giáp lại cảnh giác cao độ như thế. Chờ thêm chút nữa coi sao, vẫn chưa đến lúc trở mặt, để xem Xuyên Sơn Giáp nói thế nào. Dương Bách Xuyên truyền âm bảo Thanh Ngưu bình tĩnh đừng nóng vội. Một lát sau, Xuyên Sơn Giáp thình lình vỗ bàn, đứng lên nói, thật nực cười. Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đều biến sắc, cõi lòng nặng nề, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị chém giết. Ai dè câu nói tiếp theo của Xuyên Sơn Giáp lại là, tộc Dã Lang hoành hành vô đạo, mấy năm nay đã tiêu diệt không ít tộc đàn nhỏ yếu. Dương Đại Vương nén bi thương, thuộc hạ của ta đã điều tra được tộc Linh Dương các ngươi vẫn còn tộc nhân. Sau này ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm tộc nhân. Xuyên Sơn Giáp này thích kết bạn, ta kết bạn với ngươi rồi đấy. Phù, nghe Xuyên Sơn Giáp nói vậy, Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã yên tâm, nhưng đồng thời trong lòng cũng chửi thề, con mẹ nó, suýt phát bệnh tim luôn. Nhưng hắn cũng biết Xuyên Sơn Giáp sai người đi điều tra lai lịch của mình coi như đã qua ải chót lọt. Hắn lại càng không ngờ chuyện tộc Linh Dương bị tộc Dã Lang tiêu diệt mà mình thuận miệng bịa ra lại có thật. Nếu không có thật thì e là lúc này Xuyên Sơn Giáp đã ra tay luôn rồi, rõ ràng là câu chuyện hắn bịa trùng hợp có thật. Nhưng nghĩ kỹ thì dãy núi Vạn Yêu được mệnh danh là vạn tộc yêu chúng, chuyện yêu tộc yếu bị yêu tộc mạnh diệt tộc cũng không có gì lạ, xem như hắn may mắn bịa chuyện lừa được đối phương. Thuộc hạ của Xuyên Sơn Giáp báo cáo hơn 5.000 năm trước, biên giới phía tây dãy núi Vạn Yêu có một ngọn núi nhỏ tên là núi Linh Dương, đối diện núi Linh Dương là cốc Dã Lang. Quả thật núi Linh Dương bị lang tộc ở cốc Dã Lang diệt tộc. Sở dĩ Xuyên Sơn Giáp nghi ngờ, sai thuộc hạ đi điều tra là vì ban đầu Dương Bách Xuyên nói bọn họ từ bên ngoài tới. Mà thành Vạn Yêu có 4 khu nội thành Đông Nam Tây Bắc, đối phương không tới 3 khu khác mà tới thẳng khu Đông Thành khiến Xuyên Sơn Giáp hoài nghi. Mặt khác, theo lời Dương Bách Xuyên thì hắn đã rời khỏi thành Vạn Yêu mấy nghìn năm, vừa mới trở về. Hơn 3.000 năm trước. 4 vị yêu tôn tiêu diệt tộc Long Chủng Thanh Ngưu thành Vạn Yêu đã có chủ nhân mới. 3.000 năm qua, thành Vạn Yêu được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, rất khắt khe với yêu tộc đến từ nơi khác, vì vậy Xuyên Sơn Giáp không thể không cẩn thận. Bây giờ tốt rồi, thuộc hạ điều tra trở về báo cáo kết quả trùng khớp khiến Xuyên Sơn Giáp yên tâm hơn nhiều. Hắn ta vỗ bàn, muốn kết bạn với Dương Bách Xuyên. Xuyên Sơn Giáp cho rằng người mê rượu đều có tính tình thành thật. Và lại đã điều tra được đối phương nói đúng, vậy thì không có vấn đề gì to tát. Nãy giờ hắn ta vẫn luôn kiềm chế cơn thèm rượu, thăm dò Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu,
cuối cùng thì lúc này cũng yên tâm được rồi. Còn một điều khiến Xuyên Sơn Giáp muốn kết bạn với Dương Bách Xuyên, đó là theo như Dương Bách Xuyên nói thì sư phụ của hắn hẳn là một đại yêu vô thượng. Điều quan trọng nhất là hình như hắn biết thuật y đạo. Ở thành Vạn Yêu, thân phận y sư rất được tôn trọng. Sau đó, Xuyên Sơn Giáp cười ha ha nói, hai vị đại vương đừng để bụng nhé, ta là tổng quản của phủ đệ Đông Thành nên phải cẩn thận. Dương Bách Xuyên thầm mắng vô số lần, nhưng vẻ mặt hờ hững, tỏ ra không để bụng chút nào, Xuyên Sơn đại vương khách sáo rồi. Hai vị đại vương, món ăn của các ngươi đến rồi. Đúng lúc này, tiểu nhị của quán bưng đồ ăn lên, đánh tan bầu không khí gượng gạo giữa hai bên. Chẳng mấy chốc món ăn đã đầy bàn. Dương Bách Xuyên biết Xuyên Sơn Giáp đã dần buông lỏng cảnh giác. Là chủ tiệc, hắn ra hiệu cho Thanh Ngưu rót rượu, sau đó nâng ly nói với Xuyên Sơn Giáp, Xuyên Sơn đại vương, ta cũng là người mê rượu, có thể nhìn ra chúng ta là người đồng đạo. Vậy thì trước tiên chúng ta uống một ly rồi trò chuyện được chứ? Được được, Xuyên Sơn Giáp yêu rượu như mạng, cơn thèm rượu đã phát tác từ lâu. Nếu không phải trong lòng nghi ngờ thân phận của Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu, thì hắn ta đã bưng vỏ rượu uống từ lâu rồi. Lúc này nghe thấy Dương Bách Xuyên đề nghị, hắn cầu còn không được. Nhưng sau khi nâng ly, hắn ta không uống ngay. Dương Bách Xuyên cười khẽ, biết là Xuyên Sơn Giáp sợ rượu có vấn đề. Dù sao tu chân giới cũng có nhiều thứ kỳ lạ, bất cứ thứ gì cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hắn bèn bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thanh Ngưu cũng uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp mới đưa ly rượu trong tay cho một tên thuộc hạ. Thuộc hạ uống cạn ly rượu thì lộ vẻ ngất ngây, sau đó gật đầu với Xuyên Sơn Giáp ý nói rượu không có vấn đề gì. Xuyên Sơn Giáp không để ý tới Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu nữa, tiện tay lấy một vò rồi tu ừng ực. Ôi chao, rượu ngon. Rượu này lạ quá, không có linh khí nhưng vào bụng lại nóng âm, dư vị ngọt ngào, quả là rượu ngon. Bản đại vương chưa từng uống loại rượu mạnh nào như thế này, thật tuyệt vời. Xuyên Sơn Giáp tu một hơi hết một vò Mao Đài, nhận xét với vẻ mặt hưởng thụ. Dương Bách Xuyên thầm trợn mắt lẩm bẩm, yêu thú đúng là yêu thú, thật thô lỗ. Người uống Mao Đài của lão tử như vậy thật lãng phí. Trong lòng chửi mắng nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười xòa để tiến hành bước kế tiếp, Xuyên Sơn đại vương nói rất đúng, rượu này tên Mao Đài, là ta. Sư phụ của ta ngao du trần thế lấy được, đây là một trong những loại rượu ngon nhất ở thế giới kia, tuy chỉ là rượu bình thường nhưng là thành phẩm kết tinh của trí tuệ mấy ngàn năm. Uống vào bụng thật sự khiến người ta lưu luyến, rượu này không còn nhiều, hôm nay gặp được Xuyên Sơn đại vương cũng xem như duyên phận. Ta sẽ lấy hàng cất chữ ra uống rượu luận đạo với Xuyên Sơn đại vương. Uống loại rượu này tốt nhất là đừng dùng pháp lực, như vậy mới nếm được tinh hoa của nó. Còn một loại khác tên là ngũ lương dịch cũng tương tự. Dương Bách Xuyên chém gió thành bão, bắt đầu lừa Xuyên Sơn Giáp. Trong lúc nói chuyện, hai hòm rượu đã vào bụng, đương nhiên phần lớn là bị Xuyên Sơn Giáp uống. Vì không dùng pháp lực nên lúc này Xuyên Sơn Giáp cũng mặt đỏ tía sai, đã ngà say rồi. Hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Sau đó, Dương Bách Xuyên lại lấy thêm hai hòm, chẳng mấy chốc Xuyên Sơn Giáp đã uống hết. Sau đó, tên họ Dương nào đó nhìn Xuyên Sơn Giáp mặt đỏ hây hây vì say rượu, thầm cười lạnh trong lòng, uống hai hòm rượu cất giữ của ta, đã đến lúc khiến ngươi thần phục rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Xuyên Sơn Giáp đang bắt đầu lảo đảo, hắn híp mắt bắt đầu lên tiếng lửa gạt với vẻ thần bí đau xót, Xuyên Sơn huynh. Hôm nay ta và huynh ăn ý với nhau, trong tay tiểu đệ còn có một ly rượu cực phẩm, mời Xuyên Sơn huynh nếm thử. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp đã bị miệng lưỡi sắc bén của Dương Bách Xuyên lừa gạt, cộng thêm việc uống rượu không dùng pháp lực nên đã rất tin tưởng Dương Bách Xuyên, nghe thấy Dương Bách Xuyên còn có một ly linh tửu cực phẩm, hắn sáng mắt nói, huynh đệ, mau lấy ra để vi huynh mở mang tầm mắt. Dương Bách Xuyên cười híp mắt phung tay, trên bàn xuất hiện thêm một vò rượu. Thật ra đây là rượu do mấy Thái Châu nữ dùng linh đào luyện chế ở trong không gian càn khôn, nhưng vò rượu này bị hắn thêm một giọt nước sinh mệnh vào bên trong. Chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ đợi thời khắc này mà thôi. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy rượu linh đào ra, hắn còn giả vờ thần bí cảnh giác nói, rượu này. Nói được một nửa thì giống như sợ bị người khác nghe được, hắn dừng lại nhìn về phía Thanh Ngưu nói, Đại Hùng, ngươi ra ngoài trước đi. Thanh Ngưu sững người. Không hiểu chủ nhân nhà mình đang dở trò gì, nhưng lão biết Xuyên Sơn Giáp đã bị chủ nhân lừa gạt,
không hỏi thêm, lão Ngưu xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp đã bị Dương Bách Xuyên gây tò mò, hắn vội vàng nói, người huynh đệ, rốt cuộc là loại rượu ngon gì, mau cho vi huynh mở mang trí óc. Xuyên Sơn Giáp không thể chờ đợi được. Dương Bách Xuyên tay cầm vò rượu, nhìn hai tùy tùng của Xuyên Sơn Giáp với vẻ khó xử, Xuyên Sơn huynh, rượu này không giống bình thường, huynh xem, nói tới đây, hắn lại nhìn hai người kia, ý bảo Xuyên Sơn Giáp đuổi người. Xuyên Sơn Giáp híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên, hắn muốn thử xem có nhìn ra điều gì khác từ trong mắt của Dương Bách Xuyên hay không, nhưng vẻ mặt của Dương Bách Xuyên lại rất nghiêm túc, mặc dù hai mắt hắn mang theo vẻ ngà ngà say nhưng lại rất tỉnh táo, không hề có ý nghĩ mờ ám. Xuyên Sơn Giáp vốn đã bị gợi dậy hứng thú, hắn bèn nghĩ, nơi này là địa bàn của mình, hơn nữa tên thuộc hạ Tôn Vương sơ cấp cũng đã rời đi. Bản thân hắn cũng có thực lực Tôn Vương sơ cấp, Dương Bách Xuyên, chỉ là một tiểu yêu linh dương mà thôi, hắn không sợ Dương Bách Xuyên giở trò lừa bịp. Xuyên Sơn Giáp nhếch miệng cười, hai người các ngươi ra ngoài, ta và Dương huynh có chút chuyện riêng. Dứt lời, Xuyên Sơn Giáp bày ra kết giới. Chuyện này vừa đúng ý của Dương Bách Xuyên, sau khi bày xong kết giới, người bên ngoài không thể nhìn thấy hắn và Xuyên Sơn Giáp. Suýt chút nữa Dương Bách Xuyên đã cười ra tiếng, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ thần bí, chân thành nói với Xuyên Sơn Giáp, huynh thứ lỗi, rượu này là chí bảo mà sư phụ để lại cho ta, uống một chén có thể tăng cả một tầng tu vi, không giấu gì huynh, trước kia tư chất của tiểu đệ quá kém, tu vi cũng không được như bây giờ. Thế nên sư phụ mới nghĩ cách, tốn bao nhiêu tâm huyết mới chế tạo ra được loại rượu này, ta chỉ uống một ly mà tu vi đã tăng đến cấp bậc hiện tại, tiếc là lần đầu tiên thì có hiệu quả nhưng lần thứ hai lại không còn tác dụng gì. Hôm nay ta và Xuyên Sơn huynh lại hết sức ăn ý với nhau, nếu tiểu đệ không chia sẻ rượu này với Xuyên Sơn huynh thì trong lòng ta rất áy náy. Dương Bách Xuyên chém gió nhưng Xuyên Sơn Giáp nghe xong thì hai mắt lấp lánh, trong lòng lại nghĩ, nếu loại rượu này đúng như Dương huynh nói, có thể nâng cao tu vi, vậy thì địa vị của Xuyên Sơn Giáp hắn ở Thành Đông không phải sẽ tiến thêm một bước hay sao? Mặc dù hắn là tổng quản Âu Phủ ở Thành Đông, một trong 9 tổng quản của Hoa Ban Xà, hơn nữa xếp hạng của hắn cũng thuộc hàng thấp, nếu như tu vi tăng thì địa vị của hắn đương nhiên cũng sẽ tăng. Cho nên ngay khi Dương Bách Xuyên nói loại rượu này có thể nâng cao tu vi, hai mắt Xuyên Sơn Giáp đã sáng lên, đợi Dương Bách Xuyên nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào người huynh đệ, Dương huynh, loại rượu này thật sự có thể nâng cao tu vi sao? Vi huynh là Tôn Vương sơ cấp, rượu này cũng có tác dụng với ta sao? Dương Bách Xuyên bày ra vẻ chính trọng nói, sư phụ ta đã nói, loại rượu này có tác dụng với tất cả yêu tu, chỉ cần yêu tộc uống thì tu vi sẽ tăng cao, ta tuyệt đối không lừa gạt Xuyên Sơn huynh, nếu như huynh uống mà tu vi không tăng, vậy thì huynh cứ chặt ta làm đồ ăn lót dạ đi. Ôi, huynh đệ lại nghiêm trọng rồi, vậy thì cho vi huynh nếm thử. Yên tâm, sau này đệ chính là huynh đệ thân thiết của Xuyên Sơn Giáp ta, Thành Vạn Yêu có ta chống lưng cho đệ, chắc chắn sẽ không có ai gây phiền phức cho đệ. Xuyên Sơn Giáp không hề nhìn thấy điểm khác thường nào từ ánh mắt của Dương Bách Xuyên, hắn chỉ nhìn thấy sự trong suốt, vì vậy lập tức tin tưởng. Quan trọng nhất là, Xuyên Sơn Giáp vì muốn tăng cao tu vi mà sinh ra tham vọng, bởi vì hắn đứng chót trong 9 đại tổng quản của Hoa Ban Xà, bị bên trên xem thường, thế nên trong lòng khao khát được nâng cao tu vi, để cho những kẻ xem thường hắn phải mở to mắt mà nhìn. Nhưng cho dù là yêu tộc hay nhân tộc sau khi đạt tới cấp bậc tôn vương, muốn tăng lên một bước cũng là điều hết sức khó khăn, nào có dễ dàng như vậy. Xuyên Sơn Giáp đã dậm chân tại chỗ suốt 500 năm không có tiến bộ, hôm nay đột nhiên nghe được một loại rượu có thể nâng cao tu vi, có thể tưởng tượng hắn hưng phấn cỡ nào. Hắn đã có ý nghĩ sẽ cướp từ trong tay Dương Bách Xuyên, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, ý bảo mau lấy ra cho hắn uống thử. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Xuyên Sơn Giáp thì trong lòng cười thầm, trên mặt hắn lại giả bộ nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí khui vào rượu. Giây tiếp theo, một mùi rượu kỳ dị bay ra. Rượu linh đào vốn là linh quả quý hiếm được Bình Càn Khôn ban cho, sau khi Thái Châu Nữ lấy chúng ủ thành rượu thì càng trở nên tinh túy hơn, cộng thêm Dương Bách Xuyên đã nhỏ vào một giọt nước sinh mệnh, linh khí tinh khiết cường đại và sức sống mãnh liệt hội tụ lại với nhau, sinh ra một mùi hương có sức lôi cuốn kỳ lạ, khiến cho người ta không thể nào chống cự. Ngay khoảnh khắc Dương Bách Xuyên mở vò rượu, mùi hương bay ra, Xuyên Sơn Giáp đã ngây ngất, cuối cùng hắn cũng biết được vì sao Dương Bách Xuyên lại cẩn thận như vậy.
Loại rượu này quả thật là bảo vật nhân gian, chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở ra, hơn nữa yêu lực cũng dục dịch sục sôi, hắn hoàn toàn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Trong lòng Xuyên Sơn Giáp vui sướng, cơ duyên tới rồi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt hây hây đỏ của Xuyên Sơn Giáp thì khóe miệng không kìm được mà cười gian. Hắn giơ tay, cẩn thận rót cho Xuyên Sơn Giáp một ly rượu, sau đó nhanh chóng đậy nắp lại, Xuyên Sơn huynh, không phải là tiểu đệ nhỏ nhen, hiện tại cũng chỉ có thể cho huynh một chén, ta cũng chỉ có mỗi một vò rượu này. Nói tới nói lui nhưng cũng không lấy rượu lại, mà tỏ ý Xuyên Sơn Giáp thưởng thức. Dương Bách Xuyên luyến tiếc vò rượu này là chuyện bình thường trong mắt Xuyên Sơn Giáp. Càng chứng minh vò rượu này không tầm thường, trong lòng Xuyên Sơn Giáp cũng kiên định hơn. Hơn nữa, nhìn Dương Bách Xuyên rót ra chén rượu có màu xanh trong suốt, trông rất đẹp mắt, Xuyên Sơn Giáp cho rằng đây chính là loại rượu quý báu. Nhìn chén rượu trong suốt, Xuyên Sơn Giáp không thể rời mắt được nữa, linh khí cường đại và mùi hương tản ra, hắn trực tiếp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Linh lực khổng lồ bùng lên trong cơ thể. Xuyên Sơn Giáp cảm nhận được bình cản bất động đã lâu, nay lại hơi giãn ra, bên trong vang lên tiếng răng rắc, trong lòng Xuyên Sơn Giáp hết sức vui mừng, hắn biết Dương Bách Xuyên không lừa mình. Đôi mắt rực lửa của hắn dán chặt vào vò rượu trong tay Dương Bách Xuyên, hắn vung tay lên, vò rượu bay vào trong tay hắn, Xuyên Sơn Giáp mở nắp ra sức uống. Hắn nghĩ chỉ một chén rượu đã có khiến cho bình cảnh buông lỏng, nếu như hắn uống cạn một vò, tu vi nhất định sẽ đột phá. Thế nên hắn không thèm để ý tới những lời lúc trước của Dương Bách Xuyên, chỉ cho hắn một chén, Xuyên Sơn Giáp mở vỏ uống cạn sạch. Trong thâm tâm còn đang nghĩ, nếu như Dương Bách Xuyên ngăn cản không cho, hắn cũng không ngại giết chết Dương Bách Xuyên. Nhưng không ngờ, Dương Bách Xuyên lại không hề ngăn cản hắn. Coi như biết điều, Xuyên Sơn Giáp thầm nghĩ. Ngay sau đó, trong cơ thể Xuyên Sơn Giáp vang lên tiếng nổ, hắn cảm nhận được mạch máu như bị thiêu đốt. Người hắn nóng rực tràn đầy thống khổ, nhưng Xuyên Sơn Giáp không chỉ không sợ, ngược lại hắn còn cảm thấy vui sướng, hắn biết huyết mạch của mình đang tiến hóa, tu vi cũng tăng mạnh. Giống. Trong cơn đau đớn, Xuyên Sơn Giáp phát ra một tiếng gầm, may mắn là bên ngoài kết giới không thể nghe thấy. Dương Bách Xuyên ngồi ở đối diện bắt chéo chân, hắn nhìn Xuyên Sơn Giáp cười lớn, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cả vò rượu với nước sinh mệnh đã bị Xuyên Sơn Giáp uống hết. Chứng tỏ cái mạng của Xuyên Sơn Giáp đã nằm trong tay hắn, nước sinh mệnh là chú Cẩn Cô, hắn chính là đường tăng niệm chú. Không qua bao lâu sau, Xuyên Sơn Giáp không gầm lên đau đớn nữa, khí tức tản ra từ trên người hắn còn cường đại hơn cả Thanh Ngưu, từ Tôn Vương sơ cấp tiến hóa tới Tôn Vương trung cấp, kỳ thật ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ tới điều này. Điều này chỉ có thể là do sau khi Bình Càn Khôn được thăng cấp, sức mạnh và tác dụng của nước sinh mệnh cũng được nâng cao. Ban đầu khi thu nhận Thanh Ngưu cũng không tiến hóa lên chút cấp bậc nào, nhiều nhất cũng chỉ từ Tôn Vương sơ cấp tới Tôn Vương đỉnh phong. Nhưng bây giờ nước sinh mệnh lại có thể khiến Xuyên Sơn Giáp từ Tôn Vương sơ cấp nhảy vào tới Tôn Vương trung cấp, nhất định là do sau khi Bình Càn Khôn thăng cấp thì chất lượng nước sinh mệnh cũng tốt hơn. Hao phí tâm tư trên người Xuyên Sơn Giáp như vậy, hôm nay cũng xem như có giá trị, Tôn Vương trung cấp tương đương với Đại Thừa Trung Kỳ của nhân tộc. Dương Bách Xuyên đã đoán trước được sự tham lam của Xuyên Sơn Giáp đối với vỏ rượu nên không hề ngăn cản, còn ước gì hắn ta có thể uống hết. Qua một lúc, khí tức cường đại trên người Xuyên Sơn Giáp mới thu lại, tiến hóa hoàn thành, hắn cười lớn, ha ha ha, bản vương đã bước vào Tôn Vương trung cấp, kể từ hôm nay, ta chính là người đứng đầu chỉ sau Hoa Ban Xà, để xem đám cháu trai kia còn dám cười nhạo bản vương hay không, ha ha ha. Xuyên Sơn Giáp cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại thì cười điên cuồng, hắn say sưa trong mộng đẹp. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại sâu kín nói, cười đủ chưa? Đủ rồi thì bây giờ, bản chủ nhân muốn giao chuyện chính cho ngươi. Xuyên Sơn Giáp nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Dương Bách Xuyên thì mới kịp phản ứng, hắn cảm giác được có gì đó không đúng. Xuyên Sơn Giáp nghe thấy Dương Bách Xuyên xưng là chủ nhân, còn cái gì mà dặn bảo kẻ dưới? Hiện tại chỉ có hai bọn họ. Rõ ràng Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với hắn. Xuyên Sơn Giáp nhíu mày, người đang nói chuyện với bản vương. Dương Bách Xuyên bắt chéo hai chân cười híp mắt nói, uống rượu của ta chính là người của ta, lẽ nào ở đây còn có người thứ hai sao? Lúc này Xuyên Sơn Giáp mới cảm nhận được bất thường, hắn nhìn thấy ý chơi đùa từ trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên, hơn nửa giờ phút này, Xuyên Sơn Giáp đột nhiên cảm thấy,
khi đối mặt với Dương Bách Xuyên hắn lại có loại suy nghĩ muốn quỳ lại. Xuyên Sơn Giáp không nhịn được nói, ngươi giở trò với vỏ rượu kia. Ngươi nói xem, Dương Bách Xuyên cười thích thú. Láo xược, bản vương sẽ nuốt sống ngươi. Xuyên Sơn Giáp giận tím mặt, khí tức quanh thân bùng lên, cái bàn chia năm xẻ bảy, hắn giơ vuốt về phía Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cười nói, quỳ xuống cho bản chủ nhân. Dứt lời, Xuyên Sơn Giáp phát ra tiếng kêu đau đớn, a. À. Bịch. Giây sau, Xuyên Sơn Giáp trực tiếp nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, hắn cảm giác được máu trong cơ thể như lửa đốt, vô cùng đau đớn, giống như đang bị rút cạn, yêu hồn bị cắt đứt thành từng mảnh bởi ngàn con dao. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp vô cùng sợ hãi, ngoài sợ hãi ra, hắn đột nhiên cảm giác, con linh dương trước mặt mình là ma thần tối cao, nắm sự sống chết của hắn trong lòng bàn tay. Chỉ cần một ý nghĩ của hắn cũng có thể khiến mình hồn bay phách lạc, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ rượu kia chắc chắn có vấn đề, nhưng, tất cả đã quá muộn, từ ngay hắn sống hay chết đều nằm trong tay, Dương Bách Xuyên, ở trước mặt này. Hoặc nói đúng hơn, hắn ta căn bản không phải tộc Linh Dương. Quả nhiên hắn nghe được, Dương Bách Xuyên, thờ ơ nói, nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi chết hay sống chỉ trong một suy nghĩ của ta mà thôi, ta có thể ban cho ngươi sức mạnh cường đại, cho ngươi lên thiên đường thì cũng có thể khiến ngươi xuống địa ngục, cho dù ngươi chỉ cần có một tia chống lại chủ nhân, ta đều có thể làm ngươi biến mất ngay lập tức, hiểu không? Trên trán Xuyên Sơn Giáp toát cả mồ hôi lạnh, vẻ mặt hắn đau khổ, hiện tại hắn ta không hề nghi ngờ lời của Dương Bách Xuyên, bởi vì đây là nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Hắn vội vàng quỳ xuống, trên mặt trắng bệch. Run rẩy nói, Xuyên Sơn Giáp bái kiến chủ nhân, tuyệt đối không dám có hài lòng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho chủ nhân, dù cho thịt nát xương tan. Dương Bách Xuyên thản nhiên đáp, đứng dậy đi, nhớ cho kỹ, không có lần sau, nếu còn như vậy, người sẽ hồn bay phách lạc. Vâng vâng vâng, thuộc hạ không dám, chủ nhân cho thuộc hạ thiến hóa huyết mạch nâng cao tu vi, thuộc hạ cảm kích vô cùng. Xuyên Sơn Giáp lập tức nịnh hót. Thật ra, với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn không cần Xuyên Sơn Giáp thề trung thành, bởi vì bắt đầu từ khoảnh khắc uống nước sinh mệnh thì đã trung thành với hắn. Chuyện về sau thì dễ dàng hơn nhiều, Dương Bách Xuyên mang Xuyên Sơn Giáp đi gặp đám người Lục Yên Chi, lúc ra ngoài, hai tên tùy tùng của Xuyên Sơn Giáp nhìn thấy bên trong là một mảnh hỗn độn, nhưng Xuyên Sơn Giáp chỉ thản nhiên nói không sao rồi ra ngoài. Sau khi tới gian phòng gặp Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Trồn Nhi, Dương Bách Xuyên phân phó Xuyên Sơn Giáp, mau chóng giải quyết yêu điệp cho bọn ta, chuyện này không khó với ngươi chứ. Xuyên Sơn Giáp cung kính nói, chủ nhân yên tâm, nếu là tiểu yêu trước kia thì có chút độ khó, nhưng bây giờ chủ nhân đã giúp ta tăng cao tu vi, trong số 9 tổng quản của Hoa Ban Xà, không có ai đạt tới tu vi tôn vương trung cấp, sau này tiểu yêu chính là người đứng đầu ở Hoa Ban Xà, xử lý vài việc cho chủ nhân và chủ mẫu là chuyện nhỏ. Nhưng chắc phải cần 2-3 ngày. Bởi vì sau khi thực lực của tiểu yêu tăng lên chắc chắn sẽ gây ra sóng gió ở thành đông, tu vi thực lực của tiểu yêu tăng cũng đồng nghĩa với quyền lợi cũng sẽ tăng, cần phải bàn giao một số việc, vậy nên xin chủ nhân cho tiểu yêu chút thời gian. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì gật đầu nói, được, ta cho ngươi 3 ngày để giải quyết chuyện yêu điệp, ngoài ta ngươi còn phải tìm cho bọn ta một nơi ở tại thành Vạn Yêu. Không thành vấn đề, không biết chủ nhân muốn ở nơi như thế nào, tiểu yêu lập tức đi tìm kiếm. Bây giờ Xuyên Sơn Giáp rất quy củ, hắn cũng không dám xưng bản vương trước mặt Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn nghĩ, mặc dù bị Dương Bách Xuyên khống chế nhưng chỉ cần hắn không tự tìm chết thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ không giết hắn. Hơn nữa đi theo Dương Bách Xuyên còn có thể thanh lọc huyết mạch, đây là ước mơ của bất cứ yêu tu nào, dù sao thì cũng là chuyện tốt. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều tới chỗ ở, nhưng bây giờ hắn đã thu phục được Xuyên Sơn Giáp, chuyện này cũng tiện hơn nhiều, hắn nghĩ một lúc rồi nói. Địa điểm thì tốt nhất là ở trung tâm của thành Vạn Yêu, nếu là mặt tiền cửa hàng, có sân sau là ổn, bản chủ nhân chuẩn bị mở một phòng khám thú y ở thành Vạn Yêu. Dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy nói thú y thì không phù hợp với Thú Ngũ Hành và Thanh Ngưu, hắn ho khan rồi sửa lời, khụ khụ là yêu y quán, ừ, chính là như vậy. Ở trung tâm thành thì có hơi phiền phức, nhưng chủ nhân yên tâm, tiểu yêu sẽ nghĩ cách sắp xếp. Xuyên Sơn Giáp nghiêm túc ghi nhớ. Hắn cũng không quan tâm tới thú y hay là không thú y trong lời của Dương Bách Xuyên, dù sao thì yêu tộc cũng chính là yêu thú. Sau đó, Dương Bách Xuyên hỏi mấy câu liên quan tới phân bố thế lực ở núi Vạn Yêu,
theo như Xuyên Sơn Giáp nói, thành Vạn Yêu có 4 khu đông, tây, nam, bắc. Đều do thuộc hạ của tứ đại yêu tôn quản lý, 4 yêu tôn này rất ít khi tới thành Vạn Yêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi một khu vực đều có một đại yêu cấp tôn vương trung cấp giống như hoa ban xà tỏa chấn, phía dưới là 9 tổng quản tôn vương sơ cấp, thấp hơn là những yêu binh, yêu tướng có thể so với độ kiếp kỳ của nhân tộc, một thành có khoảng chừng 1 vạn, thế lực của 4 thành cơ bản là giống nhau. Đương nhiên ngoại trừ thế lực của tứ đại yêu tôn, ở thành Vạn Yêu còn có một số chủng tộc có thế lực cường đại, trong đó không thiếu những cao thủ cấp tôn. Cả dãy núi Vạn Yêu này được cho là nơi sinh sống của vạn bộ tộc, có thể xếp trên cái danh yêu tộc đều sẽ có thế lực ở thành Vạn Yêu, đương nhiên vì để trao đổi tài nguyên cần thiết. Hơn nữa, theo như Xuyên Sơn Giáp nói, trong dãy núi Vạn Yêu có không ít yêu vương có thể đạt tới cấp bậc tôn vương, đương nhiên tứ đại yêu tôn đứng đầu ở phía đông, tây, nam, bắc là những kẻ có tu vi cao nhất. Hai người một hỏi một đáp, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có chút hiểu biết về núi Vạn Yêu và thành Vạn Yêu. Sau khi hỏi xong, Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu, người có biết chuyện của tộc Long Trùng Thanh Ngưu ở thành Vạn Yêu vào hơn 3.000 năm trước không? Thanh Ngưu nghe vậy thì cơ thể run lên, lão còn cho là chủ nhân đã quên mất chuyện của gia tộc mình, không ngờ chủ nhân vẫn nhớ, lúc này lão vô cùng cảm động, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Xuyên Sơn Giáp, đợi hắn trả lời. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên vẫn chưa nói với Xuyên Sơn Giáp về thân phận của lão, cũng không nhắc tới chuyện của Thanh Ngưu. Xuyên Sơn Giáp vẫn chưa biết, nghe Dương Bách Xuyên hỏi như vậy, hắn có chút kỳ quái, sau đó mới trả lời, chủ nhân, đây là chuyện cấm kỵ của cả dãy núi Vạn Yêu, sau này những chuyện liên quan tới Long Trùng Thanh Ngưu, ở nơi đông người, chủ nhân vẫn nên ít nhắc tới thì hơn. Năm đó, tứ đại yêu tôn liên hợp với nhau để giết đại tôn Thanh Ngưu, sau đó đã hạ lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được nhắc tới chuyện của tộc Long Trùng Thanh Ngưu, nếu họ biết được thì sẽ bị cả 4 thế lực trị tội. Dương Bách Xuyên cười cười, tỏ ý đã biết, hắn lại hỏi thêm, nghe nói, Thanh Ngưu có một số tộc nhân bị bọn họ giam cầm, vẫn chưa bị giết chết đúng không? Hơn nữa còn liên quan tới bảo tàng kho báu được tộc Thanh Ngưu tích lũy nhiều đời, chuyện này là thật hay giả vậy? Sơn Xuyên Giáp giật mình, hắn ta biết Dương Bách Xuyên đến đây có mục đích riêng, nhưng không ngờ lại là bảo vật của Long Trùng Thanh Ngưu. Đây là việc rất cơ mật, nhưng hắn ta đã từng nghe nói đến. Hiện giờ Dương Bách Xuyên là chủ nhân của Xuyên Sơn Giáp, nếu đã nhắc đến thì phải nên trả lời, Xuyên Sơn Giáp trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng, chủ nhân, cụ thể là thật hay giả ta cũng không biết, bởi vì ta còn chưa tiếp xúc đến cấp bậc này. Nhưng mà liên quan đến bảo vật của tộc Thanh Ngưu, thật ra năm đó có một vài lời đồn, tiểu yêu từng vô ý nghe thấy hoa ban xả lỡ miệng nói gì mà mấy tộc lão của tộc Thanh Ngưu giữ cũng vô dụng, dù sao cũng không mở được bảo vật gì đó. Còn có những người bị giam giữ dưới lòng đất trong trung tâm Vạn Yêu Thành cũng nghe đồn rằng dưới lòng đất trung tâm Vạn Yêu Thành chính là nơi cất bảo vật của tộc Thanh Ngư, chẳng qua tứ đại yêu tôn vẫn chưa mở ra. Xuyên Sơn Giáp dừng một chút, nhìn Dương Bách Xuyên cẩn thận nói, chủ nhân, người nhất định đừng nghĩ đến bảo vật của tộc Thanh Ngư nữa, tiểu yêu nghe nói chiến tướng mạnh nhất dưới trướng tứ đại yêu tôn, tu vi thâm sâu, hơn nữa còn có 4.000 yêu binh tinh nhuệ. Những người không sợ chết muốn đi nhìn trộm bảo vật của tộc Thanh Ngưu đều bị giết chết. Hơn nữa nghe nói có một lần có cao thủ ngoại giới đến, thực lực không hề thua kém tứ đại yêu tôn, nhưng cũng bị tứ đại yêu tôn phát hiện rồi giết chết. Ở đó có một truyền tống trận, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, tứ đại yêu tôn sẽ xuất hiện ngay lập tức, cho nên muốn động vào bảo vật của tộc Thanh Ngưu khó như lên trời vậy. Dương Bách Xuyên biết Xuyên Sơn Giáp có ý tốt, nhưng hắn cũng chỉ thăm dò trước. Cho dù muốn động thủ cũng phải có kế hoạch chu toàn, đương nhiên sẽ không tự tiện hành động. Hơn nữa tứ đại yêu tôn sẽ xuất hiện trong chớp mắt, chỉ với điểm này, hắn cũng sẽ không lộn xộn, trừ phi có ngày có thực lực và thế lực có thể chống lại tứ đại yêu tôn. Hai mắt Thanh Ngưu đỏ bừng, hắn ta nghe tin tộc nhân còn sống, cảm xúc hơi kích động. Dương Bách Xuyên sợ Thanh Ngưu không nhịn được nói ra lời gì không nên nói sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, mới nói với Sơn Xuyên Giáp, hôm nay đến đây thôi. Ngươi mau đi xử lý công việc đi, ta chờ tin tốt của ngươi. Vâng, chủ nhân, tiểu yêu cáo lui. Đợi sau khi Xuyên Sơn Giáp rời đi, Thanh Ngưu mới nói, xin chủ nhân nhất định phải nghĩ cách cứu tộc nhân của ta. Ta đã nói rồi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp, nhưng ngươi cũng nghe Xuyên Sơn Giáp nói rồi đó, trước khi có kế hoạch chu toàn, đầy đủ thực lực và thế lực, chúng ta không thể làm loạn. Bây giờ chúng ta phải thâm nhập vào Vạn Yêu Thành.
tích lũy sức mạnh và phát triển sức mạnh của mình, khi có sức mạnh, sẽ đến lúc chúng ta cứu tộc nhân của ngươi. Dương Bách Xuyên nói với Thanh Ngưu. Thanh Ngưu cũng biết những gì con Xuyên Sơn Giáp và Dương Bách Xuyên nói là sự thật, nhưng khi nghĩ đến sức mạnh và thế lực đáng sợ của Tứ Đại Yêu Tôn, bất lực thở dài nói, muốn tích lũy thế lực có thể chống lại Tứ Đại Yêu Tôn, nói thì dễ làm mới khó. Ngũ Hành Thú cũng dội một gáo nước lạnh nói, đúng đúng, đợi đến lúc chủ nhân tích lũy đủ sức mạnh và thế lực, hoa cũng tàn rồi. Thanh Ngưu trừng mắt, Ngũ Hành Thú rụt cổ lại, không nói nữa. Dương Bách Xuyên cười khúc khích nói, người khác thì gần như không thể, nhưng ta là chủ nhân của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi quên chủ nhân đã thu phục các ngươi thế nào rồi sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Ngũ Hành Thú và Thanh Ngưu đều sáng lên. Đúng vậy, chủ nhân có nước sinh mệnh, khống chế yêu thú bậc cao dễ như trở bàn tay, chúng ta không phải chính là một ví dụ sao? Ngũ Hành Thú nói. Thanh Ngưu cũng háo hức nói, vậy chủ nhân, người có kế hoạch gì không? Dương Bách Xuyên kiêu ngạo nói, đây chính là lý do tại sao ta nhờ Xuyên Sơn Giáp tìm một nơi ở trên đường để mở y quán. Hãy nghĩ xem, với y thuật của ta, chỉ cần mở y quá, không phải yêu sẽ đến như nước sao? Chỉ cần chủ nhân ta động tay trong lúc xem bệnh, cho nước sinh mệnh vào trong nước thuốc, thần không biết quỷ không hay, yêu thú ăn vào đều trở thành đàn em của ta. Đương nhiên, nước sinh mệnh vô cùng quý giá, không nên lạm dụng, nhất định phải tìm được những con quái vật lớn có tu vi cao, nếu tích lũy thứ này hàng chục, hàng trăm năm, những đại yêu kia yếu lắm cũng là cấp bậc tôn vương, thậm chí là một yêu vương trên đỉnh núi, chẳng phải thế lực của chúng ta sẽ mở rộng hơn sao? Không chỉ vậy, khi thời cơ đến, chúng ta có thể từ từ thu phục thuộc hạ của tứ đại yêu tôn, nếu mọi chuyện suôn sẻ, nói không chừng chúng ta có thể thu phục được một trong tứ đại yêu tôn. Đến lúc đó, giải cứu tộc Thanh Ngưu còn là vấn đề sao? Chủ nhân chính là chủ nhân, thật sự rất cao tay, bổn vương bội phục. Ngũ Hành Thú luôn nịnh nọt Dương Bách Xuyên, hiện tại Dương Bách Xuyên có Thanh Ngưu bên cạnh, Ngũ Hành Thú tu vi không bằng Thanh Ngưu, cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa. Ngoài ra, hôm nay đã khuất phục được một Xuyên Sơn Giáp mạnh hơn, Ngũ Hành Thú cảm thấy địa vị của nó bị đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, hắn ta quyết định rằng cách duy nhất để duy trì cảm giác hiện diện bên cạnh chủ nhân là tâng bốc chủ nhân, nếu không, khi chủ nhân thực hiện kế hoạch của mình, hắn sẽ thu phục ngày càng nhiều quái vật và trở nên mạnh mẽ hơn, đây không phải là điều mà Ngũ Hành Thú muốn thấy. Thanh Ngưu chỉ đơn giản quỳ xuống và nói, cảm ơn chủ nhân đã lo nghĩ, Thanh Ngưu nguyện vì chủ nhân mà không ngại máu chảy đầu rơi, suốt đời trung thành. Bớt nịnh nọt, có nước sinh mệnh của chủ nhân khống chế ngươi rồi. Ngươi thử không trung thành xem, Ngũ Hành Thú thấp giọng lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên đương nhiên nghe được Ngũ Hành Thú chửi rủa, nhưng cũng không ngăn cản, dù là yêu thú hắn đã thu phục, sau này cũng phải để cho bọn họ tự mình phát triển, chỉ có cạnh tranh thì thực lực của họ mới trở nên mạnh mẽ hơn. Mà đối với lời nói của Thanh Ngưu, Dương Bách Xuyên cũng biết Thanh Ngưu là biết ơn từ tận đáy lòng, bởi vì Thanh Ngưu quan tâm tộc nhân của mình nhất, nếu kế hoạch lần này của hắn thành công, tộc nhân của Thanh Ngưu sẽ được cứu. Hắn mỉm cười nói, đứng lên đi. Dù vậy, chúng ta vẫn cần phải đoàn kết và làm việc cùng nhau. Hơn nữa, chuyện này phải được giữ bí mật. Sau này chúng ta phải hết sức thận trọng, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ chết không chỗ chôn, các ngươi phải nhớ kỹ. Nhất định ghi nhớ lời của chủ nhân. Thời gian tiếp theo chỉ cần ở Tửu Lâu chờ đợi tin tức của Xuyên Sơn Giáp. Ban đầu dự kiến là 3 ngày, nhưng chỉ mới qua 2 ngày. Xuyên Sơn Giáp đã đến đúng như mong đợi, mang yêu điệp đến cho mọi người. Ai cũng có, yêu điệp của Dương Bách Xuyên là tộc Linh Dương, tên là Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi cũng là tộc Linh Dương, tên là Yên Chi, chỉ bỏ bớt họ. Sau đó là Thanh Ngưu tên là Đại Hùng, dùng huyễn yêu thạch để bắt chước khí tức của cẩu hùng yêu. Ngũ Hành Thú, Điêu Nhân, Đả Tiên Thạch đều dùng thân phận thật, không có gì đáng lo ngại. Một khi có được yêu điệp là có thể yên tâm sinh sống ở Vạn Yêu Thành, đồng thời có thể tự do đi lại mà không sợ bị bốn thế lực lớn thẩm vấn, ra vào thành cũng dễ dàng hơn. Ngoại trừ yêu điệp, Xuyên Sơn Giáp còn mang theo khế ước nhà, không hề khiến Dương Bách Xuyên thất vọng, mua một khu nhà mặt phố ở trung tâm Vạn Yêu Thành, nơi bốn thế lực lớn hội tụ. Phía trước có một cửa hàng, phía sau có một khoảng sân rộng như sân bóng rổ, ba mặt có gác xếp ba tầng. Khi Xuyên Sơn Giáp cho Dương Bách Xuyên xem, hắn rất hài lòng. Hắn khen ngợi Xuyên Sơn Giáp một trận. Nhưng Xuyên Sơn Giáp lại nói,
đây đều là nên làm mà thôi, chủ nhân có ơn với ta, tu vi của tiểu yêu chỉ mới đạt tới tôn vương trung cấp, hoa ban xà đã cho tiểu yêu đứng đầu chín tổng quản, quyền lực tuyệt đối, làm chút chuyện nhỏ cho chủ nhân có gì đâu chứ. Tốt lắm, lão giáp, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là lão giáp. Ngươi đừng tự xưng tiểu yêu nữa, cứ tự nhiên đi, ta rất dễ chịu. Dương Dương vỗ vỗ con Xuyên Sơn Giáp nói. Xuyên Sơn Giáp lập tức vui mừng khôn xiết, hắn ta biết từ giờ phút này trở đi, chủ nhân Dương Bách Xuyên đã coi hắn ta như người của mình. Vâng, vâng, nhưng đây đều là bổn phận của thuộc hạ, chỉ cần chủ nhân hài lòng là được. Thuộc hạ giúp chủ nhân phân ưu, đây là phúc khí của thuộc hạ. Xuyên Sơn Giáp lăn lộn ở Vạn Yêu Thành này, đương nhiên rất giỏi nịnh nọt. Tuy nhiên, sự nịnh nọt của con Xuyên Sơn Giáp đã khiến cả Ngũ Hành Thú và Thanh Ngưu đều phải trừng mắt, tên này là người mới, không hiểu quy tắc, đây không phải là cướp ánh đèn sân khấu của bọn họ sao? Dương Bách Xuyên bật cười, rất vui vẻ, xua tay, thưởng cho Xuyên Sơn Giáp một vò rượu đào, nói, lần này ngươi làm rất tốt, đây là ban thưởng cho ngươi, tuy không có hiệu quả như lần trước, nhưng cũng có ích với tu vi của ngươi. Xuyên Sơn Giáp vui mừng nhanh chóng nhận lấy rượu đào quỳ xuống. Dương Bách Xuyên cười, được rồi, không cần phải quỳ xuống. Hãy làm tốt công việc của mình, sẽ không thiếu phần của ngươi, sau này cũng không cần quỳ hành lễ với ta. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng, sau này ta sẽ cố gắng hết sức vì chủ nhân. Xuyên Sơn Giáp biết đây là chủ nhân ban ân cho hắn ta không cần phải quỳ xuống, tương đương với đãi ngộ của Thanh Ngưu và Ngũ Hành Thú. Thu phục được một Xuyên Sơn Giáp tương đương với việc Dương Bách Xuyên có thêm một cặp mắt ở thành Vạn Yêu. Làm việc gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Mà bước tiếp theo là chuẩn bị cho việc khai trương yêu y quán, việc chuẩn bị một số vật dụng cần thiết đều đã giao Xuyên Sơn Giáp đi làm, cũng không có gì cần thiết lắm, chỉ là cải tạo lại phòng bắt mạch và đưa vào một số linh dược thường dùng thôi. 3 ngày sau, Xuyên Sơn Giáp đã chuẩn bị xong mọi chuyện, hiệu suất làm việc của hắn ta rất tốt, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Mặc dù y quán chỉ là một gian phòng nhưng nó cũng đủ lớn. Với diện tích khoảng 200 mét vuông, nơi đây là được chia thành 2 gian phòng theo yêu cầu của Dương Bách Xuyên, làm vậy là để thuận tiện sử dụng cho việc thu phục yêu thú. Ban đầu, Dương Bách Xuyên đã còn định tự mình nghĩ cách đi tìm những linh dược cần thiết, nhưng nếu không thể thì hắn sẽ lấy linh dược được trồng từ linh dược viên trong không gian bình càn khôn để sử dụng trước cũng được. Nhưng hắn không ngờ Xuyên Sơn Giáp đã chuẩn bị đầy đủ cho hắn. Điều này thực sự khiến Dương Bách Xuyên phải nhìn lại cách Xuyên Sơn Giáp làm việc bằng cặp mắt khác xưa, giống như một người quản lý phải nhìn chu toàn mọi mặt của công việc và xem xét một cách toàn diện. Không ngờ, những thứ y quán cần sử dụng đều có đủ, đúng là quá tươm tất, chu toàn. Từng hàng linh dược được bày ngăn nắp trên giá, rất nhiều linh dược các loại, trong số đó có cả linh dược thượng phẩm đã tồn tại hàng vạn năm. Sau khi đến tham quan, Dương Bách Xuyên nhìn Xuyên Sơn Giáp và nói, lão Giáp, người có tâm quá, ta rất hài lòng. Xuyên Sơn Giáp không tiếc công sức, thậm chí còn cống hiến tất cả tài sản riêng tích lũy của mình vào y dược quán của Dương Bách Xuyên, chính là để có được một câu khẳng định này từ chủ nhân Dương Bách Xuyên. Lúc hắn ta nghe được câu nói ngắn ngủi của Dương Bách Xuyên, Xuyên Sơn Giáp biết mình đã lấy lòng thành công rồi. Hắn ta vội vàng khiêm tốn nói, việc chia sẻ phiền muộn của chủ nhân là bổn phận của thuộc hạ, chủ nhân, người xem thử còn cần mua thêm gì nữa không? Không cần đâu, đã đủ rồi. Dương Bách Xuyên cười nói. Vậy có phải là nên lựa chọn một ngày tốt để khai trương rồi không? Để thuộc hạ đi chuẩn bị, Xuyên Sơn Giáp thật sự rất giỏi về mặt làm việc. Hắn ta đã nghiên cứu một số thói quen làm việc của loài người và biết là nên chọn một ngày tốt để việc khai trương. Bỏ đi, giảm bớt mấy việc rườm rà đó đi. Người đã làm mọi việc rất chu toàn rồi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ xem như hôm nay là ngày mở cửa bắt mạch đi. Chỉ là vẫn còn thiếu một tấm biển và 2 câu đối, người đi tìm nguyên liệu, Dương Bách Xuyên ngẫm lại, hay là nên treo thêm một tấm biển và câu đối gì đó cho ra dáng y quán. Xuyên Sơn Giáp kho người nói, chủ nhân, người chờ một lát, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, Xuyên Sơn Giáp đã trở lại, hắn ta vung tay lên, một gốc cây gỗ lim có đường kính khoảng 1 mét xuất hiện, khúc này đủ để làm tấm biển và câu đối rồi. Sau khi hỏi thăm Xuyên Sơn Giáp về chữ nghĩa của yêu tộc, Dương Bách Xuyên đã tự mình ra tay, hắn khắc lên trên tấm biển 5 chữ lớn là yêu y quán Vân Môn. Tiếp theo là câu đối, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ một lúc rồi viết, trên chữ thần thú, dưới chữ cỏ cây.
theo hắn tính toán thì 8 chữ này cũng đủ bao quát hết thảy yêu tu, có thể nói là khí thế rất lớn. Nhưng Dương Bách Xuyên quả thật rất tự tin, thứ nhất, hắn có bí thuật y học tối cao cấp bậc thế gian là thần ma y điển, thứ hai, nếu chỉ để chữa trị cho yêu tộc, cho dù y thuật không trội bằng thì đến lúc đó có thể dùng nước sinh mệnh sẽ giải quyết, không có bệnh tật nào của yêu tộc mà một giọt nước sinh mệnh không giải quyết được, nếu một giọt không có tác dụng thì hai giọt. Cho nên, Dương Mỗ đã tự tin khắc lên khẩu hiệu, trên có thể chữa thần thú, dưới có thể chữa cỏ cây, tuy là khí thế hùng hồn nhưng hắn có đủ tự tin và mánh khóe để làm được điều này. Đương nhiên, thần thú là một loài khan hiếm, toàn bộ Thái Hoang e là cũng tìm không ra con thứ hai, con thứ nhất là ấu thú kỳ lân, mà hiện tại đã thuộc về Dương Mỗ rồi. Có thể chữa khỏi cho cả thần thú thì còn bệnh gì mà không chữa được chứ? Mặt khác, hắn không lựa chọn việc khai trương rầm rộ, mà thực ra Dương Bách Xuyên khiêm tốn là vì muốn âm thầm kiếm bộn tiền. Mục đích của việc mở y quán này, ngoài việc kiếm tiền thì quan trọng nhất vẫn là tập trung vào việc tìm kiếm những yêu tu thích hợp để hắn thu phục, chủ yếu để tích lũy thế lực cho mình để dùng. Kể từ giờ khắc này, hắn chính thức thực hiện mục tiêu thành lập một thế lực tương đương với sự tồn tại của cửu đại thánh địa của tu chân giới, thậm chí vượt qua cả cửu đại thánh địa. Tuy nhiên, trong 3 ngày liên tiếp, không hề có một yêu thú nào thật sự đến yêu y quán xem bệnh, vô cùng vắng vẻ. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu tự hỏi có phải do mình khiêm tốn hơi quá rồi không? Không khai trương rầm rộ, cho nên yêu thú trong thành vạn yêu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại y quán ư. Nhưng nói như vậy cũng không đúng, bởi vì vị trí ở đây cũng là vị trí đắc địa trong thành vạn yêu rồi, còn nằm ở trung tâm thành vạn yêu. Mà thực ra, 3 ngày qua, có rất nhiều yêu thú đi ngang qua đoạn đường này đã nhìn thấy yêu y quán vân môn của hắn, thế nhưng không có yêu thú thật sự nào đi vào khám bệnh. Thú ngũ hành, thanh ngưu, lục yên chi, chồn nhỏ, đá đà tiên đều đóng vai trò là nhân viên của yên y quán, bọn họ sẵn sàng làm trợ thủ đắc lực cho Dương Bách Xuyên. Các kệ hàng đã được chuẩn bị đầy đủ và chỉ chờ khách hàng nườm nượp kéo đến. Kết quả là trước của bầy rất nhiều nước trà mã long, trong cửa tiệm thì vắng vẻ đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Thú ngũ hành đang ngồi xổm ở cửa làm nhiệm vụ bảo vệ, cũng ngoảnh lại chán nản nói, chủ nhân, người nói xem, có phải toàn bộ đám yêu thú trong thành vạn yêu không có ai bị bệnh không? Yêu y quán này của người xem như đã mở cửa công khai rồi. Cũng đã 3 ngày trôi qua nhưng không có một yêu thú nào đến xem bệnh cả. Dương Bách Xuyên nghe thấy thú ngũ hành thú dội gáo nước lạnh lên đầu mình, hắn tức giận đến mức muốn đánh người. Tên này không cần phải nhắc đến nỗi đau của người khác như thế chứ, rất đáng ghét. May mắn thay, Thanh Nghiêu trừng mắt nói, tiểu ngũ, ngươi đừng nói nhảm ngang ngược nữa, chỉ cần trên thế gian này có máu thịt, thậm chí là những sinh linh có bản thể thì đều sẽ sinh bệnh. Điểm khác biệt có thể là sinh linh tu luyện bị bệnh khác với người phàm, bệnh của yêu tu đương nhiên không phải là bệnh bình thường, cần có y sư mới có thể chữa được. Hơn nữa, theo ta được biết, mặc dù dãy núi vạn yêu có sản vật phong phú, thiên tài địa bảo ở khắp mọi nơi, nhưng thiên tài địa bảo thượng thừa thông thường đều sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt, một là nơi có khí độc bảo vệ, hai là nơi có hung thú cực kỳ lợi bảo vệ. Nếu muốn có được một món đồ nào đó, thông thường phải trả một cái giá rất đắt. Vì vậy không thể tránh khỏi việc bị thương hay trúng độc gì đó. Và lại, trước kia yêu tộc thường xuyên bùng phát chiến tranh bởi vì tranh giành lãnh thổ, cho nên bị thương cũng là chuyện bình thường. Nếu bọn họ bị thương quá nặng thì không thể tự hồi phục bằng pháp lực của chính mình, rất cần phải chữa trị, dù sao yêu tộc lại yếu thế về mặt y đạo, bọn họ rất cần y sư am hiểu y đạo, nhưng đáng tiếc là yêu tộc hoàn toàn không có y sư. Điều này dẫn đến việc không biết bao nhiêu yêu tộc luôn phớt lờ chuyện này. Có thể khỏi thì tốt mà không được thì tự sinh tự diệt, không giống như các tu sĩ nhân tộc, nếu bị thương hay trúng độc gì đó thì bọn họ còn biết đi tìm y sư trước tiên. Cho nên y sư là một ngành nghề vô cùng hiếm có đối với yêu tộc. Về phần chúng ta mở cửa 3 ngày mà không có ai vào, ta cảm thấy không biết có phải là do hai câu đối của chủ nhân có hơi phóng đại quá không, trên chữ thần thú câu này có hơi khoác lác đối với yêu tu. E hèm, chủ nhân à. Thực ra ta chỉ nói sự thật thôi. Thanh Nghiêu thấy sắc mặt Dương Dương không tốt, vội vàng dừng lại, không dám nói tiếp. Lúc này, Lục Yên Chi nói, Dương đại ca, huynh đừng lo lắng, chúng ta là tu sĩ, thời gian đối với tu sĩ là thứ không đáng giá nhất, đừng nói là 3 ngày, thậm chí là 300 năm cũng không tính là gì, ta cảm thấy muốn làm được một chuyện gì đó đều cần có thời gian tích lũy và phải kiên trì. Thực ra,
hai ngày nay ta cũng đã quan sát rồi, quả thực yêu tu đều trong trạng thái trông chờ, có lẽ bọn họ cho rằng câu đối của Dương đại ca huynh có khẩu khí quá lớn, bọn họ đích thật đang nghi ngờ chúng ta quá khoác lác. Nhưng cũng vì câu đối này, mà ba ngày qua, các tu sĩ trong thành Vạn Yêu đều đang bàn luận về y quán của chúng ta, vô hình chung coi như là chúng ta đang làm công tác tuyên truyền. Có hàng triệu yêu tu trong thành Vạn Yêu, rất nhiều, mà nhờ bọn họ cũng coi như là một truyền 10, 10 truyền 100. Sau khi y quán được tuyên truyền, đương nhiên sẽ có yêu thú đến tìm chúng ta với thái độ muốn thử nghiệm xem thế nào, đến lúc đó, với kỹ năng y đạo của Dương đại ca sẽ cứu chữa được mấy yêu tu, nhờ vậy thì dĩ nhiên y quán của chúng ta sẽ có yêu thú đến khám bệnh. Ta cảm thấy chủ mẫu nói hoàn toàn chính xác, ta vô cùng tán thành. Đá Đà Tiên vẫn luôn khá im lặng, hãy giờ thì lại là người đầu tiên mở miệng nịnh bợ Lục Yên Chi. Đúng đúng đúng, bản vương cũng tán thành với cao kiến của chủ mẫu, thú ngũ hành cũng không hề từ bỏ cơ hội nịnh bợ này. Dương Bách Xuyên không khỏi gật đầu lia lịa khi nghe thấy Lục Yên Chi nói vậy, hắn cũng biết mình có hơi nóng vội quá rồi, sau khi nghe Lục Yên Chi phân tích xong, phiền muộn trong lòng hắn đã tiêu tan, hắn cười ha ha ôm lấy Lục Yên Chi rồi hôn một cái. Nhìn Yên Chi của ta lợi hại chưa kìa, tràn đầy năng lượng tích cực, tiểu ngũ, con mẹ nó, ngươi dám dội gáo nước lạnh lên đầu bổn chủ nhân, ta sẽ đánh giết ngươi. Khuôn mặt của Lục Yên Chi đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu xuống vì hành động trêu ghẹo của Dương Mỗ. Giọng nói Lục Yên Chi như mũi kêu, Dương đại ca, không thèm quan tâm huynh. Ha ha, đến tối chúng ta lại để ý đến nhau, da mặt của Dương Bách Xuyên bây giờ càng lúc càng dày. Còn Thanh Ngưu cùng thú ngũ hành và đá Đà Tiên thì vội vàng quay đầu lại, sau khi ở bên cạnh Dương Bách Xuyên một thời gian dài, bọn họ cũng biết cái tính phong lưu của chủ nhân, nên thấy chuyện này cũng bình thường. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói oang oang, trên chữ thần thú, dưới chữ cỏ cây ư. Đúng là khẩu khí lớn thật đấy, hôm nay bổn đại vương muốn đến đây trải nghiệm một chút xem thế nào, có phải là một tên lừa gạt không? Tiếng nói vừa dứt, một đại hán người cao 3 mét bước vào. Từng sợi tóc trên đầu lại vô cùng có cá tính, dài bằng một ngón tay, rất thô, từng sợi dựng ngược lên. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn, lẩm bẩm nói, yêu y quán Vân Môn hôm nay khai trương rồi. Đại hán bước vào vô cùng thô lỗ, nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại là yêu thú bệnh hoạn, từ khí tức có thể cảm nhận được người vạm vỡ này hóa hình yêu quái hơi giống khí tức Thanh Ngưu mô phỏng ra. Thanh Ngưu vì che giấu huyết thống long trùng Thanh Ngưu của bản thể. Dùng đá huyễn yêu mô phỏng ra khí thức của gấu chó yêu. Cho nên Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với khí thức trên người của đại hán, không phải gấu chó yêu, thì cũng có liên quan tới hùng tộc. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, đại hán yêu tộc có khí thức liên quan tới hùng yêu này là một yêu thú tu vi cấp bậc tôn vương, tương đương với Thanh Ngưu, mang lại một cảm giác như tháp sắt cho người ta, rất mạnh mẽ. Mọi người đều không ngờ tới yêu y quán Vân Môn 3 ngày không có một yêu tộc vào khám bệnh. Ba ngày sau lại có một yêu thú cấp bậc tôn vương sơ kỳ bước vào. Hơi nằm ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa nghe lời nói của đại hán này hình như là tới gây sự phá quán, người đến không có ý tốt. Có điều cũng không lo lắng, dù sao ở yêu y quán, Thanh Ngưu cũng là cao thủ cấp bậc tôn vương, chủ nhân như Dương Bách Xuyên càng không phải người lương thiện. Dương Bách Xuyên híp mắt, ngồi yên không động đậy, ra hiệu cho thú ngũ hành và Thanh Ngưu chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đại hán như gấu này dám lỗ mãng thì đừng khách sáo, đánh trước rồi nói sau. Mở tiệm làm ăn ở đâu cũng sẽ không thiếu giai đoạn bị người kiếm chuyện, điểm này Dương Bách Xuyên đã biết từ lâu, cho dù là tu chân giới hay là thế tục giới đều như vậy. Chỗ khác nhau là phải xem thủ đoạn giải quyết của ngươi. Đại hán đến đây đơn giản chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, hắn ta thật sự đến khám bệnh, điều Dương Bách Xuyên phải làm chính là chữa khỏi bệnh của đại hán, khiến hắn ta cảm kích. Sau đó truyền danh tiếng tốt ra ngoài cho hắn. Thứ hai, chính là đến kiếm chuyện, giải quyết không khác mấy điều thứ nhất, dù sao nếu là kiếm chuyện thì đúng lúc lập uy, để yêu tộc khác biết yêu y quán Vân Môn không dễ chọc. Hai loại Dương Bách Xuyên đều phải tiếp lấy. Đợi đại hán bước vào đại sảnh, Thanh Ngưu đứng dậy, đại vương này đến đây khám bệnh sao? Trong lúc nói, Thanh Ngưu đã phóng thích ra khí tức cấp bậc tôn vương của nó, coi như là một cảnh cáo đối với đại hán này. Đừng làm càn ở yêu y quán. Sau khi cảm nhận được khí tức Thanh Ngưu phóng thích ra, ánh mắt đại hán chợt co lại, rõ ràng không ngờ tới y quán có khí thế cuồng ngạo tới mức muốn lên trời này lại có một tồn tại ngang với tu vi của hắn ta. Khí tức hống hách cả người hắn ta không khỏi yếu đi mấy phần,
hắn ta nhìn Thanh Ngưu nói, tất nhiên là đến khám bệnh, chứ không lẽ ta đến y quán nhà ngươi ăn lót dạ à? Lời nói rất thái độ. Điều này khiến lỗ mũi Thanh Ngưu bắt đầu bốc khói rồi, không khỏi muốn ra tay, nhưng chủ nhân Dương Bách Xuyên chưa nói gì, nó cũng chỉ đành nhìn. Thanh Ngưu còn chưa kịp nói chuyện, ngay sau đó đại hán đã nói, ngươi chính là y sư. Ta không phải y sư, ta là người làm thuê của y quán, chủ nhân ta chính là y sư, khám bệnh thì qua bên kia. Thanh Ngưu chỉ vào Dương Bách Xuyên đang ngồi ở đại sảnh chính đường, ra hiệu cho đại hán đi tìm Dương Bách Xuyên. Đại hán cau mày nhìn Dương Bách Xuyên, nghi hoặc đi về phía Dương Bách Xuyên. Trong mắt hắn ta, khí tức tu vi của Dương Bách Xuyên chỉ là một tiểu yêu vương thôi, không ngờ lại là y sư. Nhìn Dương Bách Xuyên, đại hán nói, ngươi chính là y sư của y quán này ư? Dương Bách Xuyên không ngẩng đầu lên, dựa trên ghế bành, thản nhiên nói, phải. Chỉ nói một chữ, rất ra vẻ, nhưng hắn đang cố ý làm vậy, bởi vì sự hống hách của đại hán không đáng để Dương Bách Xuyên đối xử nghiêm túc. Câu đối ở y quán của ngươi viết là, trên chữa thần thú, dưới chữa cỏ cây, cũng tức là nói cái gì ngươi cũng có thể chữa khỏi sao? Đại hán hỏi. Phải, Dương Bách Xuyên lại phun ra một chữ nữa. Đại hán lạnh lùng cười nói, nếu như không chữa khỏi thì sao? Bổn đại vương giết ngươi, giữ yêu y quán này của ngươi. Lúc này Dương Mẫu nhếch miệng cười, cuối cùng cũng giống như đã tỉnh ngủ, mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm đại hán rồi cười híp mắt, nói, nếu như ta chữa khỏi thì sao? Đại hán rõ ràng là người thẳng tính, không hề nghĩ ngợi nói, nếu như chữa khỏi thì cho ngươi tùy ý quyết định. Nói lời có giữ lời không? Dương Bách Xuyên cười nói. Đã nghe đến danh tiếng hùng bất nhị của bổn đại vương ở thành Vạn Yêu chưa? Ta không dám nói nhất ngôn cửu đỉnh nhưng cũng là người tuân thủ lời hứa, sao có thể nói mà không giữ lời. Đại hán báo ra cái tên hùng bất nhị của mình. Dương Bách Xuyên cười híp mắt nói, có dám thể không? Hùng bất nhị cười ha ha rồi nói, có gì không dám? Có điều, vấn đề quan trọng là y thuật của tiểu yêu quái như ngươi có ổn hay không, những chuyện khác thì dễ nói thôi. Bổn đại vương thề cái gì cũng được, nhưng chỉ có một điều, đó chính là ngươi phải chữa khỏi cho bổn đại vương. Nếu như không chữa khỏi, ha ha, ngươi không gánh vác nổi hậu quả đâu. Hùng bất nhị hoàn toàn không hỏi Dương Bách Xuyên có điều kiện gì, trọng điểm chỉ có một là chữa khỏi bệnh của hắn ta, nếu như không chữa khỏi thì khó mà nói trước được. Lúc này, bên ngoài yêu y quán Vân Môn đã xuất hiện rất nhiều yêu thú vây xem náo nhiệt, điểm này giống như nhân tộc, yêu thú cũng không thiếu lòng hóng hớt. Dương Bách Xuyên nghe thấy có yêu thú đến xem náo nhiệt đang bàn tán nói, có náo nhiệt xem rồi, y sư của y quán này có tài giỏi không, hôm nay là có thể thấy rõ rồi. Có tài cái quái gì, theo ta thấy là chỉ có hư danh, trên chữ thần thú, dưới chữ cỏ cây, hắn đúng là khoác lác, đợi bị hùng bất nhị dỡ y quán rồi đóng cửa đi. Ta cũng thấy vậy, nếu là y sư của nhân tộc thì có lẽ còn có bản lĩnh, nhưng mà yêu tộc chúng ta có khi nào xuất hiện y sư lợi hại. Còn dám tự xưng có thể chữa thần thú, đúng là nói khoác mà không biết ngược, giờ thì đụng phải tấm sắt rồi. Đúng vậy, tiếng xấu của Hùng Bất Nhị ở dãy Hắc Hùng vang xa, bộ tộc dãy Hắc Hùng cũng là thế lực chỉ xếp sau tứ đại yêu tôn. Hùng Bất Nhị này là kẻ lưu manh, là con trai út của tộc trưởng Hắc Hùng, nghe nói Hùng Bất Nhị vì ăn vụng mật hoa của Vạn Hoa Cốc mà bị ong mật biến dị của Vạn Hoa Cốc chích vào chân trước, đã 10 năm vẫn chưa thấy tốt lên. Vì vậy bọn họ từng thăm khám không biết bao nhiêu cao thủ, nghĩ vô số cách nhưng đều không hề có tác dụng. Ong mật của Vạn Hoa Cốc kia là ong độc biến dị, Hùng Bất Nhị gan to bằng trời, không có đại yêu nào dám xông vào Vạn Hoa Cốc, hắn ta thì hay rồi, trực tiếp ăn vụng mật hoa của ong độc Vạn Hoa Cốc, suýt nữa không về được, nhưng mà bị thương một chân trước cũng coi như phế rồi. Cả dãy núi Vạn Yêu đều không có ai có thể chữa khỏi chân trước bị chích của Hùng Bất Nhị, nếu như y sư này không chữa khỏi, chắc chắn sẽ bị Hùng Bất Nhị đánh chết. Theo ta thấy cũng chưa chắc, nghe nói y sư của y quán này là bạn thân của Tổng quản Xuyên Sơn Giáp của quý phủ khu Thành Đông. Ngay hôm qua ta còn từng thấy Xuyên Sơn Giáp đến đây, không chừng thế lực đứng sau lưng y quán này chính là Độc Nhãn Giao Long đấy. Nếu như không có chút thủ đoạn thì sao dám mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu? Đúng đúng đúng, ta cũng từng nghe nói chuyện này. Ngoài cửa có rất nhiều yêu tu vây quanh, từng người đều bàn tán xôn xao. Đa số đều không coi trọng Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi cho Hùng Bất Nhị. Dương Bách Xuyên nghe rất rõ ràng lời bàn tán của những người này, có điều hắn không hề để bụng, ngược lại đã có hiểu biết đôi chút đối về Hùng Bất Nhị.
Theo bàn luận của các yêu thú ngoài cửa, yêu tộc của Hùng Bất Nhị còn là một gia tộc lớn, là thế lực chỉ xếp sau tứ đại yêu tộc của dãy núi Vạn Yêu. Nếu đúng là như vậy, vậy thì Hùng Bất Nhị này thật sự có chút giá trị rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Hùng Bất Nhị, giơ cánh tay ra, ta xem nào. Vết thương từng bị chích của Hùng Bất Nhị ở trên cánh tay trái, Dương Bách Xuyên trực tiếp bảo hắn ta cho xem cánh tay, hắn ta không hề kinh ngạc nói sao ngươi biết, bởi vì lời bàn tán ngoài cửa đã nói ra rồi. Hắn ta cũng không để ý, trực tiếp xé rách áo da thú trên người, lộ ngay ra một cánh tay to khỏe mọc đầy lông dày màu nâu. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy bắp thịt khiến người ta kinh ngạc trên cánh tay mọc đầy lông của Hùng Bất Nhị, chỉ riêng một cánh tay đã to khỏe hơn bắp đùi của hắn, rõ ràng Hắc Hùng tộc này là yêu tộc có sở trường về sức mạnh. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một bọc to hơi phồng lên thành màu tím đen, hơn nữa còn đang chảy mủ máu ra ngoài ở chỗ cánh tay. Dương Bách Xuyên thuận tiện giơ tay ra đặt lên cổ tay to khỏe có lông của Hùng Bất Nhị, nói, ta cần dùng chân khí để kiểm tra, đừng phản kháng. Hùng Bất Nhị không hề để ý nói, cứ việc làm, chỉ cần tiểu yêu ngươi có thể chữa khỏi cánh tay của bổn đại vương, tất cả đều dễ nói, cần làm thế nào bổn đại vương đều phối hợp với ngươi. Nếu như không chữa khỏi, bổn đại vương cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Dương Bách Xuyên cười, không để ý, đặt tay lên cánh tay của Hùng Bất Nhị, truyền một luồng chân khí thuận theo cánh tay trái của Hùng Bất Nhị thẳng đến chỗ vết thương màu đen. Lúc chân khí của hắn tụ tập đến chỗ vết thương, chân khí của hắn vậy mà giống như bị hút vào một xoáy nước biến mất tăm, hoặc nói là chân khí trực tiếp bị vết thương của Hùng Bất Nhị cắn nuốt rồi. Ngay lập tức sắc mặt Dương Bách Xuyên cũng thay đổi, cuối cùng hắn đã biết tại sao vết thương của Hùng Bất Nhị không khỏi được. Bởi vì độc của ong độc ở chỗ vết thương của hắn ta không thua kém gì độc ách nan tiên thiên của Lục Yên Chi, chẳng trách không khỏi được. Độc bá đạo cỡ này mang theo sức mạnh biến dị trí âm, không ngừng hấp thụ máu và yêu lực trong người Hùng Bất Nhị. Hơn nữa tốc độ cắn nuốt hấp thụ vô cùng nhanh. Nếu không phải nhục thể của Hùng Bất Nhị dũng mãnh, yêu lực trong người hùng hậu, cộng thêm cả cánh tay đã bị một sức mạnh mạnh mẽ phong ấn lại thì đừng nói 10 năm, một tháng Hùng Bất Nhị cũng đã ngỏm rồi. Hơn nữa theo Dương Bách Xuyên thấy, hơn nữa giờ phút nào Hùng Bất Nhị cũng vận chuyển yêu lực, không ngừng chống lại hoặc nói là nuôi lực độc này. Nếu không cho dù cả cánh tay của hắn ta đều bị phong ấn, không hại đến toàn thân. Không có yêu lực mạnh mẽ chống đỡ cả cánh tay của hắn ta cũng bị phế rồi. Ngoài ra chính là độc trí âm này, đối với người chúng độc vốn chính là dày vò, giờ phút nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ lạnh buốt thấu xương, nhưng trông vẻ mặt gấu yêu đen này lại không hề để ý, vô cùng thản nhiên. Chỉ dựa vào điều này đã khiến Dương Bách Xuyên bội phục Hùng Bất Nhị, đổi thành yêu thú khác, đau khổ này cũng đủ đòi mạng rồi. Vết thương không phải vấn đề, quan trọng là độc. Đối với người khác có lẽ phải bó tay, nhưng đối với Dương Bách Xuyên thật sự chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Độc khó nhất cũng không cần Dương Bách Xuyên đích thân ra tay, tìm Lục Yên Chi đến trực tiếp hấp thụ độc ở vết thương của Hùng Bất Nhị, vấn đề còn lại, Dương Bách Xuyên có thể xử lý trong phút chốc. Sau khi kiểm tra xong, Dương Bách Xuyên thu tay về. Lúc này, Hùng Bất Nhị lại hỏi, này tiểu yêu, thế nào rồi, người có thể chữa được cánh tay này của bổn đại yêu không? Nghe lời nói rất tùy ý, không hề để bụng, thực ra trong lòng Hùng Bất Nhị mang theo kỳ vọng rất lớn, bản thân hắn ta biết rõ nhất độc ở cánh tay này của hắn ta, nguyên 10 năm rồi, cầu y uống thuốc khắp nơi, không những không hề cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hùng Bất Nhị biết nếu như thêm nửa năm nữa hắn ta vẫn chưa có cách giải quyết vết thương bị trúng độc, đến lúc đó nhẹ thì mất một cánh tay, nặng thì sẽ có nguy cơ mất mạng. Bởi vì độc trong vết thương, ngoài cắn nuốt yêu lực của hắn ta, còn đang cắn nuốt tinh huyết. 10 năm nay tinh huyết cả người đã bị độc cắn nuốt hơn nửa, nhất là gần đây ngày càng nghiêm trọng, bản thân hắn ta cũng cảm thấy không áp chế được nữa. Hắn ta vốn đã chuẩn bị tự chặt một cánh tay để giữ mạng rồi, nhưng là thiếu chủ của Hắc Hùng tộc, chưa đến phút cuối cùng hắn ta vẫn muốn thử. Hậu quả sau khi chặt tay, tu vi cả đời này của hắn ta đều đừng hòng có tiến triển nữa, cũng có nghĩa là đã mất đi vị trí thiếu chủ của Hắc Hùng tộc. Đồng bào trong tộc có khối người muốn thay thế hắn ta. Ngay lúc hắn ta nản lòng thoái chí, hôm qua nghe nói Thành Vạn Yêu mở một yêu y quán, tự xưng trên có thể chữa trị cho thần thú, dưới có thể chữa trị cho cỏ cây. Ban đầu hắn ta nghe xong chỉ là mỉm cười cho qua, nhưng nghĩ tới sự cười nhạo 10 năm nay của đồng bào trong tộc, Hùng Bất Nhị thần xui quỷ khiến đến Thành Vạn Yêu, hắn ta muốn thử, lỡ như được thì sao? Cho nên bây giờ sau khi hỏi ra câu này,
thực ra trong lòng hắn ta rất căng thẳng. Chỉ sợ từ miệng Dương Bách Xuyên nói ra một chữ không, như vậy tất cả hy vọng của hắn ta đều sẽ tan biến. Dương Bách Xuyên nhìn Hùng Bất Nhị, sao có thể không nghe ra sự căng thẳng trong lời nói của Hùng Bất Nhị chứ? Hắn nhếch miệng cười nói, nếu như ta nói chỉ cần vài phút đã có thể chữa khỏi chút độc này của ngươi, ngươi có tin không? Nghe vậy, cả người Hùng Bất Nhị run lên, đột nhiên hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên. Ngươi dám lừa bổn đại vương? Hùng Bất Nhị vừa nói vừa bộc phát yêu khí toàn thân dâng lên ngút trời, đổ dồn lên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm Hùng Bất Nhị rồi từ tốn nói, lừa ngươi. Một con gấu đen như ngươi không đủ tư cách để ta làm như vậy. Trong lời nói của hắn tràn ngập sự kiêu ngạo và coi thường Hùng Bất Nhị, cách Dương Bách Xuyên vừa híp mắt vừa nói như thể trong mắt hắn Hùng Bất Nhị chỉ là một con yêu thú nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng Hùng Bất Nhị thực chất là cấp bậc tôn vương. Còn tu vi của Dương Bách Xuyên mới là bậc tiểu yêu. Hai người trừng mắt nhìn nhau, mặt mày Dương Bách Xuyên không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Hùng Bất Nhị. Ánh mắt Hùng Bất Nhị thất thường nhìn Dương Bách Xuyên, hắn ta không biết Dương Bách Xuyên lấy đâu ra tự tin như vậy. Đột nhiên nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện trở mặt, thực ra nguyên nhân chính có lẽ vì trong lòng Hùng Bất Nhị sinh ra hy vọng, mặt khác vì 10 năm qua không ai dám nói có thể chữa khỏi độc thương cho hắn ta. Nếu Dương Bách Xuyên nói một câu hắn có thể có biện pháp khống chế độc thương hoặc là giảm bớt một chút thì Hùng Bất Nhị chắc chắn sẽ tin tưởng, nhưng Dương Bách Xuyên nói thẳng một câu rằng hắn có thể chữa khỏi. Điều này khiến cho Hùng Bất Nhị ôm hy vọng cực kỳ lớn, hắn ta vô thức không tin, nhưng sâu trong nội tâm thắp sáng ngọn nến mang tên hy vọng. Thậm chí Hùng Bất Nhị cảm giác Dương Bách Xuyên đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình, hắn ta không tin có người có thể chữa khỏi độc thương của hắn, mong muốn của hắn ta rất đơn giản. Chỉ cần có thể giữ được cánh tay cho hắn hoặc khống chế độc lan truyền là được. Nhưng Dương Bách Xuyên cứ tự tin nói hắn có thể chữa khỏi độc thương của mình, điều này làm cho nội tâm Hùng Bất Nhị dày vò, hắn ta vừa khát vọng được chữa khỏi, vừa cho rằng Dương Bách Xuyên đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình, quả thực không thể tha thứ. Cho nên hắn ta hận không thể một ngụm nuốt trọn Dương Bách Xuyên. Nhưng mà, nhìn thấy trong ánh mắt trong suốt của Dương Bách Xuyên mang theo sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, hắn ta lại không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ tiểu yêu này thật sự có biện pháp chữa khỏi độc thương của mình? Hùng Bất Nhị nói thầm trong lòng. Nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện, hắn ta cũng nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên, đột nhiên hắn ta có loại cảm giác rất khác lạ, nội tâm sinh ra mong muốn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của bổn đại vương. Cuối cùng Hùng Bất Nhị vẫn thu lại yêu khí mạnh mẽ quanh thân. Xóa bỏ khí tức tập trung trên người Dương Bách Xuyên, thử hỏi. Nếu không phải có một luồng lực lượng cực lớn phong ấn thì toàn bộ cánh tay ngươi e là đã sớm bị độc thương phế bỏ, chất độc cắn nuốt lấy tinh huyết và pháp lực của ngươi bất kể ngày đêm, pháp lực thì dễ nói, nhưng tinh huyết cắn nuốt chỉ còn lại nửa năm thời gian, hoặc là ngươi tự chặt một cánh tay, bảo vệ tính mạng, hoặc là chết. Vết thương cực kỳ độc hại, mỗi ngày có 3 canh giờ ngươi bị độc chí M tra tấn, đau đớn như dao cạo kim đâm. Ta quả thực bội phục sức chịu đựng của ngươi, đổi lại là yêu thú bình thường, chỉ e nỗi thống khổ do độc thương mang lại đã khiến hắn đau đớn muốn chết đi, mà con gấu đen nhà ngươi vậy mà có thể kiên trì hơn 10 năm, thực không đơn giản. Dương Bách Xuyên không trả lời thẳng câu hỏi của Hùng Bất Nhị, mà nói kết quả kiểm tra cho Hùng Bất Nhị. Về phần Hùng Bất Nhị, giờ phút này khi nghe mỗi một lời Dương Bách Xuyên thốt ra khỏi miệng đều khiến cho nội tâm hắn ta nhảy lên mạnh mẽ. Nếu như lúc đầu là giận dữ thì giờ đây cảm xúc của hắn ta đối với Dương Bách Xuyên đã thay đổi. Bởi vì mỗi một câu Dương Bách Xuyên nói đều rất chính xác, có một số biểu hiện bên ngoài thể hiện rõ ràng, nhưng có một số biểu hiện chỉ có trong lòng hắn ta mới rõ, mà hắn ta chưa từng nói triệu chứng ẩn cho bất kỳ kẻ nào. Lại từng đi cầu cứu không biết bao nhiêu cao thủ, duy chỉ có Dương Bách Xuyên là người đầu tiên nói ra chính xác các loại triệu chứng độc thương trong cơ thể hắn ta, toàn bộ đều đúng. Hy vọng tan vỡ lại một lần nữa bốc cháy, Hùng Bất Nhị không hề để ý việc Dương Bách Xuyên bất kính gọi hắn ta là gấu đen, hắn ta hít sâu một hơi nhìn Dương Bách Xuyên nói, y sư, có thể cứu ta. Dương Bách Xuyên lộ ra một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nói, ta là y sư y đạo, ở thành Vạn Yêu mở yêu y quán vì tạo phúc cho thương sinh yêu tộc ta, ngươi là yêu bệnh, đã bước vào yêu y quán của ta, đương nhiên ta sẽ cứu ngươi. Lời nói nhàn nhạt của Dương Mỗ lọt vào trong tai Hùng Bất Nhị, lập tức khiến hắn ta chấn động, giờ phút này Hùng Bất Nhị cảm giác mình là một tiểu nhân, không, là một tiểu yêu,
lấy tâm tiểu yêu đo lòng quân tử, hắn ta cảm giác lúc này toàn thân Dương Bách Xuyên đang tỏa ra hào quang cao lớn, hắn ta không nên hoài nghi Dương Bách Xuyên. Xin y sư giúp đỡ. Lần này Hùng Bất Nhị mở miệng cúi đầu thật sâu với Dương Bách Xuyên. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên thì cười đắc ý, hắn biết Hùng Bất Nhị đã sinh ra lòng tin tưởng đối với hắn. Trong lòng hắn thầm nói, tiểu tử, đấu với tiểu gia, ta phải khiến cho ngươi nghi ngờ nhân sinh. Nhưng trên mặt hắn trưng ra vẻ mỉm cười nói, được rồi, giúp ngươi chữa bệnh là chuyện nhỏ, nhưng mà... Yêu y quán ta đang khai trương vui vẻ lại bị ngươi náo loạn ầm ĩ như vậy, điều này khiến cho tâm trạng ta rất khó chịu, cho nên... Ta cần ngươi làm một chuyện để trừng phạt, nếu ngươi bằng lòng, ta lập tức chữa bệnh giải độc cho ngươi, còn nếu không muốn ngươi hãy lập tức rời đi. Trong ánh mắt Hùng Bất Nhị chợt lóe tinh quang, lúc này hắn ta không hiểu Dương Bách Xuyên có ý gì, chẳng lẽ Dương Bách Xuyên trị không hết. Cố ý dùng lời này để chặn hắn ta. Sau đó Hùng Bất Nhị ngẫm lại mở miệng nói, được, chỉ cần có thể chữa khỏi độc thương cho ta, y sư có yêu cầu gì Hùng Bất Nhị cũng đáp ứng. Hùng Bất Nhị nghĩ chỉ cần hắn có thể chữa khỏi độc thương của mình thì điều kiện gì cũng đáng giá, nhưng nếu trị không hết hắn ta có thể lấy đó làm khó dễ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, hắn đi guốc trong lòng Hùng Bất Nhị rồi, nên đương nhiên biết rõ Hùng Bất Nhị đang nghĩ gì, thế nên hắn cũng không nói nhiều nữa, vừa vung tay lên, châm cứu ngũ hành lập tức xuất hiện trên bàn. Từ sau khi rời khỏi địa cầu hắn rất ít khi dùng châm cứu chữa bệnh, cách mấy trăm năm lại một lần bắt đầu con đường chữa bệnh, nhưng lần này không phải trị liệu cho người mà là trị liệu cho yêu. Có thần ma y điển trong đầu, Dương Bách Xuyên đối với việc chữa bệnh không có chướng ngại gì lớn. Nhìn độc thương của Hùng Bất Nhị, hắn suy tính phương án chữa trị. Thứ nhất dùng châm cứu lấy trận pháp phong ấn hoàn toàn độc trên cánh tay Hùng Bất Nhị, không cho độc cắn nuốt tinh huyết và pháp lực của Hùng Bất Nhị nữa, sau đó mời Lục Yên Chi ra tay, trực tiếp hấp thu độc trên cánh tay Hùng Bất Nhị, tự nhiên sẽ chữa khỏi. Độc thương của Hùng Bất Nhị đối với độc thể ách nan bẩm sinh của Lục Yên Chi mà nói là vật đại bổ, hơn nữa Dương Bách Xuyên phát hiện Hùng Bất Nhị vì áp chế độc thương. Trong 10 năm dùng qua rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng đều bị độc ong trên cánh tay hắn cắn nuốt, ngoài ra độc thương còn cắn nuốt tinh huyết và pháp lực của Hùng Bất Nhị trong 10 năm. Có thể nói cánh tay độc của Hùng Bất Nhị bây giờ đối với Lục Yên Chi là vật cực kỳ đại bổ, có thể làm cho độc ách nan của Lục Yên Chi lại tiến thêm một bước. Khác với tu sĩ khác, thực lực tu vi của độc tu là dùng độc để tăng trưởng. Dương Bách Xuyên lập tức vung tay châm lên 20 châm. Lấy thủ pháp âm dương lúc nhanh lúc chậm đâm vào độc thương của Hùng Bất Nhị, hình thành một trận pháp phong ấn âm dương, đây là phương pháp phong ấn sau khi tìm hiểu y điển thần bí hắn thi triển ra, hiệu quả có thể mạnh hơn vô số lần so với năm đó. Sau khi châm cứu xong, trận pháp phong ấn châm cứu đã hoàn toàn thay thế biện pháp phong ấn pháp lực mạnh mẽ trên cánh tay Hùng Bất Nhị, cao thấp giữa hai bên phân lập tức xác định. Điểm này Hùng Bất Nhị là người tự mình trải qua nên rất rõ ràng. Hắn ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người trong nghề vừa ra tay là biết có chuyên nghiệp hay không, giờ phút này Hùng Bất Nhị biết mình đã gặp cao yêu, trong lòng không khỏi kích động, càng chờ đợi trị liệu kế tiếp của Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ nhìn Hùng Bất Nhị rồi nở nụ cười bí hiểm, ý bảo hắn ta yên tâm một chút chớ nóng này. Yên Chi. Dương Bách Xuyên gọi Lục Yên Chi lại đây. Bây giờ Lục Yên Chi coi như là độc đạo đại gia. Nhìn thoáng qua vết thương độc của Hùng Bất Nhị thì lập tức hiểu được ý của Dương Bách Xuyên, nàng biết là Dương Bách Xuyên đang muốn cho mình tăng cường độc công. Lục Yên Chi cảm kích Dương Bách Xuyên, nàng cười một tiếng, giữa hai người rất ăn ý, chẳng cần Dương Bách Xuyên mở miệng giải thích, Lục Yên Chi vươn bàn tay ra, dán thẳng bàn tay vào chỗ độc thương của Hùng Bất Nhị bắt đầu hấp thu chất độc trong miệng vết thương. Tuy rằng độc thương của Hùng Bất Nhị rất mạnh không thua gì độc ách nan của Lục Yên Chi, nhưng dù sao cũng là độc bên ngoài. Mà Lục Yên Chi chính là độc thể ách nan trời sinh, là người chuyên môn tu luyện độc công, cho dù đụng phải độc mạnh hơn cả độc ách nan, nàng cũng có thể luyện hóa hấp thu cho mình dùng. Luyện hóa hấp thu bắt đầu. Ngay sau đó vết thương của Hùng Bất Nhị bắt đầu phát ra tiếng vang xì xèo và một luồng khói đen. Hít. Hùng Bất Nhị không tự chủ được phát ra một tiếng hít vào, hắn ta cảm thấy miệng vết thương lúc này so với bình thường còn đau đớn hơn gấp mấy lần. Nhưng lại cắn răng kiên trì. Không chỉ như thế, trên mặt Hùng Bất Nhị còn xuất hiện sự vui mừng. Bởi vì hắn ta phát hiện độc trên cánh tay đang dần dần giảm bớt. Điều này khiến cho Hùng Bất Nhị mừng rỡ. Chưa đầy nửa canh giờ, độc tố của Hùng Bất Nhị đã bị Lục Yên Chi hấp thu toàn bộ,
Lục Yên Chi quay sang gật đầu với Dương Bách Xuyên rồi đi ra phía sau. Dương Bách Xuyên biết, lần này Lục Yên Chi thu hoạch không tệ, độc của Hùng Bất Nhị cần được tiêu hóa, sau đợt này, công kích độc hẳn là sẽ mạnh hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên mừng thay cho nàng. Sau khi Lục Yên Chi rời khỏi, Dương Bách Xuyên nhìn gương mặt vô cùng kích động của Hùng Bất Nhị, hắn cười nói, đừng kích động, còn một bước cuối cùng nữa thì ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Dứt lời, hắn vung tay nhổ kim châm ra, sau đó lại cầm lên đâm xuống. Lần này, chỉ một cái phất tay của Dương Bách Xuyên đã thi triển là 108 kim châm. Kích thích bởi vì đây là cơ hội của Hùng Bất Nhị, dù sao cũng đã bệnh 10 năm. Vết thương do độc trên cánh tay của anh ta đã bị hoại tử nên hắn cần sức sống để phục hồi. 108 kim châm được Dương Bách Xuyên là để kích hoạt sức sống của cơ thể tập trung lại trên vết thương, chữa lành cánh tay bị hoại tử. Với Hùng Bất Nhị mà nói, thủ đoạn của Dương Bách Xuyên chẳng khác nào thần kỳ, hắn cảm nhận được rõ ràng sự sống đang sôi sục trong cơ thể, sau đó hội tụ trên miệng vết thương, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục nhanh chóng. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên có thể sử dụng một giọt nước sinh mệnh để giải quyết vấn đề, hơn nữa, chỉ cần Hùng Bất Nhị uống vào thì hắn cũng có thể khống chế được sống chết của đối phương. Hắn có thể danh chính ngôn thuận, lấy cớ trị thương để Hùng Bất Nhị uống nước sinh mệnh mà không nghi ngờ, nhưng tới thời khắc cuối cùng, Dương Bách Xuyên lại thay đổi chủ ý, hắn không làm như vậy mà lựa chọn dùng châm cứu để sức sống trong cơ thể Hùng Bất Nhị tự chữa lành. Sở dĩ chưa cho Hùng Bất Nhị dùng nước sinh mệnh là bởi vì trong lòng Dương Bách Xuyên rất tán thưởng sự bền bỉ của hắn, người đàn ông này bị độc hành hạ 10 năm, chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể chịu đựng được, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất kính phục. Với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn sinh lòng kính nể Hùng Bất Nhị, cũng là muốn kết giao bằng hữu, nếu như dùng nước sinh mệnh, khống chế sự sống chết của Hùng Bất Nhị, vậy thì sẽ mất đi sự vui vẻ của bạn bè. Hơn nữa, yêu tộc ở thành vạn yêu vô số, hắn muốn thu phục một tiểu đệ cũng không thiếu, chặng đường tu luyện dài không chỉ có gai góc, còn có bạn bè, thơ ca. Vì vậy hắn từ bỏ việc sử dụng nước sinh mệnh để khống chế Hùng Bất Nhị, hắn tin rằng mình có thể trở thành bạn bè với người này, hắn cần yêu tộc. Hơn nữa, nước sinh mệnh chỉ có 3 giọt, dùng một giọt sau 9 ngày mới có thể tạo ra giọt thứ 2. Độc tố của Hùng Bất Nhị đã được hắn chữa khỏi, cũng đồng ý với điều kiện của hắn. Dương Bách Xuyên đã nghĩ xong nên đưa ra điều kiện gì, hắn không cần thiết phải dùng nước sinh mệnh. Nửa canh giờ sau, Dương Bách Xuyên thu châm lại. Độc tố của Hùng Bất Nhị đã hết hoàn toàn, vết sẹo cũng không có. Lúc này, Hùng Bất Nhị cảm nhận được áp lực đang chuyển động toàn cơ thể, không còn bị độc dày vò, hắn không nhịn được mà thở dài một hơi. Vành mắt cũng đỏ lên. Nghĩ đến sự khinh miệt mà hắn ta đã nhận được từ gia tộc mình trong 10 năm qua. Người đàn ông vạm vỡ như Hùng Bất Nhị cũng phải sụt sịt. Trước kia hắn ta là nhân tài trong tộc, thiếu tộc trưởng danh xứng với thực, nhưng từ khi tới Vạn Hoa Cốc bị trúng độc ong biến dị, tu vi của hắn không thể tiến bộ thêm, thậm chí pháp lực còn tụt lùi. Ngày thường còn phải nhờ phụ vương giúp hắn ép độc, cộng thêm cánh tay bị phong ấn, dày vò tới chết đi sống lại. Trong nhiều năm, hắn ta đã từ một thiên tài trở thành kẻ vô dụng trong chính bộ tộc của mình. Bọn họ ở sau lưng hắn bàn tán, nói hắn xong đời rồi, là một đồ bỏ đi. Tất cả đều do độc ở cánh tay mang lại, hơn nữa từ 3 năm trước đã bắt đầu có tộc lão đề nghị phế bỏ thân phận thiếu tộc trưởng của hắn, mọi người đều cho rằng một người đã trở thành đồ bỏ đi thì không gánh vác nổi trách nhiệm của tộc gấu đen. Vậy nên mới yêu cầu phế bỏ hắn, hơn nữa còn âm thầm đề cử một người anh em khác, tìm thời gian thích hợp để loại bỏ thiếu tộc trưởng phế vật như hắn. Nếu không phải phụ vương là lão tộc trưởng, cưỡng ép áp xuống, hắn sớm đã không còn là thiếu tộc trưởng nữa rồi. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng dù cho hắn tức giận thì cũng không thể làm gì được, bởi vì hắn biết, nếu không thể chữa khỏi độc, tất cả những chuyện này sẽ thành hiện thực, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị phế truất. Hiện tại hắn đã được chữa khỏi. Lúc này, Hùng Bất Nhị vô cùng biết ơn Dương Bách Xuyên. Hùng Bất Nhị đỏ mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Sâu trong đôi mắt ấy đều là cảm kích. Nhưng ánh mắt đỏ rực của Hùng Bất Nhị lại khiến Dương Bách Xuyên run rẩy. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, con gấu này sẽ không. Dương Bách Xuyên vừa nghĩ như vậy, hắn vội vàng lui về phía sau bảo trì khoảng cách với Hùng Bất Nhị, khẩu vị của ông đây vẫn chưa nặng như vậy. Nhưng mà ngay sau đó Hùng Bất Nhị chỉnh trọng cúi đầu với Dương Bách Xuyên, thần y, lúc trước tiểu yêu có nhiều mạo phạm, mong được thứ lỗi. Hùng Bất Nhị thành khẩn xin lỗi Dương Bách,
xem như xin tha thứ cho lỗi lầm lúc trước. Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chỉ cần không phải phương diện kia là tốt rồi, hóa ra là cảm tạ, còn may. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Bách Xuyên vẫn rất tán thưởng Hùng Bất Nhị, hắn nói, đứng lên đi, ta cũng đâu chữa không cho ngươi, cần tiền khám nha. Chuyện nhỏ, cần bao nhiêu yêu tinh tệ thần y cứ việc nói. Lúc này, Hùng Bất Nhị tỏ vẻ không thiếu gì tiền. Dương Bách Xuyên gật đầu như chuyện hiển nhiên, ngay sau đó hắn quay sang nhìn Hùng Bất Nhị cười gian trá, tiền khám bệnh là đạo lý hiển nhiên, không cần nhiều lời ngươi cũng phải đưa cho ta, vấn đề mà ta đang quan tâm, ta cũng đã nói với ngươi rồi, nếu như ta chữa khỏi thì ngươi sẽ đáp ứng mọi điều kiện mà ta đưa ra. Bây giờ vẫn được tính chứ? Hùng Bất Nhị ngẩn người không hề nghĩ ngợi nói, tính, đương nhiên tính, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu ai mà không biết Hùng Bất Nhị ta là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Có yêu cầu gì thần y cứ việc nói là được, chuyện ta có thể làm thì đều sẽ đáp ứng. Hùng Bất Nhị được chữa khỏi độc nên tâm trạng rất tốt, luôn miệng đồng ý, nhưng hắn cũng không ngốc tới mức đó, hắn nói hễ là chuyện có thể làm được thì đều đáp ứng, điều kiện tiên quyết là phải làm được mới tính, không được cũng không thể trách hắn. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, không hề khó, tất nhiên ngươi có thể làm được. Vậy xin thần y cứ nói. Hùng Bất Nhị thở phào nhẹ nhõm. Yêu y quán của ta vừa mới khai trương, nhân lực không đủ, ngoài cửa còn thiếu quét rác, ngươi tới quét rác đi. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nói ra điều kiện. Cái gì? Hùng Bất Nhị cho rằng mình nghe lầm. Người vây xem bên ngoài lại xôn xao. Ban đầu là ngạc nhiên vì Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi cho Hùng Bất Nhị, lúc sau lại bàn tán về điều kiện mà Dương Bách Xuyên đưa ra. Hắn nghe có người nói, trời ạ, vị y sư này có phải điên rồi không? Hắn bảo thiếu chủ của Hắc Hùng tộc, đi quét cửa. Đúng là điên rồi, tiệm này sợ là sắp bị Hùng Bất Nhị đập rồi. Y sư này cũng khá đấy, bảo Hùng Bất Nhị quét cửa lớn, hắn cũng không sợ bị Hắc Hùng tộc nuốt chừng. Ngoài cửa lớn chúng yêu bàn tán sôi nổi, Dương Bách Xuyên lại thờ ơ không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm Hùng Bất Nhị, người tự nhận nói được làm được không phải sao. Vậy thì để xem có đúng hay không, điều kiện mà hắn đưa ra, Hùng Bất Nhị có thể làm được. Không thể không nói Dương Bách Xuyên rất xấu xa, nhưng hắn đang cố ý, ai bảo Hùng Bất Nhị vừa tiến vào đã đòi đập phá tiệm, trong mắt hắn thì hành động này chính là không tôn kính, mặc dù quyết định muốn kết giao với con gấu này, nhưng cũng phải xem hắn ta có đủ tư cách hay không đã. Nói đúng hơn, hắn muốn xem Hùng Bất Nhị có nói được làm được, giữ chữ tín hay không. Nếu như ngay cả lời mình nói ra cũng không làm được, vậy càng không có tư cách làm bằng hữu của hắn. Hắn muốn cho Hùng Bất Nhị một bài học vì nói năng ngông cuồng, cũng muốn cho đám yêu quái ở thành Vạn Yêu xem, yêu y quán của Dương Bách Xuyên hắn không phải ai cũng có thể làm càn. Đây xem như là răn đe. Hùng Bất Nhị cũng rất bối rối, hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Nhục nhã không? Có chứ, hắn chính thiếu chủ của Hắc Hùng tộc chỉ đứng sau thế lực của tứ đại yêu tôn, bảo hắn đi quét cửa. Chuyện này chẳng khác nào đang sỉ nhục hắn. Hùng Bất Nhị trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, hắn muốn xem Dương Bách Xuyên đang nghĩ gì. Loại yêu cầu này mà tiểu yêu y cũng dám nói ra. Dương Bách Xuyên không sợ Hắc Hùng tộc, tức giận, thẳng tay giết hắn sao? Đúng lúc này, Hùng Bất Nhị lại là nghe Dương Bách Xuyên cười nói, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, nói gì Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Tặng ngươi một câu, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nếu không làm được, để lại một vạn yêu tinh tệ rồi rời đi, nhưng mà nhớ kỹ lại yêu tinh tệ thượng phẩm. À, trời ơi, một vạn yêu tinh tệ, điên rồi sao? Đúng thế, một vạn yêu tinh tệ thượng phẩm đấy, giá khám bệnh trên trời à. Dương Bách Xuyên vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng bàn tán của mọi người. Nhưng giờ phút này Hùng Bất Nhị cũng không thèm để ý cái gì mà, một vạn yêu tinh tệ thượng phẩm. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một câu người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết của Dương Bách Xuyên. Tương lai, Hùng Bất Nhị hắn sẽ trở thành tộc trưởng thống lĩnh một tộc yêu, xưa nay luôn rất coi trọng lời hứa, sao có thể nói không giữ lời, huống chi so với việc Dương Bách Xuyên chữa khỏi cho hắn, quét rác thôi thì có là gì. Hơn nữa còn có bao nhiêu yêu đang nhìn như vậy, lúc trước hắn đã nói với Dương Bách Xuyên, chỉ cần là việc có thể làm thì hắn đều đáp ứng. Nếu như hôm nay không đồng ý thì chuyện Hùng Bất Nhị nói không giữ lời sẽ truyền khắp thành Vạn Yêu và dãy núi Vạn Yêu, thử hỏi sau này hắn có thể làm gì được nữa.
có thể kết giao được một y sư như Dương Bách Xuyên tương đương với nhiều hơn một cái mạng, nghĩ kỹ lại vẫn là Hùng Bất Nhị hắn vòng vo. Hùng Bất Nhị lập tức lên tiếng, y sư nói gì vậy, Hùng Bất Nhị ta sao có thể nói mà không giữ lời. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, trước mặt nhiều yêu quái như vậy, Hùng Bất Nhị đồng ý là được. Sau đó Hùng Bất Nhị vung tay nộp lên 10.000 yêu tinh tệ tiền chữa bệnh. Nhìn thấy yêu tinh tệ, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười thầm, cuối cùng cũng khai trương rồi. Hắn quay sang nói với Trồn Nhi thu tiền. Chi chi, thân là đệ nhất tham tiền bên cạnh Dương Bách Xuyên, Trồn Nhi hoan hô reo hò, giây sau bóng màu vàng nhạt chợt lóe, 10.000 yêu tinh tệ thượng phẩm đã bị Trồn Nhi thu lại. Cảnh tượng này làm cho hai mắt của Hùng Bất Nhị sáng lên, hắn lẩm bẩm, y quán này không đơn giản. Trồn Nhi vừa thi triển tốc độ, Hùng Bất Nhị nhìn mà kinh sợ. Tốc độ này cũng phải xếp hạng nhất hạng nhì ở dãy núi Vạn Yêu. Hắn lại kính trọng Dương Bách Xuyên thêm. Bởi vì yêu y quán Vân Môn đã trị khỏi cho Hùng Bất Nhị, thanh danh ở thành Vạn Yêu cũng dần truyền xa. Yêu quái tới cửa xem bệnh càng ngày càng nhiều, mới đầu Dương Bách Xuyên còn rất ham thích, nhưng một tháng sau hắn đã không chịu nổi, bởi vì yêu quái tới cửa tìm hắn xem bệnh càng ngày càng nhiều, nhiều nhất một ngày đạt tới hơn 300. Hơn nữa nếu không phải ngoài cửa có Hùng Bất Nhị duy trì trật tự thì sẽ càng nhiều hơn. Thế nên Dương Bách Xuyên ở ngoài cửa một tấm biển, mỗi ngày tiếp đón 10 yêu, còn lại thì ngày mai lại tới. Trong thời gian một tháng, Dương Bách Xuyên không thu phục được tiểu đệ nào, bởi vì yêu quái đến đây xem bệnh, tu vi đều không lọt vào mắt Dương Bách Xuyên, hắn cần chất lượng mà không phải số lượng, ít nhất cũng phải là yêu vương mới được, bởi vì khống chế một yêu vương đồng nghĩa với việc khống chế yêu quái của cả một đỉnh núi. Nước sinh mệnh cũng không thể lãng phí. Mặc dù nước sinh mệnh có thể tái sinh, nhưng một giọt cũng phải cần tới 10 ngày. Thời gian này hắn cũng kiếm được không ít yêu tinh tệ, đương nhiên không phải yêu quái nào Dương Bách Xuyên cũng thu phí rất cao, Hùng Bất Nhị chỉ là một ví dụ, không phải tất cả yêu tộc đều giàu có. Nói đến chữa bệnh, Dương Bách Xuyên vẫn chọn con đường gần gũi với mọi người, dù sao hắn cần danh tiếng, yêu quái bình thường khám bệnh cũng chỉ là tượng trưng thu chút yêu tinh tệ. Đương nhiên có vài yêu quái không có yêu tinh tệ nhưng lại có không ít linh dược Dương Bách Xuyên chiếu theo đơn, thu toàn bộ. Hắn tích lũy linh dược là để luyện đan, gia tăng tu vi cho mình. Không ngừng thu phục đại yêu tiểu đệ mới là mục tiêu quan trọng nhất của Dương Bách Xuyên, chỉ có tích lũy đủ thế lực trước, mới có thể tiến hành bước tiếp theo, ví dụ như cứu viện tộc nhân Thanh Ngưu, bảo tàng kho báu của tộc Long Trùng Thanh Ngưu. Một tháng buôn bán lời không ít yêu tinh tệ. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì là không có thu hoạch, thời gian mỗi ngày đều hao phí để xem bệnh, cũng không phải bệnh nặng gì, đương nhiên với Dương Bách Xuyên là nhẹ, nhưng là đối với yêu quái mà nói chính là bệnh nặng. Vậy nên hắn treo biển mỗi ngày chỉ tiếp 10 yêu, nhưng cho dù là như vậy thì vẫn có hàng trăm yêu quái đến đây xem bệnh, thậm chí không tiếc đánh nhau, có lần còn làm cho thành Vạn Yêu hỗn loạn, cuối cùng tứ đại yêu tôn Đông Nam Tây đều bị kinh động, mỗi ngày phái ra một đội tới duy trì trật tự. Sở dĩ có thế lực cả bốn phương là bởi vì vị trí yêu y quán của Dương Bách Xuyên nằm giữa trung tâm của Đông, Tây, Nam, Bắc. Hơn nữa, từ sau khi cái danh Dương Y Sư này được truyền khắp nơi, gần như cả thành Vạn Yêu đều biết tới tiếng tăm của hắn thần y. Bởi vì yêu nào tới yêu y quán của Dương Bách Xuyên đều được chữa khỏi bệnh, không hề bỏ sót một ai, vậy nên cái danh thần y mới được truyền khắp bốn thành. Cũng chính bởi vậy, tứ đại thế lực ở thành Vạn Yêu đều phải nể mặt Dương Bách Xuyên, dù sao cũng là thần y, không chừng có ngày bọn họ cũng phải cầu tới hắn. Có yêu binh yêu tướng giúp đỡ giữ gìn trật tự, tình trạng hỗn loạn cũng biến mất. 3 tháng trôi qua, bên ngoài yêu y quán xếp hàng dài để chờ xem bệnh, có vài yêu quái cũng nghe được danh tiếng, vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để nhờ Dương Bách Xuyên khám chữa. Bởi vì chuyện xếp hàng mà dẫn tới một vụ án mạng. Nửa tháng trước có một tiểu yêu quái vượt 3.000 dặm tới, nghe danh tiếng thần y của Dương Bách Xuyên nên đến xem bệnh, kết quả là phải xếp hàng, tất cả mọi người đang xếp hàng, không xếp hàng sẽ bị đánh tập thể, thậm chí còn có thể bị đội chấp pháp của thành Vạn Yêu bắt đi, vậy nên tiểu yêu chỉ có thể làm theo. Kết quả chờ tới lượt tiểu yêu thì đã 5 ngày sau, bỏ lỡ qua thời gian tốt nhất dẫn tới mất mạng. Chuyện này đối với yêu ở thành Vạn Yêu mà nói cũng không tính là gì. Mỗi ngày có bao nhiêu yêu chết cũng không đếm hết, chết một tiểu yêu chỉ có thế xem như vận khí hắn xui. Xếp hàng nhưng lại không chống đỡ được. Dương Bách Xuyên lại rất xem trọng chuyện này, hắn khiển trách Hùng Bất Nhị và Thanh Ngưu ở bên ngoài một trận.
Trong mắt Dương Bách Xuyên, mặc dù tiểu yêu này không phải do hắn giết, nhưng là bởi vì hắn mà chết, đây chỉ là tiểu yêu nhưng cũng là một sinh mệnh. Với Dương Bách Xuyên mà nói, tiểu yêu từ xa ngàn dặm xa xôi đến đây là vì danh tiếng thần y của hắn, bọn họ phải tin tưởng hắn tới mức nào. Vậy mà lại chết do không chữa trị kịp thời, đây chính là sơ suất của bản thân hắn. Thế gian vô số đại đạo, y đạo lại đứng hàng đầu, nếu hắn tu y đạo thì nên có một phần trách nhiệm. Khám không ra bệnh là một chuyện, nhưng sai lầm dẫn tới mất mạng lại là một chuyện khác. Tiểu yêu vì phải xếp hàng, không cứu chữa kịp thời nên mất mạng, đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho Dương Bách Xuyên, nếu cứ tiếp tục như vậy, bởi vì sự lười biếng của hắn khiến cho yêu quái mất mạng, cuối cùng, sự trừng phạt vô hình của thiên đạo sẽ tính trên đầu hắn, đây là điều hắn không mong muốn. Tu y đạo là tích lũy công đức, hắn cũng cần làm việc thiện để hóa giải nghiệp chướng, trước kia giết người chính tạo nên nghiệp chướng, mà y đạo là cứu chữa sinh linh, có thể hóa giải sát nghiệp của hắn. Nghiệp chướng sát nghiệt giảm bớt thì khi hắn độ thiên kiếp, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ yếu đi, hơn nữa tu y tích đức cũng giúp hắn tăng vận khí thiên đạo. Trước kia hắn không nghĩ tới, càng không có quan niệm gì, sau khi biết tiểu yêu kia chết, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên lại sinh ra một loại cảm ngộ như vậy. Vậy nên Dương Bách Xuyên lại lập ra một quy củ, yêu quái từ xa xôi tới đây khám bệnh sẽ được ưu tiên, nếu tình trạng nghiêm trọng cần khám gấp thì không cần phải xếp hàng. Tất nhiên, quy tắc xếp hàng vẫn có hiệu lực, hắn bổ sung hai điều sau chỉ hoàn thiện hơn. Sau khi bổ sung thêm, yêu chúng ở dãy núi Vạn Yêu lại càng đánh giá cao hơn về Dương Bách Xuyên. Từ đó về sau mỗi lần Dương Bách Xuyên xuất hiện ở yêu y quán đều sẽ được gọi cung kính, Dương Y Sư hoặc là Dương Thần Y. Mọi người đều biết Dương Bách Xuyên là tộc Linh Dương, vậy nên đều gọi Dương Bách Xuyên là họ Dương. Kể từ đó Dương Bách Xuyên bắt đầu chuyên tâm xem bệnh, từ trong u tối cảm ngộ được rất nhiều điều, hắn biết việc mình khám chữa bệnh cho yêu quái cũng là một loại tu hành. Cảnh giới của hắn có thay đổi rõ ràng, đây là một loại cảm giác kỳ diệu không thể nhìn hay nói thành lời, Dương Bách Xuyên biết chuyện này có ảnh hưởng rất tốt với con đường tu đạo của hắn sau này. Dương Bách Xuyên cũng chân chính trở thành người có tiếng tăm ở thành Vạn Yêu, yêu quái tới tìm hắn xem bệnh từ mấy ngàn dặm kéo dài lên mấy vạn dặm. Nửa năm sau, Dương Bách Xuyên gặp phải một trường hợp bệnh đặc biệt đến từ hàng vạn dặm xa xôi. Được rồi, sau này tiếp tục kiên trì một tháng theo cách ta dạy ngươi, sẽ tự khỏi hẳn. Dương Bách Xuyên khám xong cho một tên yêu quái, sau đó dặn dò hắn ta cách điều trị. Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Một tiểu yêu nói cảm ơn, sau đó trông nhỏ vươn móng vuốt, ý nói trả tiền khám. Tiểu yêu vội vàng thanh toán tiền khám cho chồn nhỏ. Phù. Dương Bách Xuyên tiễn tiểu yêu đi, bảo thú ngũ hành gọi người tiếp theo vào. Thú ngũ hành nói, chủ nhân, hay ngài nghỉ ngơi một chút. Dương Bách Xuyên xua tay nói, không cần, hôm nay có nhiều tiểu yêu đến khám bệnh, khám xong hết rồi nghỉ ngơi. Dương đại ca, Dương đại ca. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với thú ngũ hành, Hùng Bất Nhị to giọng kêu gào. Hùng Bất Nhị, người có thể nói nhỏ chút hay không, không thấy chủ nhân đang mệt hay sao? Dương Bách Xuyên còn chưa lên tiếng, thú ngũ hành đã lên tiếng trước, hơn nửa năm nay, Hùng Bất Nhị thường xuyên ra vào yêu y quán, hơn nữa rất kính trọng Dương Bách Xuyên, nên thú ngũ hành mới dám nói vậy với hắn ta. Hùng Bất Nhị cũng không giận, bởi vì hắn ta biết rõ tính cách của thú ngũ hành. Tiểu ngũ, câm miệng, Dương Bách Xuyên mắng một câu, sau đó nhìn về phía Hùng Bất Nhị, nói, Bất Nhị, sao vậy? Hơn nửa năm nay, Hùng Bất Nhị đều kiên trì quét rác ngoài cửa, chưa từng gián đoạn, điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm coi trọng hắn ta, cũng coi Hùng Bất Nhị như bằng hữu. Dương đại ca, có yêu tu cách xa vạn dặm đến khám bệnh, bọn họ muốn gặp mặt ngươi. Hùng Bất Nhị nói, cách xa vạn dặm, Dương Bách Xuyên nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Hơn nửa năm nay người bệnh của hắn chính là yêu quái thành Vạn Yêu hoặc sống quanh thành Vạn Yêu, nhiều nhất cũng là yêu quái cách xa thành Vạn Yêu 5.000 dặm, đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu quái cách xa vạn dặm. Đúng vậy, hơn nữa ta cũng biết một chút về yêu tu này, chủng tộc hay thế lực đều không kém so với tộc gấu đen chúng ta, hơn nữa tộc chuột yêu ngũ hành cũng là tộc thần bí nhất dãy núi Vạn Yêu, cho nên ta cảm thấy Dương đại ca nên gặp một lần, có khi sau này sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của bọn họ. Hùng Bất Nhị nói rất nghiêm túc, cũng rất trịnh trọng. Điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tò mò, bảo Hùng Bất Nhị ngồi xuống, ngươi hiểu biết như thế nào về tộc chuột yêu ngũ hành, nói ta nghe xem, rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào.
Hùng Bất Nhị ngồi xuống, nói, thật ra ta cũng không quá hiểu biết về tộc chuột yêu ngũ hành, cũng chỉ nghe tin vỉa hè hoặc từ các trưởng bối, nhưng có thể khẳng định, tộc chuột yêu ngũ hành không quá giống các tộc khác. Nghe đồn bốn yêu tôn đông tây nam bắc của dãy núi Vạn Yêu cũng không dám dễ dàng đắc tội tộc chuột yêu ngũ hành, thậm chí có khi còn phải nể ba phần cho tộc chuột yêu ngũ hành. Tộc chuột yêu ngũ hành là chủng tộc sống dưới lòng đất, nghe đồn dưới lòng đất là một thế giới khác, mà tộc chuột yêu ngũ hành chính là vua dưới lòng đất, tộc đàn khổng lồ, thế lực siêu nhiên. Không dễ dàng xảy ra xung đột với các tộc đàn yêu tộc khác trên lục địa, là một dòng tộc yêu tộc cổ xưa, khác với yêu thú loại chuột. Nghe đồn chuột yêu ngũ hành có được truyền thừa huyết mạch ngũ hành, là chủng tộc truyền thừa của thượng cổ hồng hoang. Ở thượng cổ, mỗi một chuột yêu ngũ hành đều rất chứa đựng huyết mạch ngũ hành cường đại. Nhưng nghe nói đến nay huyết mạch càng ngày càng loãng, nhiều nhất cũng chỉ thức tỉnh được ba loại huyết mạch, không khôi phục được huyết mạch ngũ hành vốn có, nhưng dù vậy vẫn là chủng tộc thống trị dưới lòng đất, vô cùng đáng sợ. Nghe đồn tộc chuột yêu ngũ hành có thể vận dụng lực ngũ hành đến mức tận cùng. Lực lượng của bọn họ đến từ huyết mạch, nếu nói về thao tác lực ngũ hành, thậm chí còn mạnh hơn cả thú ngũ hành, tất nhiên ta đang nói đến người xuất sắc trong số đó. Nói đến đây, thú ngũ hành mở to mắt, không phục định mở miệng, nhưng bị Dương Bách Xuyên trừng mắt, nói, tiểu ngũ, đi ra ngoài duy trì trật tự với Thanh Ngưu. Thú ngũ hành là dị thú được thiên địa dựng dục, rất kiêu ngạo về việc có thể vận dụng lực ngũ hành trong thiên địa, nghe thấy Hùng Bất Nhị nói vậy nên rất không phục. Nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ, thú ngũ hành vẫn chưa phát huy ra thực lực thực sự, cho nên ở chung nửa năm nay, Hùng Bất Nhị cho rằng thực lực của thú ngũ hành chẳng ra gì. Thú ngũ hành nghe xong rất không phục. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất tò mò về tộc chuột yêu ngũ hành trong miệng của Hùng Bất Nhị, không muốn thú ngũ hành làm phiền. Sau khi thú ngũ hành rời khỏi, Dương Bách Xuyên nói, ngươi nói tiếp. Vâng, thật ra cũng không có gì, ta cũng chưa gặp tộc chuột yêu ngũ hành bao giờ. Chỉ nghe các trưởng bối kể, nói đến đây, Hùng Bất Nhị tạm dừng một chút, đột nhiên nói thêm, à đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng, ta từng nghe Phụ Vương kể, tộc chuột yêu ngũ hành rất am hiểu tin tức. Bởi vì bọn họ là kẻ thống trị dưới lòng đất, có một lời đồn khủng bố, nói tộc chuột yêu ngũ hành đã đả thông toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong ngoài Thái Hoang, cho nên cả Thái Hoang có chuyện gì, có lẽ chủng tộc khác không biết, nhưng tộc chuột yêu ngũ hành tuyệt đối có thể biết trước tin tức. À. Nghe xong, Dương Bách Xuyên hít một hơi sau. Địa giới của dãy núi Vạn Yêu trải dài ngàn vạn dặm, nói gì đến cả Thái Hoang, hơn nữa còn là trong ngoài Thái Hoang. Nói thật, nếu đúng là vậy, tộc chuột yêu ngũ hành quá đáng sợ. Dù ở thế giới nào, sức mạnh của tin tức vô cùng khủng bố, nắm giữ được tin tức có thể theo lợi tránh hại. Nếu kẻ thù của bản thân đến trả thù, nhưng lại có thể nắm giữ được tin tức trước, chờ kẻ địch đến đã rút lui, hoặc bố trí bẫy dập. Khác gì vô địch. Đột nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên nảy lên một suy nghĩ, nhưng, hắn cũng biết rất khó, nhưng phải thử mới biết được. Đó chính là khống chế tộc chuột yêu ngũ hành. Vậy nói cho Thanh Ngưu, hôm nay không có ca bệnh nào cần khám gấp thì treo biển hành nghề, mời người của tộc chuột yêu ngũ hành đi vào nội đường, ta muốn gặp mặt. Dương Bách Xuyên nói, hắn cần phải tranh thủ cơ hội nắm giữ toàn bộ tin tức của yêu tộc Thái Hoàng, nếu có thể khống chế được. Nó sẽ trở thành bộ môn tình báo đắc lực của hắn. Vâng, ta mời bọn họ vào, Hùng Bất Nhị gật đầu đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên giao tiền đường cho chồn nhỏ và đả tiên thạch, chính mình đi vào hậu đường, chuẩn bị tiếp đón tộc chuột yêu ngũ hành. Hắn làm vậy vì giữ bí mật, bởi vì Dương Bách Xuyên vừa cảm thấy hứng thú với tộc chuột yêu ngũ hành, vừa đề phòng bọn họ. Nếu tộc chuột yêu ngũ hành có thể khống chế tất cả mọi chuyện xảy ra trong đại địa Thái Hoàng, vậy đồng nghĩa, tộc chuột yêu ngũ hành cũng đã biết được chuyện của hắn. Nếu đúng là vậy, vậy hắn và đám người Thanh Ngưu sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì hắn là nhân tộc, ở ngoài vực bị năm thánh địa lớn của nhân tộc đuổi giết, cũng giết chết đệ tử của năm thánh địa lớn, động tĩnh rất lớn, nếu tộc chuột yêu ngũ hành nắm rõ được mọi việc trong đại địa Thái Hoang, chắc chắn bọn họ cũng biết được chuyện của hắn. Nếu tộc chuột yêu ngũ hành chọc thủng thân phận của hắn và Thanh Ngưu, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí kế hoạch thành lập thế lực sánh ngang với thánh địa của hắn cũng chết trong thai. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất bực bội, không có tâm trạng khám bệnh, trực tiếp treo biển dừng buôn bán, chuẩn bị gặp người của tộc chuột yêu ngũ hành. Tất nhiên tình hình thực sự có giống như những gì hắn đoán hay không, tộc chuột yêu ngũ hành có thật sự nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong đại địa Thái Hoang hay không, phải gặp mặt mới biết được.
hơn nữa cũng không biết chủng tộc sinh hoạt dưới lòng đất tìm hắn để làm gì. Vì khám bệnh, hay vì phát hiện bí mật của hắn, đến tống tiền. Hay có chuyện gì khác? Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng bực bội, bắt đầu suy nghĩ miên man. Một lúc sau Hùng Bất Nhị mang theo hai người lấm la lấm lét đi vào hậu đường, một nam một nữ, nhìn qua khoảng 20, mắt tam giác, nói lấm la lấm lét cũng không sai. Tu vi của bọn họ không cao, tương đương độ kiếp trung kỳ, điều này làm Dương Bách Xuyên có hơi thất vọng. Nam tóc vàng, nữ tóc trắng. Dương đại ca, đây là thanh niên tài tuấn của tộc chuột yêu ngũ hành. Hùng Bất Nhị nói. Hai chuột yêu ôm quyền hành lễ, chuột bạch, chuột kim cúi chào y sư đại nhân. Dương Bách Xuyên nghe hai người báo tên, suýt nữa bật cười thành tiếng. Bọn chuột nhắt, cố nén cười, Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó nói với Hùng Bất Nhị, Bất Nhị, người đi đến tiền đường giúp bọn họ, ta trò chuyện với hai vị bằng hữu này. Vâng. Dương đại ca, có việc gọi ta. Hùng Bất Nhị nói xong, đi ra ngoài. Sau khi Hùng Bất Nhị rời khỏi đây, Dương Bách Xuyên nhìn chuột bạch, chuột kim, nói, hai người ngồi xuống nói chuyện đi. Yên Chi, dâng trà. Dương Bách Xuyên nói. Lục Yên Chi bưng trà đi ra, rót trà cho ba người, sau đó đứng sau Dương Bách Xuyên. Chuột bạch và chuột kim nói cảm ơn, sau đó chuột kim liếc nhìn nữ tử tên chuột bạch gật đầu, chuột kim mới nói. Y sư đại nhân, lần này đến đây do lão tổ tông nhà chúng ta mời, hy vọng y sư đại nhân có thể đến tộc chuột yêu ngũ hành chữa trị thân thể cho lão tổ tông của chúng ta. Dương Bách Xuyên uống một hớp trà, để ý đến lúc chuột kim nói chuyện vẫn luôn nhìn chuột bạch, suy đoán nữ tử tên chuột bạch mới là người cầm đầu. Còn tưởng rằng hai người bọn họ đến khám bệnh, không ngờ nói thẳng đến mời chính mình đi khám bệnh cho lão tổ tông của bọn họ. Dương Bách Xuyên còn chưa từng đi khám ngoài. Bảo hắn đi xa vạn dặm, xuống thế giới ngầm khám bệnh, chuyện này không có khả năng. Ngay cả ở thành Vạn Yêu, hắn còn chưa đứng vững gót chân, nói gì đến việc đi ra ngoài khám. Nơi đó là địa bàn của tộc chuột yêu ngũ hành, còn là một thế giới ngầm hoàn toàn xa lạ. Cho nên nghe thấy chuột kim nói vậy, Dương Bách Xuyên mỉm cười, nói, hai vị không biết, tôi có quy củ không đi khỏi thành Vạn Yêu để khám bệnh, nếu thân thể của lão tổ tông các ngươi không khỏe. Mời đến thành Vạn Yêu, ta sẽ gắng hết sức chữa trị. Y sư địa nhân, tộc chuột yêu ngũ hành chúng ta vô cùng kính ngưỡng ngài, nghe nói y sư đại nhân đối xử bình đẳng với tất cả yêu quái, cũng rất săn sóc các yêu quái đến khám bệnh, cho nên xin y sư thông cảm, bởi vì sức khỏe nên lão tổ tông không thể đến thành Vạn Yêu để chữa bệnh được, xin y sư đại nhân đi đến tộc của ta được không? Chuột kim nói, nhưng Dương Bách Xuyên không muốn mạo hiểm. Hơn nữa hắn cũng không tin thân thể thật sự không khỏe đến mức không đi được, nếu thật sự bị bệnh nặng, tìm thầy trị bệnh hỏi thuốc, sao lại để ý mấy thứ này, chỉ cần có thể cứu mạng, xa đến mấy cũng đến. Cho nên Dương Bách Xuyên không dao động, chỉ hơi mỉm cười uống hớp trà, không nói gì, biểu hiện rất rõ ràng, sẽ không đi khám bệnh tại nhà. Lúc này nữ tử tên chuột bạch liếc nhìn chuột kim, sau đó chuột kim vung tay lên, một chiếc hộp bạch ngọc xuất hiện, nói với Dương Bách Xuyên. Y sư đại nhân, nếu vì phí khám bệnh, xin đừng lo, mặc dù tộc chúng ta không phải tộc lớn ở Thái Hoang, nhưng cũng không phải nhỏ, vẫn có chút của cải. Chuột kim mở ra chiếc hộp, ngay lập tức vô số ánh sáng lóe lên chói lóa. Linh khí tràn ngập đại sảnh. Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh khí cường đại, không nhịn được chấn động trong lòng bảo bối. Trong lòng Dương Bách Xuyên sóng cuộn biển gầm, bởi vì hắn nhận được một tin tức lớn từ trong lời nói của chuột kim. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.